Đại hào môn Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1326, tương trợ nhị sư huynh. Kinh ngoại ô, chỉ thủy xem, hay là nhiều năm trước như cũ, ẩn thân ở rừng rậm bụi trúc bên trong, làm theo ý mình, cùng phụ cận thôn dân không có bất kỳ cái gì vãng lai. Tĩnh mịch thanh u, Tiêu Phàm đè xuống độn quang, nhẹ nhàng rơi vào hoa trong viên, bốn phía dò xét, trong lòng cảm khái muôn vàn. Người nào, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, bóng người lóe lên, liền đến mấy trượng bên ngoài, ánh mắt như là tia chớp thẳng quét tới, lập tức liền kinh hãi. Sư thúc, người này ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, toàn thân áo đen, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi khí, chính là Văn Nhị Thái gia đệ tử Văn Tư Viễn. Nghĩ xa, Tiêu Phàm thần sắc ôn hòa, trong ánh mắt mang theo mỉm cười chi ý, nhẹ nhàng gật đầu. Từ Văn Tư Viễn trên thân lộ ra linh áp đến xem, thình lình cũng có kim đan sơ kỳ tu vi. Tiêu Phàm nhớ được, mình rời đi địa cầu thời điểm, Văn Tư Viễn vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ tả hữu tiêu chuẩn. 20 mấy năm ở giữa, cũng coi là tiến bộ quá nhanh. Sư thúc, thật là ngươi trở về rồi. Cái này quá tốt, chấm ngoặc kép, Văn Tư Viễn vừa mừng vừa sợ, thần niệm chi lực một cách tự nhiên hướng về phía trước nhô ra, lại tại chạm đến Tiêu Phàm thân thể thời điểm, bị nhẹ nhàng bắn ra, hoàn toàn không cách nào điều tra đến Tiêu Phàm tu vi sâu cạn, trong lòng càng là âm thầm hãi nhiên. 20 mấy năm không gặp, vị tiểu sư thúc này tu vi cũng không biết tinh tiến vào bao nhiêu. Nghĩ xa, nhị sư huynh đâu? Tiêu Phàm ánh mắt bốn phía quét qua, theo miệng hỏi. Tại chỉ thủy quan thượng không thời điểm, hắn liền phát giác được xem bên trong xem bên ngoài các loại cấm chế toàn bộ triển khai, tựa hồ tại toàn lực đề phòng. Văn Tư Viễn kinh hỉ chi tình dần nhạt, ngược lại trên mặt hiện lên u buồn chi sắc, thấp giọng đáp, sư phụ đang lúc bế quan, chuẩn bị xung kích trong kim đan kỳ bình cảnh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, xung kích trung kỳ bình cảnh, kia là chuyện tốt a. Làm sao ngươi nhìn qua giống như rất lo lắng bộ dáng. Tiêu Phàm năm đó rời đi chỉ thủy xem tiến về Mạc Bắc tìm kiếm tạp mã tổ Vu Lăng mộ thời điểm, Văn Thiên vừa mới ngưng kết kim đan thành công, dựa theo trên địa cầu thời gian để tính, hiện tại chỉ mới qua 10 mấy năm, Văn Thiên liền đã đang bế quan xung kích trong kim đan kỳ bình cảnh, đủ thấy nhị sư huynh thiên phú tu luyện cực cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiến cảnh xa so tu sĩ tầm thường thực sự nhanh hơn nhiều. Văn Tư Viễn lắc đầu, nói, sư thúc có chỗ không biết, sư phụ là tại cưỡng ép xung kích bình cảnh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng nhăn lại, nói tại sao phải cưỡng ép xung kích bình cảnh. Con đường tu luyện, hẳn là thuận theo tự nhiên, thời cơ không đến, cưỡng ép đột phá, hiệu quả thường thường hoàn toàn ngược lại. Đạo lý này, nhị sư huynh nhất định hiểu. Chưa từng bước vào con đường tu chân trước, Văn Thiên cũng đã là cực tư thâm thuật sư, đối con đường tu luyện, thấm sâu trong người. Văn Tư Viễn bận bịu tức khom người nói, sư thúc dạy bảo phải là, chỉ bất quá sư phụ cưỡng ép đột phá. Cũng là bất đắc dĩ. Đoạn thời gian trước, sư phụ tu luyện ra một chút đường rẽ, nếm thử mấy loại biện pháp, đều uốn nắn không đến. Sư phụ liền muốn cưỡng ép đột phá bình cảnh, mượn nhờ đột phá bình cảnh thời điểm đại lực. Đem đi xóa chân nguyên pháp lực uốn nắn tới. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Phàm giật mình, Văn Thiên cũng tinh thông y thuật, đây đúng là một cái biện pháp khả thi, chỉ là tỷ lệ thành công quá thấp. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không khai thác dạng này mạo hiểm biện pháp. Tính được là hạ sách, khó trách trong quán xem bên ngoài cấm chế toàn bộ triển khai, nguyên lai là dạng này. Đúng vậy a, sư thúc, vừa mới sư thúc từ trên trời giáng xuống, thật đúng là làm ta sợ kêu to một tiếng. Đi, mang ta đi nhìn xem. Văn Tư Viễn liền sửng sốt một chút, không phải nói sư phụ đang bế quan a, thấy thế nào? Bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần, bọn hắn sư huynh đệ rộng đừng nhiều năm như vậy, dưới mắt coi như không thể lập tức gặp mặt, như vậy tại Văn Thiên bế quan mật thất bên ngoài lưu liền một lát, cũng là tốt. Trọng yếu không phải có gặp hay không đạt được, mà là một loại tình cảm biểu đạt. Vâng, sư thúc mời đi theo ta. Văn Tư Viễn đối Tiêu Phàm càng thêm kính cẩn, có thể khẳng định là, vị này trưởng giáo sư thúc tu vi. Khẳng định so trước kia còn muốn cao hơn nhiều, cũng đã bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Kỳ thật Tiêu Phàm để Văn Tư Viễn dẫn đường, cũng chỉ là lời nói khách sáo. Lại không có người so hắn đối chỉ thủy xem tình hình quen thuộc hơn. Tại không trung thời điểm, hắn liền đã điều tra đến Văn Thiên ở đâu ở giữa mật thất bế quan tu luyện. Rất nhanh, sư thúc điệt hai người liền xuống đất mật thất bên ngoài. Mật thất bốn phía, ẩn ẩn có các loại phù văn lấp lánh, nơi này cũng bày ra cực kỳ nghiêm mật phòng hộ cấm chế. Nguyên bản chỉ thủy xem phòng hộ cũng không phải là xâm nghiêm như thế,
bình thường phàm nhân, lại có thể nào đối đạp lên Lữ Trình tu chân văn thiên cùng người tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng gần đây huyết linh đại lục huyết tộc người cùng huyền ta giới dị tộc nhân lần lượt xâm nhập trung thổ giới, tình hình liền khác nhau rất lớn. Nhị sư huynh đã bế quan bao lâu rồi? Văn Tư Viễn bận bịu tức đáp, đã bế quan 3 tháng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lại nhíu nhíu mày lại. Mặc dù nói, tu chân chi sĩ bế quan tu luyện mấy năm mười mấy năm đều là chuyện thường xảy ra, nhưng xung kích trong kim đan kỳ bình cảnh, bế quan vượt qua 3 tháng, tình hình đã rất không lạc quan. Xung kích bình cảnh dù sao không phải phổ thông tu luyện, có thể bế quan mấy năm lâu. Xung kích bình cảnh thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm. Ngươi ở đây trông coi, ta vào xem. Tiêu Phàm lập tức nói. Sư thúc, chấm ngoặc kép, Văn Tư Viễn giật nảy cả mình. Chỉ sợ dạng này không ổn, sẽ kinh động sư phụ. Văn Thiên vốn là tu luyện gây ra rủi ro, chân nguyên pháp lực đi xóa kinh mạch, có chút cùng loại tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ đang bế quan xung kích bình cảnh quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm bỗng nhiên đánh vỡ mật thất đại môn, chỉ sợ lập tức liền sẽ quấy nhiễu đến Văn Thiên, lần nữa xảy ra bất trắc khả năng cực cao. Không ngại sự tình, Tiêu Phàm cười cười, chấn định nói, thân thể nhoáng một cái, bốn phía không khí một trận gợn nước vặn vẹo, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chấm ngoặc kép, Văn Tư Viễn miệng há lớn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn mặc dù cũng đã trở thành tu sĩ kim đan, nhưng dạng này không gian thần kỳ chi thuật, đừng bảo là lý giải, liền xem như nằm mơ đều không nghĩ tới. Tại cấp thấp tu sĩ trong mắt, Văn Thiên tại mật thất bên ngoài bày ra những cấm chế này tự nhiên cực kỳ thần bí, khó mà phá giải. Đối Tiêu Phàm lại sẽ không tạo thành bất kỳ trở ngại nào, huống chi hắn vốn chính là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, Văn Thiên bày ra tất cả cấm chế, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm tại trong mật thất hiện thân mà ra. Mật thất vẫn như cũ là như thế quen thuộc, mặt đất lấy tam sắc trứng ngỗng thạch phô thành hỗn độn đồ án, Văn Thiên khoanh chân ngồi tại trong mật thất ương, hai mắt nhắm nghiền, vận khí điều tức, mảy may cũng không có phát giác, trong mật thất đã thêm một người. Văn Thiên đạp lên Lữ Trình tu chân lúc, đã là già nua chi niên, râu tóc bạc trắng. Bây giờ Tiêu Phàm nhìn lại, lại chỉ thấy nhị sư huynh tóc sợi râu, thình lình có xanh tươi trở lại xu thế, nguyên bản tuyết trắng tóc sợi râu, không ít biến thành màu xám trắng. Thậm chí còn kèm theo từng tia từng sợi đen nhánh tóc xanh. Chướng mắt đi, so mười mấy năm trước ngược lại trẻ mười mấy tuổi. Bất quá thời khắc này Văn Thiên, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, đỉnh đầu bạch khí mờ mịt, ngưng kết thành một đoàn, liền thân tử đều tại khẽ run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống, ướt đẫm quần áo, rất rõ ràng xung kích bình cảnh đã đến cần gấp nhất trước mắt. Mà trước mặt hắn thì trưng bày bốn cái bình ngọc màu trắng, sớm đã mở ra nắp bình, trong bình trở nên rỗng tuếch. Hiển nhiên trong bình ngọc linh đan rượu dược, đều đã bị Văn Thiên nuốt tiến vào trong bụng. Dù là như thế, lần này xung kích bình cảnh cũng là giữ nhiều lành ít, cơ hội thành công cực kỳ xa vời. Tiêu Phàm không nói hai lời, dưới chân khẽ động, mấy trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua, nháy mắt liền tới Văn Thiên sau lưng, nhấc tay vừa nhấc, bàn tay chống đỡ tại Văn Thiên phía sau lưng tâm du trên huyệt, một cỗ thuần khiết vô so hạo nhiên chính khí, cuồn cuộn không tuyệt tràn vào đến Văn Thiên thể nội. Vốn là luyện công tẩu hỏa nhập ma Văn Thiên, thể nội chân nguyên pháp lực chính đang khắp nơi tán loạn, toàn thân kinh mạch tựa như thiêu như đốt, đau đến toàn tâm, mắt thấy xung kích bình cảnh liền muốn thất bại, bỗng nhiên một cỗ quen thuộc đến cực điểm chân nguyên thẳng xuyên thấu vào, mặc dù 10 điểm công chính bình thản, lại tràn trề vô so, hắn liền mảy may kháng cự chi lực đều không có, kia cỗ chân nguyên liền cuồn cuộn mà trước, nháy mắt liền đem hắn kinh mạch bên trong tán loạn chân nguyên pháp lực hòa làm một thể. Về đến chính đồ phía trên, không đến một khắc đồng hồ quang cảnh, hạo nhiên chính khí liền đi khắp Văn Thiên quanh thân kinh mạch huyệt vị, Văn Thiên đi xóa chân nguyên pháp lực tự nhiên mà vậy liền một lần nữa nạp về quỹ đạo, cuối cùng, tất cả chân nguyên pháp lực hướng trong đan điền trầm xuống, Văn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, bình cảnh nháy mắt tiêu trừ, đã giữa bất chi bất giác, tiến giai đến trong kim đan kỳ. Trong lúc này, toàn thân kinh mạch thông suốt, tinh lực sung mãn, tâm tình vui vẻ vô so. Đa tạ tương trợ, sư đệ. Ngươi trở về rồi, chờ hắn mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, dù coi như Văn Nhị Thái gia trải qua sóng gió, cũng có chút trợn tròn mắt. Sư huynh, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này ngoài ý muốn về tới địa cầu, lại còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy người thân nhất, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, thực tế khó nói lên lời. Ha ha, khó trách ta lúc trước bói toán, biết được lần này bế quan, có quý nhân tương trợ, lại không nghĩ rằng. Vậy mà ứng tại sư đệ trên thân. Quả thật là quý nhân tương trợ a. Chấm ngoặc kép, chố mắt chi dư, Văn Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả,
tiếng cười cực kỳ vui vẻ. 3 tháng trước, hắn sở dĩ quyết định mạo hiểm bế quan xung kích bình cảnh, xem bói đạt được tốt nhất đại cát khỏe tưởng, chủ quý nhân tương trợ, kỳ thật chính là nguyên nhân lớn nhất. Văn Thiên đã từng tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, tưởng tượng qua không ít, quý nhân, lại cũng không nghĩ ra, vị này quý nhân vậy mà là từ trên trời giáng xuống, mất tích, 10 mấy năm tiêu phàm. Cũng chỉ có thể là tiêu phàm, nếu như đổi một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dù coi như thủ đoạn thần thông đều không tại tiêu phàm phía dưới, tu luyện không phải vô cực môn trấn giáo thần công, cũng rất khó thuận lợi như vậy giúp Văn Thiên vượt qua nan quan, lặng yên tiến giai, còn phải dùng nhiều phí chút sức lực. Tới, sư đệ, chúng ta cái này liền đi uống rượu, không say không nghỉ. Chấm ngoặc kép, Văn Thiên cực kỳ hưng phấn, đứng dậy, giữ chặt tiêu phàm tay, liền hướng mật thất chi đi ra ngoài. Nguyên bản hắn sư huynh đệ ở giữa, bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, tình huynh đệ so sánh nhạt, phản ngược lại càng giống là trưởng bối cùng vãn bối ở giữa yêu mến. Bây giờ cửu biệt trùng phùng, Văn Thiên tâm thần khuấy động, sư huynh đệ tình cảm ngược lại càng thêm thân cận rất nhiều. Mà lại tiêu phàm tại toa ma giới kinh lịch hơn 100 năm tuế nguyệt, Văn Thiên trên địa cầu lại chỉ qua 10 mấy năm, mắt xuống đến cùng ai niên kỷ lớn hơn một chút, thật đúng là khó mà nói đâu. Cũng may sư huynh đệ tên phân sớm định, lại là không cần xoắn suýt dạng này việc nhỏ không đáng kể. Chương 1327, truyền pháp. Sau đó một đoạn thời gian, tiêu phàm bề bộn nhiều việc. Azelena, Miranda Vương Phi cùng Mikhail Bá Tước, cùng 10 mấy tên huyết tộc tộc nhân, đều đem đến chỉ thủy xem ở lại. Tiêu phàm một lần nữa bố trí một cái che đậy pháp trận. Cái này che đậy pháp trận, thoát thai từ hoa đào huyễn trận, là tiêu phàm cùng Hắc Lân nhiều năm dốc lòng nghiên cứu về sau sáng tạo ra huyễn trận, uy lực cực kỳ cường đại. Toàn lực mở ra pháp trận lời nói. Đừng bảo là phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản liền vào không được, liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, muốn phá giải cái này huyễn trận, kia cũng cần không ít thời gian. Tại huyễn trận hạch tâm địa vực, cũng chính là chỉ thủy xem mật thất dưới đất, tiêu phàm trọn vẹn chôn xuống 8 tấm không gian phù. Một khi địch nhân thật phá giải huyễn trận, tới gần mật thất dưới đất, cái này 8 tấm không gian phù lục liền theo thứ tự dẫn phát, mở ra một đầu hành trình ngắn không gian thông đạo. Đủ để đem đợi tại trong mật thất người truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, đối với chân chính đại cao thủ đến nói, ngàn dặm khoảng cách cũng không tính nhiều xa xôi, tốc độ bay toàn bộ triển khai, trong chốc lát liền có thể đuổi tới. Nhưng tiêu phàm lại không cho rằng, như thế đại cao thủ sẽ thật đến cùng Azelena cùng người làm khó. Trước mắt mà nói, Azelena là người liên can bên trong tu vi cao nhất, cũng chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi. Cần bao lớn động lực mới có thể để một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân tự xuất thủ đi đối phó một đám kim đan kỳ tu sĩ. Trừ phi là giống tiêu phàm như thế, vừa vặn đụng tới, lúc này mới tiện tay thu thập sạch sẽ. Nếu như trọng không sợ không có bắt lấy Miranda Vương Phi bọn người chuẩn bị huyết tế, tiêu phàm cũng sẽ không tùy tiện giết đến tận cửa đi. Bây trận nhàn hạ thời điểm, tiêu phàm tự thân vì mọi người truyền pháp. Mặc dù hắn cũng không từng tu luyện máu đạo công pháp, nhưng đối huyết tộc truyền thừa công pháp lại cũng không lạ lẫm. Tại toa ma giới hơn 100 năm, bị hắn diệt sát đi máu nói cao thủ, không phải số ít. Tỷ như quỷ ảnh tử sông thành, chính là kiêm tu quỷ đạo cùng máu đạo công pháp đại cao thủ, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tại sông thành chữ vật vòng tay bên trong, tiêu phàm tìm được hắn chủ tu công pháp, đem những công pháp này giao cho Azelena cùng huyết tộc người, tối thiểu nhất có thể tạo được tham khảo tác dụng. Nó núi chi thạch có thể công ngọc. Huống chi có thể làm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chủ tu công pháp, tự nhiên có 10 điểm chỗ đặc biệt. Tu chân giới có không ít thiên tư chắc tuyệt chi sĩ, bởi vì không chiếm được bên trên cùng công pháp truyền thừa, như vậy phí thời gian cả đời, ôm hận mà kết thúc. Có tiêu phàm tự mình chỉ điểm, đoàn người tự nhiên từng cái cảm thấy hiểu ra, trong quá trình tu luyện gặp phải không ít nan đề, thường thường bởi vì tiêu phàm dăm ba câu, liền giải khai mê hoặc, rộng mở trong sáng. Mặc dù 2-3 tháng không đủ để bọn hắn chân chính tiến giai, nhưng ở ngày sau trong quá trình tu luyện, lại có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Đối với mỗi giờ mỗi khắc đều ở thăng cấp uy hiếp bên trong người tu chân mà nói. Đây là nhất nhưng quý giá cảnh ngộ, nếu như không phải loại này quan hệ đặc thù, chỉ là kim đan kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại kia có khả năng liên tiếp nhiều ngày, lắng nghe một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truyền pháp. Một ngày này nhàn hạ nghỉ ngơi. Tiêu phàm cùng Văn Thiên ngồi đối diện thưởng trà. Azelena bồi tiếp ngồi ở một bên, Văn Tư Viễn đứng hầu ở bên. Sư đệ, đối với sau này, người có cái gì an bài? Văn Thiên nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hỏi, có quan hệ toa ma giới hết thảy.
Tiêu Phàm cũng cùng bọn hắn cho tới qua. Đối với mình cảnh giới trước mắt, Tiêu Phàm cũng chưa giấu giếm. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, ta nhìn cùng đầu kia không gian thông đạo triệt để ổn định lại về sau, hay là trước tiên đem đoàn người đưa đến Kim Châu Thành đi lại nói. Đây cũng là Tiêu Phàm một mực cũng đang lo lắng sự tình, mặc dù nói trên địa cầu tài nguyên tu luyện chính tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng cùng tòa ma giới tương đối mà nói, hay là có chênh lệch rất lớn. Dù coi như địa mạch linh khí có thể theo kịp Nam Châu Đại Lục, cái khác tu chân tài nguyên lại nghiêm trọng khuyết thiếu, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại được. Tỷ như các loại công pháp, các loại vật liệu, các loại đan dược, các loại pháp bảo cùng các loại, trên địa cầu ngay cả cái phường thị đều không có. Tại Kim Châu Thành, Văn Thiên bọn người chẳng những có thể tầm mắt mở rộng, còn có thể rất thuận tiện thu hoạch được nó tài nguyên tu luyện của hắn, đối với nhanh chóng tăng lên cảnh giới của bọn hắn cùng sức chiến đấu, vô cùng có trợ giúp. Tiêu Phàm còn có một cái lâu dài hơn kế hoạch, chính là muốn đem Không Linh Đảo Vạn Kiếm Cốc chế tạo thành mình, bí mật căn cứ huấn luyện. Toàn nghề tộc Thánh Linh Nguyên Địa cố nhiên là trên nhất tốt nơi tu luyện, nhưng Tiêu Phàm cũng không thể đem cửa bên trong các đệ tử đều đưa tiến vào người ta tiên tổ Thánh Địa đi, liền Nguyên Hạo không nói cái gì, Tiêu Phàm mình cũng không thể làm như vậy. Chỉ bất quá Vạn Kiếm Cốc bên ngoài kia cuồng bạo không gian loạn lưu là cái vấn đề lớn. Tiêu Phàm mình có Càn Khôn Đỉnh tương trợ, ra vào không ngại, mỗi lần có lẽ còn có thể mang lên một hai người. Âu Dương Minh Nguyệt đã trở thành Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, có hắn lưu lại không gian phù lục cùng không gian lệnh bài tương trợ, khải quan về sau cũng có thể thuận lợi rời đi Phong Nhãn chi địa. Bất quá muốn lại trở về, độ khó liền rất lớn. Dạng này không phải giải quyết vấn đề căn bản chi đạo. Tiêu Phàm ngược lại là có nắm chắc giải quyết hết Vạn Kiếm Cốc không gian loạn lưu, mở ra một đầu bí ẩn thông đạo, nhưng cần thời gian, còn cần giúp đỡ, nhất thời bán hội là khẳng định khó mà hoàn thành dạng này công trình vĩ đại. Cũng may cũng không vội tại nhất thời. Văn Thiên trầm giọng hỏi, sư đệ ý tứ, là chúng ta né tránh đi. Văn Thiên lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hắn cho rằng đi thẳng một mạch như vậy, chính là yếu thế, là đem địa cầu chủ điều khiển quyền chắp tay tặng cho người dị giới. Tiêu Phàm lắc đầu, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nói, sư huynh, Nam Châu Đại Lục tình huống, chỉ có so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Thất Dạ Giới toàn lực tiến công, hiện giai đoạn, Nam Châu Đại Lục lại là năm bè bảy mảng, ốc còn không mang nổi mình ốc. Trông cậy vào từ Nam Châu Đại Lục điều đại quân đến bên này viện thủ, cơ bản thực tế không lớn. Văn Tư Viễn trầm ngâm nói, thế nhưng là, sư thúc, nếu như chúng ta đem bên này chắp tay nhường cho, một khi trung thổ giới bị huyền ta giới người hoàn toàn trưởng khống, chẳng lẽ liền không sợ Nam Châu Đại Lục lọt vào tiền hậu giáp kích à? Căn cứ Tiêu Phàm miêu tả, mấy vạn năm trước trận kia giao diện đại chiến, chính là toa ma giới một mình đối kháng thất dạ giới, huyền ta giới, cao cổ giới cùng mấy cái tới gần giao diện. Bây giờ chiến hỏa khởi động lại, chẳng lẽ lại muốn lịch sử tái diễn? Lần trước giao diện đại chiến, là có Vô Cực Thiên Tôn ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người cưỡng ép cải biến giao diện chi chiến kết cục, cứu tỷ tỷ dân tại trong nước lửa. Lần này, lại không có Vô Cực Thiên Tôn, thậm chí ngay cả Vô Cực Môn đều đã triệt để xuống dốc. Nếu như lần nữa đứng trước mấy cái giao diện vây công, lại nhưng như thế nào tự cứu? Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, nghĩ xa lo lắng cũng rất có đạo lý, nhưng bằng lực lượng của chúng ta, rất rõ ràng không đủ để ngăn cản huyền ta giới đại quân xâm lấn. Ta là lo lắng, nếu như làm vô vị chống cự, ngược lại sẽ kích thích người dị giới thích sát khí, đến lúc đó sẽ tai họa đến vô tội. Văn Thiên cùng Văn Tư Viễn cũng nhíu mày. Tiêu Phàm nói, kỳ thật cũng là bọn hắn lo âu trong lòng. Không thương tổn tới phàm nhân, vẻn vẹn chỉ là huyết linh đại lục cùng huyền ta giới người tu chân ở giữa ước định, cũng không phải pháp luật, cũng không có cái gì cưỡng chế lực ước thúc. Loại này hoàn toàn dựa vào cường giả tự hạn chế cục diện là nguy hiểm nhất, người vô tội sinh mệnh an nguy, đều quyết định bởi tại cường giả một ý niệm. Giết cùng không giết, quyền quyết định tại trong tay người khác. Một mực yên tĩnh dự thính Azelena bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu như chúng ta thanh không gian thông đạo hủy đi, chẳng phải là liền có thể ngăn cản người dị giới giết tới rồi sao? Văn Thiên cùng Văn Tư Viễn đều hai mắt tỏa sáng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hủy đi cỡ nhỏ không gian thông đạo, cũng không khó, nhưng loại kia kết nối hai cái giao diện cự hình không gian thông đạo, lại không phải tùy tiện có thể hủy đi. Thông đạo bản thân không gian chi lực đặc biệt to lớn, bảo vật bình thường, căn bản là đối nó bất lực. Mà lại cũng vô pháp dự đoán, cưỡng ép hủy đi không gian thông đạo, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Ba người liền đều không lên tiếng, có quan hệ không gian chi thuật, bọn hắn tại Tiêu Phàm trước mặt nhưng không có quyền phát ngôn gì. Duy nhất biện pháp khả thi,
là phong bế không gian thông đạo lối vào, chỉ bất quá kia cũng cần kiến tạo một cái siêu cấp phong bế pháp trận, tuyệt không phải lực lượng một người có thể làm được, cũng không phải thời gian sớm chiều. Tiêu Phàm song mi nhào càng chặt hơn. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Giao diện đại chiến, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhiều năm như vậy tháng dài đánh xuống, cũng đã là một trường hạo kiếp. Tìm kiếm đại giới thấp nhất biện pháp kết thúc đại chiến, mới là vương đạo. Azelena thấp giọng nói, nếu như, ta nói là nếu như. Cuối cùng chúng ta chiến bại, đó có phải hay không không còn có nơi sống yên ổn. Tiêu Phàm cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, nói, không cần lo lắng, coi như thật đánh bại, chúng ta cũng có địa phương đi. Không linh đảo Vạn Kiếm Cốc, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tị nạn chỗ. Chỉ cần không đụng tới so hắn không gian tạo nghệ cao hơn địch nhân, Vạn Kiếm Cốc phong mắt chi địa chính là an toàn. Đương nhiên, nếu quả thật đụng phải cao nhân như vậy, cũng coi là mệnh chung chú định. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc, dù coi như là đồng thời đối mặt mấy cái giao diện tiến công, Nam Châu Đại Lục cũng nhất định có thể kiên trì. Mấy vạn năm trước giao diện đại chiến, chưa thể để Nam Châu Đại Lục diệt tộc, hôm nay cũng giống như vậy. Trong cõi U Minh tự có thiên ý, ngày mai ta liền lên đường đi Mặc Tư Bảo một chuyến, trước điều tra một chút nơi đó không gian thông đạo tình hình lại nói. Nếu như huyết linh đại lục có thể đem đại quy mô quân đội đưa tới, có lẽ liền có thể ngăn cản huyền ta giới người. Cứ như vậy, Nam Châu Đại Lục liền không đến mức hai mặt thụ địch. Tiêu Phàm nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói. Azelena lắc đầu, nói chỉ sợ không thể đối bọn hắn gửi hy vọng quá lớn, bọn hắn đều tự tư cực kỳ. Chấm ngoặc kép, nàng đã cùng huyết linh đại lục, đồng bào, đã từng quen biết, tình hình không thể lạc quan. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, kiên quyết nói, nếu như bọn hắn thật không để ý đại cục, vậy chúng ta cũng không ngại hỏa thủy đông dẫn, để huyền ta giới cùng bọn hắn trước đánh dậy lại nói. Văn Thiên cười nói, như thế cái biện pháp tốt, Minh Lâm thành hạ, không đoàn kết cũng không được. Văn Tư Viễn nói, sư thúc, chúng ta có thể hay không hướng Nam Châu Đại Lục chính đạo tông môn cầu viện. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Nói ta là có quyết định này. Chỉ lo lắng, Nam Châu Đại Lục chính mình vấn đề đều không có giải quyết, những cái kia chính đạo tông môn sẽ không rút ra quá nhiều nhân thủ đến. Có tổng so không có tốt, cũng không cần lo lắng quá mức, xe đến trước núi ắt có đường. Văn Thiên ngược lại là rất rộng rãi, cao giọng nói. Sư huynh nói đúng, nhưng làm hết mình, mỗi người dựa vào thiên mệnh. Chương 1328, không biết nặng nhẹ. Mặc Tư Bảo trấn phương viên trăm dặm. Đã triệt để trở thành phàm nhân vòng cấm. Huyết tộc người đem nơi này biến thành một cái chiến đấu thành lũy, các loại trận pháp cấm chế trồng chất, che kín toàn bộ mặt đất cùng bầu trời, huyết tộc đội tuần tra cơ hồ là không gián đoạn tại vòng cấm trên không tiến hành vừa đi vừa về tuần tra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ trống có thể chui. Cực cao trên trời cao, Tiêu Phàm tính tính huyền phù, xem bên người lạnh lẽo cương phong như không, đáy mắt lục mang lấp lánh, tự quan sát kỹ mặt đất bên trên hết thảy. Trên địa cầu, huyết tộc người ở vào thủ thế, cùng kim bằng người tranh đấu mấy trận, mấy chỗ địa bàn đều vứt bỏ, duy chỉ có Mặc Tư Bảo nơi này, là nhất định phải chết thủ. Nơi này là không gian thông đạo lối ra, nếu như vứt bỏ nơi này, chẳng khác nào vứt bỏ hết thảy. Quan sát thật lâu, Tiêu Phàm chưa từng phát giác được đặc biệt khí tức cường đại, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng phía dưới kích bắn đi. Đối Tiêu Phàm đến nói, huyết tộc người bày ra những cấm chế này, cơ bản thùng rỗng kêu to. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là không có ỷ lại cường ngạnh sông, mà là hóa thân tiến vào. Lấy Tiêu Phàm học được từ Thiên Diệu Cung thuật dịch dung chi tinh diệu, muốn giả dạng thành một tên huyết tộc người không bị phát giác, thực tế không phải chuyện quá khó khăn. Nhiều năm trước, Tiêu Phàm tại Mặc Tư Bảo ở lại quá nhiều ngày, đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Bất quá huyết linh đại lục huyết tộc người tới về sau, đối với chỗ này tiến hành cải biến cùng xây dựng thêm. Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay chế trụ một tên trong kim đan kỳ huyết tộc tu sĩ, từ trong miệng hắn thu hoạch được vật mình muốn. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm xuất hiện tại Mặc Tư Bảo sâu dưới lòng đất, đã từng huyết hải. Huyết hải đã khô cạn, biến thành một chỗ hãm sâu bồn địa, một cỗ không gian ba động, từ bồn dưới đáy dâng trào mà lên, Tiêu Phàm đứng tại bồn địa bên cạnh thành bảo phía trên, cúi đầu nhìn chăm chú bồn dưới đáy. Nơi đó, chính là không gian thông đạo lối ra. Cái cửa ra này quy mô không lớn, đường kính chỉ có hơn 10 trượng. Riêng lấy cửa ra lớn tiểu mà nói, cái này chỉ có thể coi là một đầu cỡ trung tiểu không gian thông đạo, tựa hồ cùng vượt giới không gian thông đạo kéo không lên bao lớn liên quan. Xuyên thấu qua cái thông đạo này, một lần cũng truyền tống không được quá nhiều người. Bất quá tại Tiêu Phàm trong mắt,
tình hình nhưng lại khác biệt. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, lối ra phía dưới, nhưng thật ra là một đầu cự hình không gian thông đạo, cùng Trung Á trên khu vực không đầu kia nối thẳng Nhạc Tây địa khu thông đạo cơ hồ tương đương. Chỉ là cửa thông đạo không có hoàn toàn mở ra, đại bộ phận phân đà tại phong bế trạng thái, mới có thể bị tưởng lầm là một đầu cỡ trung tiểu không gian thông đạo. Nơi này đã là Mặc Tư Bảo căn bản trọng địa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đội tuần tra đang không ngừng tuần sát, những này đội tuần tra viên cấp bậc còn không tính quá thấp. Mỗi một chi đội tuần tra đều từ một tên trong kim đan kỳ huyết tộc người lĩnh đội, chỉ ít còn có 2 đến 3 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ xung làm phụ tá, còn lại cũng đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm thân phận bây giờ, chính là một tên tại tòa thành bên trên đứng gác trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp, như thế trơ mắt nhìn chằm chằm bồn địa nhìn cái không ngớt. Chính là chức trách của hắn chỗ, căn bản liền sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Ngay tại Tiêu Phàm do dự, có phải là cần muốn đi vào không gian thông đạo? Đi huyết linh đại lục nhìn một chút thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn vang lên. Đúng thế, chính là điện thoại. Cái này là để cho tiện Tiêu Thiên liên hệ hắn. Đã trên địa cầu, hắn đương nhiên phải tùy thời cùng Tiêu Thiên giữ liên lạc, vạn nhất Tiêu Thiên có chuyện gì cần hắn hỗ trợ, tùy thời đều có thể tìm được hắn. Đương nhiên, Văn Thiên, Azelena bọn người, cũng giống vậy có thể thông qua điện thoại tìm tới hắn. Tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải là xung khắc như nước với lửa. Uy, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống nút trả lời. Ca, ngươi ở đâu? Điện thoại bên kia, truyền đến Tiêu Thiên trầm tĩnh thanh âm. Ngày xưa cái kia bay dương nhảy thoát Tiêu Nhị Ca, sớm đã biến thành trầm ổn khí quyển Tiêu Tổng thống. Ta tại châu Âu, Mặc Tư Bảo, huyết tộc người địa bàn. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều đáp. Ca, tại tuyết vực cao nguyên phát hiện một chút vật kỳ quái, các chuyên gia cũng không biết là cái gì, khả năng cùng tu tiên giả tương quan, người nếu là có thời gian, tranh thủ thời gian tới xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên cũng không quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát liền cắt vào chính đề. Tốt, ta lập tức đi tới. Tiêu Phàm lập tức cúp điện thoại, sau đó bốn phía quét qua. Cứ như vậy trong chốc lát, bên cạnh hắn đã vây một vòng huyết tộc vệ sĩ, trọn vẹn 3 chi đội tuần tra 20 mấy người đem hắn vây quanh tại chính giữa, từng cái 2 mắt tỏa ánh sáng, một mực tiếp cận hắn, tựa hồ sợ hắn trượt, tính cảnh giác hay là rất cao. Ngươi là người phương nào? Vì sao giả trang chúng ta huyết tộc vệ sĩ hỗn tiến đến? Đi đầu một tên trong kim đan kỳ tuần tra đội trưởng, lạnh lùng quát hỏi, trong tay pháp bảo đã giơ lên thật cao, tựa hồ một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Mặc dù Tiêu Phàm bên ngoài đồng hồ nhìn qua cùng bọn hắn huyết tộc người không khác nhau chút nào, trên thân cũng lộ ra thuần chính huyết tộc nhân khí hơi thở, đơn chỉ bằng cái này tay cầm điện thoại, tuần tra đội trưởng liền có thể xác định, Tiêu Phàm là cái tây bối hàng, chỉ là bên ngoài đề phòng xâm nghiêm như vậy, cấm chế nghiêm mật như vậy, thật không biết hắn đến cùng là thế nào hỗn tiến đến. Tiêu Phàm nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói ta chỉ là tiến vào đến xem mà thôi, cũng vô ác ý, các ngươi tránh hết ra đi. Kia tuần tra đội trưởng giận dữ, quát, ngươi cái này gian tế, khẩu khí thật lớn. Còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tránh khỏi ra thiệt chịu khổ. Tiêu Phàm khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cười lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, một trận gợn nước ba động vặn vẹo qua đi, liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy, chấm ngoặc kép, trốn chỗ nào? Một đám đội tuần tra viên lập tức giật nảy cả mình, tiếng hò hét nhao nhao vang lên, liên tục không ngừng bốn phía tìm kiếm, lại nơi nào tìm được. Suy, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Phàm thân ảnh tại phía sau bọn họ hơn 10 trượng chỗ hiển lộ mà ra, không chậm không nhanh, cất bước đi ra ngoài. Dừng lại, không cho phép đi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng hò hét liên tiếp, 20 mấy tên đội tuần tra viên cùng thi triển thần thông, kiệt lực đuổi theo mà tới. Kỳ quái một màn phát sinh. Vô luận bọn hắn làm sao cực độ phi đột, Tiêu Phàm luôn luôn tại trước người bọn họ hơn 10 trượng chỗ, tay áo bồng bềnh, phảng phất đi bộ nhàn nhã, tiêu sái mà đi, khoảng cách này nhưng thủy chung đều khó mà rút ngắn nửa bước. Đuổi theo, đội tuần tra viên tốc độ trong bất chi bất giác chậm lại, cơ hồ là vô ý thức cùng Tiêu Phàm kéo dài khoảng cách. Mặc dù giờ phút này cảm ứng được, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ có chút cơ kỳ đệ tử khí tức, nhưng mỗi cái đuổi theo người trong lòng đều bồn chồn. Không hề nghi ngờ, người này tuyệt không phải chân chính trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp. Đuổi đến quá gần, nhưng không thế nào sáng suốt. Đạo hữu tốt tuấn xúc địa đại pháp, tại ta huyết tộc cấm địa tới lui tự nhiên, là lấn ta huyết tộc không người a. Hừ lạnh một tiếng vang lên, hơn 10 trượng bên ngoài bóng đen chớp động, 2 tên huyết bào nhân hiện thân mà ra. 2 người này ước chừng trên dưới 30 tuổi,
sắc mặt tái nhợt. Dáng người thon gầy, thân mặc áo bào đỏ, ánh mắt lạnh lùng lạnh, thẳng bắn tới, nhìn thấy người toàn thân lông mao dựng đứng. Từ trên thân linh áp ba động đến xem, đều có lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, tiếp cận nguyên anh sơ kỳ đại thành cảnh giới. Mà lại hai người thân cao tướng mạo, thậm chí trên mặt thần sắc đều giống nhau như đúc, có thể thấy được là huynh đệ sinh đôi. Bình thường đến nói, tu chân giới huynh đệ sinh đôi hoặc là tỉ muội, đều tu luyện có một loại nào đó liên thủ thần thông, cùng phổ thông cùng giai tu sĩ tương đối mà nói. Muốn khó đối phó phải nhiều, từ hai người này tràn đầy tự tin thần sắc đến xem, bọn hắn hiển nhiên cũng tu luyện dạng này liên thủ thần thông. Bất quá tại cái này tràn đầy tự tin bên ngoài đồng hồ phía dưới, hai người kỳ thật đều âm thầm kinh hãi. Thần niệm chi lực quét ra, lại bị nhẹ nhàng bắn ra. Hoàn toàn không cách nào điều tra đến Tiêu Phàm tu vi thật sự sâu cạn. Trên lý luận đến nói, chỉ có thần niệm chi lực cường đại hơn bọn hắn được nhiều. Mới có thể làm đến điểm này. Đương nhiên, bọn hắn tình nguyện tin tưởng, Tiêu Phàm là tu luyện một loại nào đó ngăn cản người khác thần niệm theo dõi đặc biệt thần thông, hoặc là tùy thân mang theo có cùng loại bảo vật. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay ôm quyền chắp tay, nói, hay là câu nói mới vừa rồi kia, tại hạ chỉ là đến xem cái này không gian thông đạo tình hình, cũng vô ác ý. Hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Bên trái huyết bào nhân tựa hồ tính nét tương đối vội vàng sao động, cười lạnh một tiếng, nói, đạo hữu lời này, là đem chúng ta xem như ba tuổi tiểu hài a. Vô duyên vô cớ, người đến nhìn cái gì không gian thông đạo tình hình. Hôm nay nếu là không nói rõ ràng, nhưng liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này hay là bởi vì hắn đối Tiêu Phàm sinh ra lòng kiêng kỵ, không phải, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm đánh. Ngoại nhân tự tiện xông vào huyết tộc căn bản cấm địa, nếu để cho nó rời khỏi, còn đến mức nào? Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, thật sao? Hai vị đạo hữu ngược lại là rất tự tin. Đã như vậy, hai vị không ngại xuất thủ, tại hạ lại cũng muốn kiến thức một chút huyết tộc tu sĩ cấp cao thủ đoạn thần thông. Lời này cũng không phải trêu chọc, Tiêu Phàm thật có quan sát, chỉ ý. Azelena cùng tộc nhân của nàng, vẫn luôn sinh sống trên địa cầu bên trên, không thể thay đồng hồ chân chính huyết tộc người. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai tên huyết bào nhân liếc nhau, riêng phần mình cổ tay khẽ đảo, một cái bình bát trạng bảo vật nổi lên, đồng thời hướng không trung ném đi, lập tức mùi máu tanh xông vào mũi, hai cỗ sóng máu từ bình bát bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành đầy trời mưa máu, hướng Tiêu Phàm bao phủ xuống. Trong huyết phủ ẩn chứa máu nói chi lực, quả nhiên không phải bình thường. Bất quá đối với Tiêu Phàm đến nói, loại trình độ này công kích tự nhiên éo để vào mắt, toàn thân trên dưới thả ra nhạt hào quang màu xanh lam, tinh viêm chi lực phồng lên mà ra, đầy trời huyết phủ vãi xuống đến, chỉ cần hơi dính đến cái này vòng nhạt hào quang màu xanh lam, liền hóa thành khói xanh, tan biến tại vô tung. Hai tên huyết bào nhân giận dữ, lập tức lại chuyển đổi một loại mới thần thông. Nhưng mặc kệ bọn hắn cỡ nào thủ đoạn đổi mới, hoa văn trồng chất, Tiêu Phàm chỉ là thả ra tinh viêm chi lực, liền đều che đậy bên ngoài. Xa xa vây xem một đám đệ tử cấp thấp, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai tên huyết bào nhân càng đánh càng là kinh hãi, đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Xem ra hai vị đạo hữu đã hết sức, cáo từ, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trong chớp nhoáng thu tinh viêm chi lực, thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất. Gợn nước vặn vẹo lướt qua, tại phía sau hai người ngoài mấy trượng hiện thân mà ra, dưới chân mây trôi, liền muốn ly khai. Dừng lại, chấm ngoặc kép, hai người không hẹn mà cùng gọi một tiếng. Trên thực tế, gọi một tiếng này không có chút ý nghĩa nào, chỉ là biểu thị mình không có cam lòng mà thôi. Hai vị đạo hữu có chút không biết nặng nhẹ, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lạnh nhạt nói, bỗng nhiên lắc một cái ống tay áo, xa xa một trưởng đánh ra. Một trưởng này nhìn như nhẹ nhàng, lại bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trong tiếng thét gào, một cỗ to lớn cự lực cuốn tới. Còn tại trường hứa chi ngoại, hai người liền cảm thấy hô hấp không thông suốt, cơ hồ ngay cả khí đều không kịp thở. Đây là hai người ngưng kết nguyên anh về sau, chưa bao giờ từng gặp phải tình hình. Cái này giật mình coi là thật không thể coi thường, hai người không kịp ngẫm nghĩ nữa, dưới chân vừa dùng lực, như là mũi tên, phân biệt hướng về hai bên phải trái kích xạ mà đi, trong khoảnh khắc liền thối lui đến mấy trượng bên ngoài. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất bay dương, đợi đến bụi mù tan hết, chỉ thấy trước mặt mọi người đã nhiều một cái hố sâu to lớn, đủ vài trượng rộng, sâu đạt trượng dư. Nhất là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, hố sâu bốn phía chỉnh chỉnh tề tề, như là dùng cự nhận cắt ra đến. Tiện tay một kích chi lực,
quả là tại tư. Lại nhìn về phía trước, nơi nào còn có Tiêu Phàm bóng dáng. Hai tên huyết bào nhân lần nữa đối mặt, đều sắc mặt tái nhợt, nửa ngày nói không ra lời. Tiêu Phàm nếu thật muốn giết bọn hắn, chỉ một kích liền có thể lấy hai tính mạng người. Chương 1329, ngoài ý muốn khảo cổ phát hiện. Mặc dù đối tu tiên giả năng lực có hiểu biết, Tiêu Thiên còn là bị kinh sợ. Tiêu Phàm thực tế tới quá nhanh, khi hắn ở trong điện thoại nghe tới Tiêu Phàm nói thân ở châu Âu, liền để thư ký thông chi ngành tương quan, xế chiều ngày mai 3 điểm đúng giờ họp. Ai ngờ hắn cúp điện thoại không bao lâu, Tiêu Phàm trực tiếp thẳng xuất hiện tại đại nội, đi tới hắn biệt thự bên trong. Tiêu Phàm là lái xe tiến đến, đại nội cảnh vệ chỗ cho hắn giấy thông hành đặc biệt, có thể tùy thời ra vào đại nội, không cần tiếp nhận bất luận cái gì kiểm tra. Đây là đẳng cấp cao nhất giấy thông hành, cho tới nay, đạt được loại đãi ngộ này người không cao hơn 100 cái. Sở dĩ dạng này tốn công tốn sức, là Tiêu Phàm không nghĩ để quá nhiều người biết hắn là tu tiên giả. Để mọi người đều biết, Tiêu Thiên Tổng thống có một vị tu tiên giả ca ca, chưa hẳn thấy là chuyện tốt. Một khi bị huyền ta giới người cùng huyết tộc người biết được, chỉ sợ sẽ cho Tiêu Thiên mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá cho dù có chút trì hoãn, cũng đã đầy đủ Tiêu Thiên giật nảy cả mình. Coi như Tiêu Phàm một tràng đoạn điện thoại của hắn, liền lập tức leo lên chuyên cơ hướng bên này đuổi, cũng không thể đến mức như thế mau lẹ. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ bay nhanh chóng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Huống chi Tiêu Phàm tinh thông phong độn thuật, tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng coi như phải siêu quần bạt tủy. Chỉ sợ so sánh với bình thường ngộ linh kỳ lão tổ, cũng không kém bao nhiêu. Tình huống như thế nào? Tiêu Phàm không có hàn huyên khách sáo, trực tiếp hỏi. Vì không làm cho xung quanh người ngạc nhiên, Tiêu Chân Nhân sử dụng thuật dịch dung, rất khéo léo đem mình dung nhan già đi 20 tuổi, nhìn qua cùng Tiêu Thiên bằng tuổi nhau. Kể từ đó, liền sẽ không còn có người kỳ quái, vì cái gì Tiêu Tổng thống ca ca so hắn tuổi trẻ nhiều như vậy. Về phần đêm hôm đó gặp qua Tiêu Chân Nhân một mặt mấy tên thiếp thân vệ sĩ, lâu như vậy quá khứ, lại nơi nào còn có thể có như vậy rõ ràng ký ức. Chỉ sợ trong lòng bọn họ, Tiêu Tổng thống ca ca chính là dưới mắt cái bộ dáng này. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Là như thế này, ta đã nói với ngươi, trước đó không lâu tại tuyết vực cao nguyên phụ cận phát hiện một đầu cỡ lớn linh mạch, huyền ta giới người thông chi chúng ta, muốn trong 3 tháng khai thác linh thạch, lại yêu cầu chúng ta trong 3 tháng đem linh mạch khu vực trung tâm tất cả phàm tục người cùng rời đi. Không muốn ảnh hưởng tu tiên giả tu luyện, cho nên hơn 2 tháng này chúng ta nắm chặt thời gian tiến hành di chuyển, đối với một chút văn vật di tích cổ, cũng phải tận lực rời đi. Kết quả các chuyên gia tại cao nguyên phía đông một chỗ trên đỉnh núi tuyết, phát hiện một cái ẩn tàng nhiều năm miếu cổ, ở bên trong đụng phải một chút chuyện rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên một bên tự mình cho ca ca pha trà, một bên giới thiệu tình huống. Cụ thể một điểm, vẫn là để bọn hắn nói cho người đi, bọn hắn đi qua hiện trường. Tiêu Thiên gật gật đầu, lập tức đối bên người thư ký nói, thông chi mọi người tới họp, lập tức. Vâng, Tổng thống, thư ký kính cẩn đáp. Lập tức đi đến bên bàn làm việc gọi điện thoại đi. Nắm lấy tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nguyên tắc, chuyên gia đoàn đội trực tiếp đối Tổng thống văn phòng phụ trách. Hiệu suất cực cao, không đến một giờ, vừa mới tán đi không bao lâu chuyên gia khảo cổ nhóm, liền một lần nữa tại Tổng thống văn phòng bên cạnh trong phòng hội nghị nhỏ tụ tập. Tiêu Thiên tự mình cùng đi Tiêu Phàm, đi tới phòng họp, trừ chuyên gia khảo cổ, tham gia hội nghị còn có mấy vị quân đội tướng lãnh cao cấp. Dạng này lớn di chuyển hành động. Trong vòng 3 tháng phải hoàn thành, không sử dụng quân đội là không thể nào đạt thành mục tiêu. Để bảo đảm tuyệt đại đa số di chuyển khu công dân thân người an toàn, có đôi khi không thể không khai thác cưỡng chế biện pháp. Đối mặt tu tiên giả cường ngạnh yêu cầu, dạng này di chuyển hành động. Quyết không cho phép có hộ không chịu di rời xuất hiện. Để Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn vậy mà tại khảo cổ đoàn trong đội phát hiện một tên tu tiên giả. Đây là một chừng 40 tuổi chuyên gia. Từ hắn số ghế có thể nhìn ra được, hắn là khảo cổ đoàn đội người phụ trách. Tiêu Phàm từ trên người hắn cảm ứng được cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, hẳn là có luyện khí kỳ nhập môn đệ tử tiêu chuẩn. Bất quá Tiêu Phàm lấy thần niệm chi lực từng điều tra này người về sau, lập tức thoải mái. Người này hẳn là một tên cổ võ cao thủ. Cổ võ cao thủ tu tập đến cảnh giới cực cao, thường thường có thể tự động đột phá, bước vào đê giai người tu chân hàng ngũ, tương đương với luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp trình độ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu như không có chân chính người tu chân chỉ điểm, cả đời đều muốn dừng bước tại thành tựu như vậy, không thể tiến thêm một bước. Tại phàm nhân quần thể bên trong, cái này liền vô cùng ghê gớm, chẳng những mang ý nghĩa cường hãn sức chiến đấu, vô cùng thân thể khỏe mạnh,
còn mang ý nghĩa xa so người bình thường càng dài thọ nguyên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 100 năm tuổi thọ là tuyệt không thành vấn đề. Đối với Tổng thống tự mình cùng đi tiến đến vị tiên sinh này, mọi người cũng rất tò mò. Đương nhiên, tại dạng này trường hợp, ai cũng sẽ không đem cái này hiếu kỳ biểu lộ ra, thậm chí ngay cả ánh mắt đều che giấu rất khá, nếu không liền thất lễ. Chư vị, đây là Tiêu tiên sinh, cũng là chuyên gia khảo cổ, đối tu tiên giả lịch sử cùng tập tính đều rất có nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì hàn huyên khách sáo, Tiêu Thiên đi thẳng vào vấn đề giới thiệu Tiêu Phàm thân phận. Đối đây, một đám các chuyên gia tự nhiên là hào không tán đồng. Bây giờ ngồi tại cái này trong phòng họp, đã là cả quốc gia ưu tú nhất chuyên gia khảo cổ cùng lịch sử chuyên gia, lại chưa từng nghe nói qua cái gì, Tiêu tiên sinh, về phần Tiêu Tổng thống giới thiệu nói hắn là chuyên gia khảo cổ, vậy đơn giản chính là nói nhảm. Nào có bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua chuyên gia khảo cổ. Xin hỏi Tiêu tiên sinh trước kia ở đâu cái cơ cấu làm việc? Tên kia tu luyện có cổ võ thuật chuyên gia khảo cổ rất không khách khí hỏi. Cho dù là ngay trước Tổng thống trước mặt, cũng muốn chất vấn. Chuyên gia cùng chính khách khác nhau còn là rất lớn, Tiêu Phàm nhìn hắn một chút, mỉm cười nói, gốm tiến sĩ, vấn đề này không phải trọng điểm. Xin mọi người cắt vào chính để đi, đến cùng tại núi tuyết chỗ sâu phát hiện cái gì. Lấy Tiêu Phàm thần niệm chi lực cường đại, những này người bình thường suy nghĩ trong lòng, cơ hồ rõ như lòng bàn tay, nơi này tất cả mọi người đối với hắn đều cơ hồ không có bí mật gì để nói, thuận miệng kêu lên chuyên gia dòng họ, chỉ là bình thường thôi. Gốm tiến sĩ còn muốn mở miệng. Tiêu Thiên ánh mắt đã rất nghiêm nghị quét tới, trầm giọng nói, gốm tiến sĩ, chúng ta không có quá nhiều thời gian đến cãi lộn. Mời cắt vào chính đề. Gốm tiến sĩ giật mình, kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Tổng thống nói rất có đạo lý, vị này Tiêu tiên sinh rốt cuộc là ai hào không trọng yếu chính là cách kim bằng người quy định 3 tháng kỳ hạn chỉ có không đến nửa tháng, phải nắm chắc thời gian, không phải sẽ rất khó đem bên trong tòa miếu cổ kia hết thảy bình yên rút đi. Phòng họp ánh đèn tối xuống. Chuyên gia bắt đầu truyền bá thả bọn họ tại trong cổ miếu khảo sát toàn bộ hành trình thu hình lại. Trên tuyết sơn miếu cổ, Tiêu Phàm cũng không xa lạ gì, hắn từng đại tuyết sơn chỗ sâu gặp qua thượng sư nhóm khổ tu miếu thờ, kia thật là tuyết lớn ngập núi, ngăn cách với đời. Chỉ có chân chính có trí tại cầu chứng đại đạo cao tăng, mới có thể buông xuống trong thế tục hết thảy, ẩn thân ở như thế thế ngoại chi địa yên tĩnh khổ tu. Chuyên gia giới thiệu nói, tòa miếu cổ này đã tiếp cận hoang vu. Chỉ có 2 tên tuổi già thượng sư tại trong miếu khổ tu. Hàng năm khai băng ngắn ngủi mùa bên trong, ngoài trăm dặm tín đồ sẽ trèo non lội suối, vì miếu bên trong thượng sư đưa đi cần thiết sinh hoạt vật tư, đồng thời tại miếu bên trong đốt hương cầu nguyện, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, sinh hoạt thuận lợi. Cùng loại miếu cổ, tại tuyết vực cao nguyên cũng không phải là cá biệt tồn tại. Nhưng mà tòa miếu cổ này xây thành niên đại chi cửu viễn, đại đại vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Căn cứ miếu bên trong một chút điển tịch ghi chép cùng đối công trình kiến trúc khoa học xác định, các chuyên gia phát hiện, tòa miếu cổ này lịch sử cực kỳ lâu đời, vậy mà tại mấy vạn năm trước liền xây xong rồi. Mấy chục ngàn năm, đến cùng là 20 ngàn năm vẫn là 30 ngàn năm. Hoặc là 40 ngàn năm, Tiêu Phàm đánh gãy chuyên gia giới thiệu, nhìn chằm chằm hỏi. Mặc kệ là 40 ngàn năm, 30 ngàn năm hay là 20 ngàn năm, đều đã vượt xa cao nguyên Phật giáo truyền thừa niên hạn. Dù là căn cứ truyền thuyết lâu đời nhất, cao nguyên Phật giáo sớm nhất khởi nguyên cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn một vạn năm trước. Phụ trách giới thiệu chuyên gia liền nhìn về phía gốm tiến sĩ, nuốt ngụm nước miếng, không biết nên trả lời như thế nào Tiêu Phàm vấn đề này. Gốm tiến sĩ cười khổ một tiếng, nói căn cứ than chất đồng vị xác định, tòa miếu cổ này thời gian kiến tạo, ít nhất tại 30.000 năm trước đó, có lẽ còn muốn càng thêm cổ lão. Chấm ngoặc kép. Mặc dù than chất đồng vị xác định là rất khoa học xác định phương pháp, bình thường đến nói không sẽ sai lầm. Nhưng một cái xây dựng vào 3 vạn năm trước Phật giáo miếu cổ, còn là hoàn toàn vượt qua chư vị đang ngồi chuyên gia thưởng thức. Bởi vì có văn tự ghi lại nhân loại văn minh, cho tới nay cũng chính là mấy ngàn năm mà thôi. Phật giáo khởi nguyên thời gian liền càng muộn. Về phần nói ngược dòng tìm hiểu đến hơn một vạn năm trước Phật giáo khởi nguyên, hoàn toàn chính là truyền thuyết thần thoại, không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ. Tiêu Phàm nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Trừ tòa miếu cổ này xây thành niên đại, chư vị còn tại miếu bên trong phát hiện cái gì? Gốm tiến sĩ nhìn hắn một cái, lập tức nói, chúng ta còn tại miếu bên trong phát hiện dạng này tiêu chí cùng một cái. Mê cung, chấm ngoặc kép, nói đến, mê cung, thời điểm, gốm tiến sĩ rõ ràng chần chờ một chút, tựa hồ cảm thấy, mê cung, cái này định nghĩa có chút mơ hồ,
không đủ để bao dung phát hiện của bọn họ. Phụ trách phát ra video chuyên gia khảo cổ, đem một cái đồ án dừng lại, biểu hiện tại phòng họp trên vách tường. Cái này đồ án, những người khác đã gặp, cũng không thế nào giật mình, nguyên bản một mực chấn định tự nhiên Tiêu Phàm, còn ngươi lại bỗng nhiên co rút lại một chút. Kim sĩ đại bằng, cái này rõ ràng là một đầu kim sĩ đại bằng điều hình ảnh. Mặc dù chỉ là một tấm chân dung, lại tràn đầy uy nghiêm chi sắc, kia cỗ quân lâm thiên hạ vương giả chi khí, vô cùng sống động. Nhất là toàn thân kim quang lóng lánh lông vũ, càng là vì đó bằng thêm rất nhiều phú quý khí hơi thở. Chuyên gia lại hoán đổi mấy cái khác biệt hình tượng, đều là hình thái khác nhau kim sĩ đại bằng điều hình tượng. Nhưng trong đó hai bức bức họa bên trong chim bằng, hai cánh lại không phải kim quang lóng lánh, mà là ngân chói, cùng kim sĩ đại bằng điều kim sắc khác hẳn khác thường. Không qua mọi người đối chi tiết này cũng không thèm để ý, cái này có lẽ chỉ là họa phong khác biệt, hẳn là không có ý tứ gì khác. Cao nguyên Phật giáo, có kim sĩ đại bằng điều rất nhiều truyền thuyết, trong đó nổi danh nhất anh hùng, đều bị truyền thuyết thành kim sĩ đại bằng điều chuyển thế. Chấm ngoặc kép, chuyên gia thuận miệng giới thiệu nói, Tiêu Phàm ánh mắt, tại cái này mấy tấm hình ảnh phía trên dừng lại thật lâu. Tốt a, nói một chút cái kia mê cung là chuyện gì xảy ra. Chốc lát, Tiêu Phàm mới chậm rãi nói. Chương 1330, Thượng Cổ Huyễn Trận. Sau đó video biểu hiện ra nội dung, đa số người nhìn sẽ cảm thấy không hiểu thấu. Trên cơ bản, chính là đội khảo cổ tại vòng quanh. Cái này từ bọn hắn mấy lần trải qua cùng một nơi, cùng một cái đường đi, liền có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng không rõ chính là, bọn hắn vì sao lại vòng quanh. Bởi vì tại túi mấy vòng mấy lúc sau, đội khảo cổ viên bắt đầu ở trên vách tường làm ký hiệu, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, bọn hắn hay là đồng dạng nhiều lần vòng quanh. Đây chính là các ngươi nói mê cung, Tiêu Phàm thấp giọng hỏi. Cái gì mê cung, ta vẫn là câu nói kia, tòa miếu cổ này bên trong không có những vật khác, các ngươi chính là tại mù vòng quanh. Một tên tương đối trẻ tuổi sĩ quan cao cấp có chút bất mãn nói. Hiển nhiên cùng loại hội nghị hắn không phải lần đầu tham gia, cái video này cũng không phải lần đầu quan sát, đối đội khảo cổ ra vẻ thần bí có chút bất mãn, vẻ mong mỏi cơ hồ đều viết lên mặt. Nếu không phải làm phiền tổng thống đang ngồi, chỉ sợ sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. 3 tháng di chuyển hoàn tất, có bao nhiêu chuyện bận rộn, lại ở đây cùng một đám không hiểu thấu chua tú tải cây nấm. Bọn hắn căn bản liền là đụng phải quỷ đả tường. Nghe nói rất nhiều trong cổ miếu đều có loại này thần bí chớ chú, tướng quân trẻ tuổi đối cái này nhưng thật ra là rất tin tưởng. Lữ tướng quân, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta dùng dụng cụ từng điều tra, trong cổ miếu còn có ẩn tàng không gian, chỉ là chúng ta tìm không thấy tiến vào con đường. Mê cung này, thiết kế phải quá đặc biệt, để người không thể không bội phục cổ trí tuệ con người. Chấm ngoặc kép, gốm tiến sĩ cũng có chút không vui phản kích nói. Hắn cũng rất bất mãn những quân nhân này đến can thiệp hắn làm việc. Theo lý, bọn hắn chỉ cần cung cấp an toàn bảo hộ, cho hậu cần chi viện liền đủ. Lữ tướng quân biến sắc, liền muốn chế giễu lại, Tiêu Phàm nhẹ nói, đây không phải mê cung. Đây là huyễn trận, cái gì, tất cả mọi người sửng sốt, lơ ngơ. Như vậy đi, tòa miếu cổ này sự tình, chư vị cũng không cần quản, để ta tới phụ trách điều tra. Về phần văn vật bảo hộ làm việc, ta cũng sẽ làm tốt. Mọi người yên tâm tốt, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lập tức làm ra quyết định. Tiêu tiên sinh, ngươi nói đùa sao? Chốc lát, gốm tiên sĩ mới kêu la, nhất quán ôn tồn lễ độ chuyên gia khảo cổ, thần thái trở nên hết sức kích động, cái khác đội khảo cổ viên thần sắc cũng là cơ bản giống nhau. Không mang dạng này, đoàn người thiên tân vạn khổ mới tìm được như thế một cái mấy vạn năm trước xây thành miếu cổ. Đào sâu xuống dưới, tuyệt đối là khảo cổ học giới kỳ tích, sẽ khiếp sợ toàn cầu. Từng cái chính hưng phấn, ma quyền sát trưởng. Kết quả vị này không hiểu thấu xuất hiện Tiêu tiên sinh mạc danh kỳ diệu nhất lời nói. Liền muốn đem bọn hắn nhiều ngày vất vả toàn bộ không rơi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Tiêu Phàm đã đứng dậy, hướng mọi người khẽ gật đầu, cũng không dừng lại, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Tiêu tiên sinh, ngươi không thể dạng này. Chấm ngoặc kép, ngươi biết tòa miếu cổ kia vị trí cụ thể sao? Này sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, trong phòng họp loạn thành một bầy. Xôi trào, Tổng thống tiên sinh. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Tiêu Phàm đã nhanh chân đi ra ngoài, gốm tiến sĩ đột nhiên xoay người nhìn về phía Tiêu Thiên, một gương mặt đỏ bừng lên. Cái này Tiêu tiên sinh, chính là Tổng thống tiên sinh tự mình cùng đi tiến đến. Tổng thống tiên sinh cũng nên cho đoàn người một cái công đạo mới được. Bất quá Tổng thống tiên sinh bàn giao, càng khiến người ta kém chút tức nổ phổi. Tổng thống tiên sinh từ tốn nói, hết thảy đều dựa theo Tiêu tiên sinh nói xử lý, từ giờ trở đi,
bất kỳ người nào không được tiếp cận tòa miếu cổ kia ba trong vòng 10 dặm. Lữ tướng quân, cái này cảnh giới làm việc, xin ngươi nhất định phải hoàn thành tốt. Không được có bất luận cái gì sơ hở. Vâng, Lữ tướng quân đứng dậy, đứng nghiêm chào, gọn gàng đáp. Gốm tiến sĩ cùng đội khảo cổ viên môn tức giận đến trợn mắt hốc mồm. Sau đó, Tiêu Thiên lại giải thích một câu, gốm tiến sĩ, cái này là vì mọi người tốt. Ngay từ đầu, Tiêu Thiên vẫn chỉ là hoài nghi việc này cùng người tu chân tương quan, thấy Tiêu Phàm thái độ về sau, liền đã có thể 100% khẳng định. Tiêu Phàm rời đi phòng họp, lập tức lái xe ra đại nội, chuyển qua mấy vòng về sau, đem xe dắt tiến vào một tòa nhà chọc trời bãi đậu xe dưới đất, đảo mắt liền không gặp bóng người. Không lâu sau đó, Tiêu Chân Nhân thân hình liền xuất hiện tại tuyết vực cao nguyên đông bắc bộ nơi nào đó trên tuyết sơn không, dõi mắt chỗ đến, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang sơn phong. Đội khảo cổ có thể phát hiện tòa miếu cổ kia, hoàn toàn là trùng hợp, người bình thường muốn tại dạng này không chung có phát hiện, càng là người si nói mộng. Bất quá tại thiên nhãn thần thông phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Trong chốc lát, Tiêu Phàm liền xác định miếu cổ vị trí, nhấn một cái độn quang, hướng phía dưới núi tuyết kích bắn đi. Đây là một cái bảo trì hoàn hảo miếu cổ, theo chuyên gia khảo cổ giới thiệu, thậm chí còn có hai vị cao tuổi thượng sư ở đây thanh tu. Trên thực tế, Tiêu Phàm tại trên trời cao liền đã cảm ứng được hai vị này thượng sư tồn tại, đoán chừng chuyên gia khảo cổ khẳng định cho hai vị thượng sư làm qua làm việc, mời bọn họ rời đi, nhưng lọt vào cự tuyệt. Tổng thống nghiêm lệnh ở đây là vô hiệu, dù là liền xem như người tu chân uy hiếp, hai vị cao tuổi thượng sư cũng giống vậy sẽ không để ý tới. Đối với bọn hắn đến nói, sinh cùng tử ở giữa thậm chí không có cái gì giới hạn, sinh chính là chết, chết chính là sinh, như thế tuần hoàn qua lại, về phần vĩnh hằng. Tiêu Phàm không có ý định đi quấy nhiễu bọn hắn, thu liễm khí tức của mình, lặng yên không một tiếng động tiến vào miếu cổ. Một chút liền có thể nhìn ra được, tòa miếu cổ này lối kiến trúc, cùng tuyết vực cao nguyên cái khác núi tuyết chỗ sâu miếu thờ không giống, cái khác miếu thờ mang theo rõ ràng cao nguyên đặc thù, mà tòa miếu cổ này đây càng thêm tràn đầy nét cổ xưa. Bức tường bên trên tuyên khắc lấy cực kỳ phù văn cổ xưa, Tiêu Phàm có cảm giác quen thuộc. Đây là một cái cơ hồ cùng lần trước giao diện đại chiến cùng thời đại miếu thờ. Có lẽ xây thành thời gian càng lần trước giao diện trước khi đại chiến, lại hoặc là tại về sau, mấy ngàn năm khoảng cách, tại trong dòng sông lịch sử, mảy may cũng không kỳ quái. Những cái kia phù văn đã mất đi linh khí, Tiêu Phàm tin tưởng, có thể là linh lực đã hao hết. Lúc trước, hẳn là rất cường đại phòng hộ cấm chế. Mặc dù Tiêu Phàm 10 điểm nguyên bác, nhưng muốn nghiên cứu triệt để những phù văn này, hay là cần thời gian nhất định, Tiêu Phàm tạm thời không có ý định ở đây làm, lão học cứu. Cùng đội khảo cổ đồng dạng, hắn đối, mê cung, chỗ sâu ẩn giấu bí mật cảm thấy rất hứng thú. Tại trên đỉnh núi tuyết không, Tiêu Phàm liền đã cảm ứng được linh lực ba động, bất quá loại ba động này 10 điểm yếu ớt, khi có khi không, không để ý, liền sẽ bị xem nhẹ. Nếu như Tiêu Phàm trước đó không có đạt được đội khảo cổ báo cáo, chỉ là từ tòa miếu cổ này trên không trải qua, cũng giống vậy rất khó phát hiện nơi này ẩn giấu linh lực ba động. Bởi vậy có thể suy đoán, bị đội khảo cổ viên môn nghi hoặc xưng là mê cung, cái kia huyễn trận, bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, linh lực sớm đã tiêu hao phải không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đối với người bình thường đến nói, cái kia như cũ là khó mà phá giải, siêu cấp mê cung. Bởi vì đội khảo cổ viên làm tiền kỳ làm việc, thông hướng địa cung thông đạo đã mở ra. Hai vị thượng sư khả năng bởi vì niên kỷ quá lớn, hoặc là tâm cảnh quá mức bình tĩnh, đối này cũng không thèm để ý, cũng vô lực lại đem địa cung cửa vào ngăn chặn, cứ như vậy mở rộng ra, không trở ngại chút nào. Để Tiêu Phàm kỳ quái là, đội khảo cổ thế mà cũng chưa phái người ở đây thủ hộ. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, tại tuyết sơn này chỗ sâu, thế ngoại chi địa, lại có ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây đến. Thế đại cung phụng tòa miếu cổ này cái kia dân chăn nuôi bộ lạc. Đã tại mấy ngày trước đây bị cưỡng ép rời đi, trừ này mà bên ngoài, lại cũng không người biết được tòa miếu cổ này tồn tại. Tiêu Phàm lặng yên không một tiếng động tiến vào địa cung. Tại địa cung bên trong chuyển mấy vòng, dần dần thâm nhập dưới đất, không bao lâu, Tiêu Phàm liền cảm ứng được huyễn trận tồn tại. Bóng đen lóe lên, Hắc Lân thân hình bỗng nhiên nổi lên, hóa thành xinh xắn đầy đặn thiếu nữ, đứng tại Tiêu Phàm bên người, tròn căng mắt to không ngừng quan sát bốn phía, kinh ngạc nói thật là tinh diệu huyễn trận. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Đây là Hắc Lân lần đầu tại linh thú điểm bên trong đối một cái huyễn trận làm ra dạng này trực tiếp phản ứng. Hoàng Đường phụ tử còn lưu tại Thánh Linh Nguyên Địa tiếp tục tu luyện, Hắc Lân lại kiên quyết muốn đi theo Tiêu Phàm rời đi. Hắc Lân lý do cũng rất đơn giản,
nàng vừa mới tiến cấp nguyên anh trung kỳ, đồng thời đã cơ bản vững chắc cảnh giới, dù coi như tiếp tục tại thánh linh nguyên địa tu luyện, trong thời gian ngắn tiếp tục tiến giai khả năng cũng không lớn, chỉ có thể để pháp lực của mình trở nên càng thêm thâm hậu một chút. Nhưng mỗi một lần tiến giai, không chỉ có riêng là chân nguyên pháp lực tích lũy, cũng muốn cầu tâm cảnh tiến bộ. Cho nên mới có lịch luyện nói chuyện, không thông qua lịch luyện, tâm cảnh sẽ rất khó tiến bộ, nhất là tiến giai quá nhanh, tâm cảnh vô cùng có khả năng lạc hậu hơn chân nguyên pháp lực tăng lên, tại đột phá bình cảnh thời điểm, rất dễ dàng hình thành tâm ma, nhẹ thì tiến giai thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tự phế thần thông. Cho nên đây cũng là Tiêu Phàm vẫn luôn tại vì Tân Lâm lo lắng nguyên nhân. Tân Lâm vượt qua bậc thang càng nhiều, trên tâm cảnh chênh lệch lại càng lớn, một ngày kia khải quan mà ra, một cái ứng đối không thích đáng, liền có khả năng ủ thành đại họa. Đây là thời kỳ thượng cổ huyễn trận, Hắc Lân lần nữa dò xét qua bốn phía về sau, rất khẳng định nói. Lúc này, Tiêu Phàm cũng phát giác được, mình lúc trước đối cái này huyễn trận đoán chừng là sai lầm. Trước kia coi là, cái này huyễn trận linh lực sắp hao hết, không cần phí cái gì kình liền có thể tiện tay phá mất, hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Huyễn trận linh lực cực kỳ dồi dào. Đây không phải lấy linh thạch trèo chống huyễn trận, mà là lấy toàn bộ dưới mặt đất linh mạch làm linh lực nơi phát ra, cho dù là kinh lịch hơn mấy vạn năm, linh lực cung ứng cũng vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Sở dĩ tại không trung chỉ có thể cảm ứng được cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc nối linh lực ba động, đó là bởi vì cái này huyễn trận đồng thời có che đậy khí tức cấm chế. Chỉ là bị đội khảo cổ trùng hợp mở ra địa cung chi môn, mới có như vậy một tia linh lực ba động tiết lộ ra. Bằng không mà nói, nơi này liền bị che lấp phải cực kỳ chặt chẽ, từ gian ngoài nửa điểm vết tích đều không phát hiện được. Tiêu Phàm đành phải đem, nhặt có sẵn tiện nghi, tâm tư thu vào, nhìn Hắc Lân một chút, hỏi có thể phá a? Thử một chút xem sao, nhưng không có chút tự tin nào. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân khẽ gật đầu một cái, nói. Lập tức tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, hướng mình trắng noãn trên trán một điểm, một con ngân sắc mắt dọc, dần dần nổi lên. Hắc Lân nhẹ hừ một tiếng, một đạo sáng như bạc cột sáng, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra, xùy, xé mở huyễn trận một góc. Thân thể hai người nhoáng một cái, liền từ xé mở lỗ hổng bên trong xuyên vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1331, Lôi Chấn Tử. Dòng dã ba canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm cùng Hắc Lân lại trở lại. Hắc Lân nhìn qua có chút mỏi mệt. Chân nguyên pháp lực rõ ràng hao tổn 10 điểm nghiêm trọng, thi triển thật mắt chi quang thực tế phi thường hao tâm tốn sức. Cái này huyễn trận không giống bình thường, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Xem ra để mà quá khứ phương pháp phá trận, là không làm được. Hắc Lân nhẹ nhàng thở phào một cái, có chút buồn bực nói. Thật mắt chi quang xé rách hư không chính là nhất tuyệt, dĩ vãng phá trận cơ hồ là không có gì bất lợi, lần này lại đụng phải kẻ khó chơi, tiểu nha đầu trong lòng biết bao ấm ức. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cũng không tính uổng phí công phu, tối thiểu chúng ta biết, cái này huyễn trận trận nhãn chỗ. Không đề cập tới cái này gốc giả cũng liền thôi, vừa nhắc tới đến, Hắc Lân liền càng là khí cổ, reo lên, vậy thì có cái gì dùng, trận nhãn kia là không ngừng chạy loạn. Thật đúng là kỳ quái, trận nhãn sẽ tự mình chạy loạn, đây là thủ đoạn gì? Loại này bày trận thủ pháp, khi thật hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trầm ngâm nói, có lẽ, đây chính là huyền linh thượng giới thủ đoạn. Hắc Lân song mi dương lên, nói cái này là thế nào nói. Tiêu Phàm liền đem từ trọng không sợ trong biển thần thức siêu hồn đoạt được tình huống hướng Hắc Lân nói một lần. Kim xí đại bằng nội đan, Hắc Lân giật nảy cả mình, hai mắt trợn thật lớn. Cái này cùng trong cơ thể ngươi viên kia ngân dực lôi bằng nội đan có quan hệ gì sao? Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói cái này ta nhưng không biết, trời sinh thánh linh sự tình, chúng ta biết rất ít. Bất quá kim sĩ đại bằng cùng ngân dực lôi bằng đều là trời giống chim thánh linh bên trong bài danh phía trên, có lẽ lẫn nhau ở giữa có liên quan gì cũng khó nói. Tóm lại nếu thật là có như thế đồ vật, lại tại chúng ta trung thổ giới lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay, dù sao cũng tốt hơn bị kim bằng người lấy đi. Nói không chừng sẽ để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Hắc Lân gật đầu nói, kia là tự nhiên, liền coi như chúng ta lấy ra không có tác dụng gì. Cũng tốt hơn tư địch, dùng khẳng định là hữu dụng. Mà lại là rất có tác dụng. Tiêu Phàm ngữ khí rất chắc chắn. Trời sinh thánh linh mặc cho chất liệu gì, đều là bảo vật vô giá, lại càng không cần phải nói nội đan. Ngươi cảm thấy, nơi này cùng kia kim xí đại bằng nội đan có quan hệ. Chốc lát, Hắc Lân hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Nói, bói toán kết quả, tựa như là có chút liên quan, chỉ là quẻ tượng tương đối mơ hồ,
không lớn xác định. Kia cũng đáng được thử một chút, coi như không liên quan, chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Muốn phá cái này huyễn trận, trước liền muốn đem trận nhãn cố định xuống. Chỉ cần cố định trận nhãn, lấy thật mắt chi quang thần thông, huyễn trận một kích có thể phá. Tiêu Phàm cười cười, nói, muốn cố định trận nhãn, cũng là không khó. Hay là biện pháp cũ, lấy trận phá trận, chỉ bất quá lần này, muốn bố một cái không gian pháp trận, cái này thượng cổ huyễn trận, lớn nhất không giống bình thường ngay tại ở trận nhãn thiết trí đường nét độc đáo. Lấy Tiêu Phàm trên trận pháp tạo nghệ, lấy bình thường biện pháp là phá không được cái này huyễn trận, về phần lấy man lực phá giải. Vậy thì càng thêm nghĩ cùng đừng nghĩ, ngay cả thật mắt chi quang đều bất lực, nhưng Tiêu Phàm lại còn tinh thông không gian chi đạo, đồng thời người mang, càn khôn đỉnh, dạng này không gian chí bảo. Trận pháp chi đạo cùng không gian chi đạo hợp lại cùng nhau. Uy lực mạnh, liền không thể coi thường, cái này cỡ nhỏ không gian giam cầm pháp trận trọn vẹn hao phí Tiêu Phàm 2 ngày 2 đêm thời gian, mới rốt cục bố trí xong. Huyễn trong trận, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, đỉnh đầu, càn khôn đỉnh, xoay chậm chậm. Từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án chiếu nghiêng xuống, đem Tiêu Phàm quanh người một cái đường kính không đủ 3 trượng cỡ nhỏ không gian giam cầm pháp trận đều bao phủ nó hạ. Hắc Lân thì đứng tại pháp trận bên ngoài, ngưng thần mà đứng, bình tức tĩnh khí. Trải qua 2 ngày nữa tĩnh dưỡng, Hắc Lân hao tổn chân nguyên pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Tiêu Phàm nói đến rất rõ ràng, cái này lâm thời bố trí mà thành không gian pháp trận, nhiều nhất chỉ có thể cầm cố lại trận nhãn thời gian qua một lát. Phải chăng có thể phá trận, liền nhìn Hắc Lân có thể hay không bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Đốt, Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng, tay phải 5 ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết cuồn cuộn không dứt đánh vào đến đỉnh đầu, càn khôn đỉnh, bên trong, càn khôn đỉnh, hào quang tỏa sáng, ngay sau đó, toàn bộ pháp trận đều vang lên tiếng ong ong, lóe lên. Một cỗ không gian chi lực bỗng nhiên từ pháp trong trận phóng xạ mà ra, hướng về phía trước càn quét mà đi. Ngay tại 4 phía du tẩu huyễn trận trận nhãn, tốc độ di động bỗng nhiên liền trở nên chậm chạp, phảng phất hãm thân tại vũng bùn đầm lầy bên trong, dần dần đi không được. Tiêu Phàm trong miệng niệm quyết lại là càng ngày càng nhanh, hướng, càn khôn đỉnh, rót vào pháp lực tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Định, sau một lát, Tiêu Phàm một tiếng gào to. Sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng Hắc Lân bỗng nhiên chỗ sâu ngón giữa và ngón trỏ, điểm tại trán của mình phía trên, mắt dọc nổi lên, một đạo sáng như bạc cột sáng, bắn thẳng đến nhập huyễn trận chỗ sâu. Hoắc xuy, một tiếng, không khí chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, không ngừng lăn lộn phun trào, phảng phất đốt lên nồi hơi, sôi trào lên. Liên tiếp, ba ba, tiếng vang lên, thật giống như rất nhiều khí cầu theo thứ tự vỡ ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, mê vụ tiêu tán. Một cái hùng vĩ dưới mặt đất điện đường, xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Hắc Lân trước mắt. Xong rồi, Hắc Lân quát to một tiếng, đầy cõi lòng vui vẻ. Tiêu Phàm cũng cười thu thần thông, giơ tay, đem, càn khôn đỉnh, thu hồi thể nội, cái kia đường kính 3 trượng cỡ nhỏ không gian giam cầm pháp trận càng trở nên cực kỳ ảm đạm, hào không bóng sáng. Tiêu Phàm tiện tay một trường đánh ra, lập tức đem pháp trận hủy đi. Hắn cũng không muốn để người từ cái không gian này pháp trong trận nhìn trộm đến không gian của hắn tạo nghệ cao bao nhiêu. Trước mắt cái này dưới mặt đất điện đường, rộng lớn đạt mấy trăm trượng, cao tới hơn 10 trượng, nhưng không nhìn thấy một đầu trèo chống cây cột, liền phảng phất lòng đất thiên nhiên khe hở. Dưới đất điện đường cuối cùng có một bộ pho tượng, cao tới mấy trượng, điêu thủ nhân thân, phía sau 2 cánh mở rộng, toàn thân kim giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Lôi chấn tử. Hắc Lân nhìn thấy cỗ này pho tượng, không chịu được lên tiếng kinh hô. Ngay tại nghiêm túc dò xét pho tượng kia hình thái Tiêu Phàm, phốc phốc cười ra tiếng. Không trách Hắc Lân gọi như vậy, cỗ này pho tượng vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết thần thoại Lôi Chấn Tử giống nhau đến 7-8 phần. Nếu như lại tay cầm lôi chùy lôi chui, vậy liền hoàn toàn giống nhau như đúc. Làm sao biết Lôi Chấn Tử hình tượng, không chính là như vậy lưu truyền ra đến. Đây chính là kim sĩ đại bằng hạ giới kim thân A. Chốc lát. Hắc Lân nghi hoặc mà hỏi thăm, dựa theo kim bằng tộc truyền thuyết, thánh linh kim sĩ đại bằng là đem mình nội đan giao cho một tên trong tộc hậu nhân mang theo rời đi, tiến về hạ giới, tránh né cửu gia truy sát. Nhưng cái này truyền thuyết đầy đủ xa xưa, Hắc Lân nói là kim sĩ đại bằng hạ giới phân thân, cũng rất có thể. Mà lại, cắt cử phân thân hạ giới, tránh né cửu địch truy sát chi dư, còn có cơ hội đông sơn tái khởi, tựa hồ khả năng này lớn hơn. Tiêu Phàm nói, nhìn xem có điểm giống. Chỉ bất quá có quan hệ kim sĩ đại bằng truyền thuyết,
tại tuyết vực cao nguyên lưu truyền niên đại phi thường xa xưa, đã nhiều năm như vậy, chân tướng đến cùng như thế nào, sớm đã bị truyền đi hoàn toàn thay đổi. Hắc Lân lại lắc đầu nói, thế nhưng là ngôi miếu này nếu là thật xây ở mấy chục ngàn năm trước đó, kia cái này truyền thuyết, chính là tiếp cận nhất chân tướng sự thật. Tiêu Phàm không khỏi có chút sững sờ ngơ ngác một chút, không thể không thừa nhận, Hắc Lân nói rất có đạo lý. Đến gần đi xem một chút đi, nơi này không gian chi lực cũng rất mạnh đại. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nói, dưới chân khẽ động, thân thể trong chớp nhoáng liền đến kim xí đại bằng pho tượng trước mặt, vây quanh pho tượng, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy pho tượng hai cánh phía trên, ẩn ẩn có vàng dòng quang mang lấp lánh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới, dương cánh bay cao. Trừ cái đó ra, pho tượng kia ngược lại cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Bất quá Tiêu Phàm luôn luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp, rõ ràng đứng tại pho tượng trước đó, thậm chí vươn tay ra, liền có thể đụng chạm đến pho tượng băng lãnh thân thể, nhưng dù sao cho hắn một có loại cảm giác không thật. Hắc Lân, ngươi nhưng có cái gì phát giác? Tiêu Phàm nhìn Hắc Lân một chút, mỉm cười hỏi. Hắc Lân xinh xắn miệng nhỏ có chút phình lên, tựa hồ cùng Tiêu Phàm tâm hữu linh tê, hì hì, nơi này còn có một cái huyễn trận. Chấm ngoặc kép, nơi này lại còn bố trí một cái cỡ nhỏ huyễn trận, đồng thời liền bố trí tại pho tượng trên thân. Dạng này bày trận thủ pháp, thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu không phải Tiêu Phàm cùng Hắc Lân đều là tinh thông trận pháp tông sư cấp nhân vật, coi là thật không phát hiện được. Hắc Lân không nói hai lời, chỉ tay một cái chán mình, thật mắt chi quang bắn ra, suy suy, âm thanh bên trong, tựa hồ có vô hình cấm chế bị xé toạc ra, pho tượng mặt ngoài một trận gợn nước ba động hiện lên, bỗng nhiên liền trở nên khác biệt. Pho tượng hay là cỗ kia pho tượng, lại đột nhiên, sống, lên, toàn thân trên dưới kim quang lưu động, vô số phù văn không ngừng lấp lánh, nhìn thấy người hoa mắt. Đây là cái gì, thượng cổ phù văn a? Hắc Lân nhìn chằm chằm những cái kia phù văn, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Tiêu Phàm lại có thể thấy rõ ràng, những phù văn này, cùng hắn tại Càn Khôn đỉnh, bên trong thủy tổ trong tàng bảo các tìm được ngân dực lôi bằng nội đan thời điểm thấy qua những cái kia phù văn là một mạch đồng nguyên, chỉ là những cái kia phù văn lấp lánh phải quá nhanh, rất khó bắt giữ được. Thường thường thấy rõ một cái phù văn ý tứ, bên kia đã không biết tránh qua bao nhiêu cái khác biệt phù văn. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, nháy mắt đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, vậy mà cũng vô sự vô bổ. Tiêu Phàm không những không giận mà còn lấy làm mừng hoan, càng thêm hưng phấn lên. Không hề nghi ngờ, những phù văn này thật sự có khả năng cùng huyền linh thượng giới tương quan. Cần biết đầu kia ngân dực lôi bằng chính là vô cực thiên tôn phi thăng huyền linh thượng giới về sau, đại đạo đã thành, tự tay chém giết. Lôi bằng tại tối hậu quan đầu, tự bạo nhục thân cùng nội đan, lấy vô cực thiên tôn chi năng, cũng chỉ có thể bắt lấy nửa viên không trọn vẹn nội đan, thu thập được một bình nhỏ tinh huyết. Hai loại phù văn một mạch đồng nguyên, tự nhiên cũng là đến từ cùng huyền linh thượng giới. Vì như thế, thiên nhãn thần thông mới có thể mất đi tác dụng. Hạ giới thiên nhãn thần thông mạnh hơn, muốn nhìn trộm huyền linh thượng giới trời sinh thánh linh bí mật, cũng vẫn là lực có chưa đến. Song phương cảnh giới thực tế cách biệt quá xa, cái này thật miễn cưỡng không tới. Tiêu Phàm cứ như vậy đứng tại pho tượng trước đó, từng chữ phân biệt. Chỉ cần chịu tốn thời gian, luôn có thể hiểu rõ. Trọn vẹn 7 ngày thất giả quá khứ, một mực ngơ ngác đứng vững Tiêu Phàm bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích, tựa hồ rốt cục có thu hoạch. Thì ra là thế, ta minh bạch. Chương 1332, Kim Bằng Lão Tổ. Đây là một cái truyền tống trận khởi động khẩu quyết, toàn bộ đại điện, chính là một cái siêu cấp truyền tống trận. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm hưng phấn nói, bốn phía bắt đầu đánh giá. Hắn vừa đi tiến vào nơi này, liền cảm nhận được không gian lực lượng tồn tại, chỉ là cũng không 10 phần nguy hiểm, cũng không phải là rất để ý. Tại một cái đổ sụp không gian thông đạo dần dần nặng mới mở ra thời đại, không gian chi lực tứ ngược cơ hồ là tất nhiên. Mà lại rất nhiều nhỏ xíu không gian ba động, cũng chỉ có hắn loại này đẳng cấp không gian đại sư mới có thể cảm ứng được, những người khác là một điểm cảm giác đều không có. Đạo hữu coi là thật uyên bác, hơn nữa còn là không gian chi đạo tông sư tiêu chuẩn, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đúng lúc này, một cái bình thản thanh âm già nua bỗng nhiên nghĩ tới, phảng phất đã gần trong gang tấc. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, không cần suy nghĩ, dưới chân khẽ động, liền hướng một bên phi tốc đi vòng quanh, đồng thời đưa tay đem Hắc Lân kéo đến phía sau mình. Nhất quán chấn định tự nhiên Tiêu chân nhân, lúc này là thật lấy làm kinh hãi, cảm ứng được một loại cực độ nguy hiểm, mà lại đã giữa bất chi bất giác bước đến phụ cận. Từ khi Tiêu Phàm tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ về sau, còn chưa từng như này,
chỉ độn qua, đối phương tu vi cực cao, có thể nghĩ. Tiêu đạo hữu làm gì khẩn trương, lão phu cũng vô ác ý. Đối Tiêu Phàm kịch liệt phản ứng, đối phương cũng không để ý, chỉ là bình tĩnh nói. Một hơi thối lùi đến hơn 10 trượng bên ngoài, Tiêu Phàm mới đè lại thân hình, ánh mắt trong chớp nhoáng quét qua, liền nhìn thấy tại đại điện lối vào chỗ, đứng hai tên toàn thân kim quang lóng lánh kim bào người. Đi đầu vị kia, đầu bạc râu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, chính không biết đã bao lớn tuổi tác, chí ít cũng tại thiên tuế trở lên. Một vị khác thì theo sát phía sau, lại ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy đề phòng chi ý, tựa hồ đối với Tiêu Phàm cảm nhận 10 điểm không tốt. Tiêu Phàm thần niệm chi lực nhô ra, lần nữa lấy làm kinh hãi. Tên kia kim bào lão giả, trên thân lộ ra linh áp ba động, rõ ràng tỏ rõ lấy, hắn là một tên ngộ linh kỳ lão tổ, mà lại cảm giác bên trên, so Tiêu Phàm đã từng thấy qua nghiễm lực lão tổ. Thiên quang lão tổ cùng ngộ linh kỳ đại năng muốn càng thêm cường đại, cho Tiêu Phàm một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ngay cả đứng hầu ở bên trung niên kim bào người, đều có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành khủng bố tu vi, trên thân lộ ra khí thế uy áp, không chút nào tại đã từng danh xưng nhạc tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất hỗn nguyên thượng nhân phía dưới, không tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh. Xem bọn hắn trên thân kim bào, lại xem bọn hắn trên đầu đoàn giác. Cảm thụ được trên người bọn họ kia khí tức quen thuộc, Tiêu Phàm tự nhiên biết, hai vị này là thần thánh phương nào. Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối, biết rõ kẻ đến không thiện, Tiêu Phàm hay là y theo cấp bậc lễ nghĩa, hai tay ôm quyền. Hướng kim bào lão giả chắp tay, cao giọng nói. Kim bào lão giả nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ, bình thản nói Tiêu đạo hữu không cần phải khách khí. Lão phu họ Trọng, chính là kim bằng nhất tộc tộc trưởng. Trước đó vài ngày chết tại đạo hữu thủ hạ Trọng không sợ. Là tộc ta bên trong vãn bối. Tiêu Phàm trong lòng run lên, người này tùy tiện liền đem giữa hai người thù hận để lộ, thần thái vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ cũng không còn khí gấp thống hận chi sắc, lại không biết trong lòng của hắn đến cùng ra sao chủ ý. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là bọn họ hai người xuất hiện ở đây, tuyệt không phải trùng hợp. Hẳn là dự mưu đã lâu, bất quá từ người này thần thái đến xem, tựa hồ cũng không giống là vì lấy tính mệnh của hắn mà tới. Nếu không đã sớm đánh, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu Phàm liền yên lặng nhìn qua hắn, chậm đợi đoạn dưới. Kim bào lão giả đánh giá Tiêu Phàm, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, nói Tiêu đạo hữu cơ trí, chắc hẳn đã biết lão phu ý đồ đến rồi. Tiêu Phàm cũng không che giấu, trực tiếp nói tiền bối là vì kim bằng nội đan mà đến. Đúng vậy, kim bào lão giả nhẹ gật đầu, nói, ta kim bằng tộc nhân, chính là kim sĩ đại bằng huyết mạch hậu duệ. Đã tiên tổ thánh linh nội đan có khả năng sống ở trên đời, làm hậu bối, khẳng định phải trăm phương ngàn kế tìm về đến, làm chấn tộc chi bảo cung phụng, Tiêu đạo hữu nghĩ có đúng không? Lý do này rất lớn, Tiêu Phàm trên cơ bản không thể phản bác, mà lại cũng không có phản bác tất yếu. Hắn tới nơi đây mục đích, còn không phải như vậy. Nói đến, kim bằng tộc nhân lý do còn càng thêm mạo xưng phân một chút. Tiền bối tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới tại hạ sẽ đến nơi đây. Kim bào lão giả khẽ vuốt cằm, cũng không phủ nhận, nói, xác thực như thế. Đạo hữu một mực đều đem Trọng không sợ nguyên anh tùy thân mang theo, mặc dù không biết đạo hữu làm là như vậy dụng ý gì, nhưng lão phu xác thực có thể bằng này xem xét biết đạo hữu hành tung. Tiêu Phàm từ tốn nói, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như thế a. Coi như ta không có đem Trọng không sợ nguyên anh tùy thân mang theo, lấy tiền bối thần thông, nghĩ đến cũng có biện pháp biết tại hạ hành tung. Lấy kim bào lão giả kinh nghiệm giang hồ. Không có khả năng đem hy vọng đều ký thác vào đối thủ, tự giác, phía trên, dù sao quyền chủ động tại Tiêu Phàm trong tay, hắn tùy thời đều có thể diệt sát đi Trọng không sợ nguyên anh. Đã có tâm muốn truy tung hắn, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Kim bào lão giả cười cười, nói, chỉ là phải biết đạo hữu hành tung, xác thực không khó. Nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu cũng hẳn là một vị thuật tính cao thủ. Cũng là, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, hai mắt sáng ngời, tiếp cận kim bào lão giả. Như thế nói đến, tiền bối cũng là người trong đồng đạo. Lại là không có tại kim bào trên người lão giả cảm ứng được thuật sư khí tức, nếu không phải người này tận lực giấu giếm, chính là hắn thuật tính tạo nghệ cực cao, ở xa Tiêu Phàm phía trên, lúc này mới khó mà phát giác. Bất quá Tiêu Phàm tình nguyện tin tưởng là cái trước, mặc dù kim bào tu vi của lão giả cảnh giới ở trên hắn, nhưng lại không có nghĩa là thuật tính chi đạo cũng nhất định mạnh hơn hắn rất nhiều. Vô cực chín tướng, diệu tuyệt thiên hạ, ngũ hành thần toán tề tụ. So sánh dưới, tựa hồ hay là, vô cực chín tướng, hơn một chút. Huyền ta giới bói toán chi thuật lại thần kỳ,
cũng không đến nỗi che lại, vô cực chín tướng. Kim bào lão giả rất nhỏ gật đầu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, hơi xúc động nói, lão phu chính là lúc tuổi còn trẻ tiết bói toán quá mức, tiết lộ trời cơ quá nhiều, lúc này mới hao tổn không ít thọ nguyên. Bây giờ nghĩ lại, có chút hối hận, khi đó, thực tế là quá tranh cường háo thắng, kỳ thật lữ trình tu chân, vĩnh sinh mới là chính đạo, cái khác đều không cần gấp. Một mực giữ im lặng Hắc Lân bỗng nhiên nói, người tuổi tác rất già rồi sao? Kim bào lão giả cười một tiếng, phần đục ánh mắt tại trên mặt nàng đảo qua, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, người cảm thấy thế nào? Hắc Lân kìm lòng không đặng gật đầu, nói, đúng là rất già rồi. Chấm ngoặc kép, làm càn, đứng hầu ở bên kim bào trung niên nhân sầm mặt lại. Nghiêm nghị quát, Hắc Lân nhếch lên cái mũi nhỏ đầu, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Kim bào lão giả khoát tay áo, ngừng lại trung niên nhân. Tiêu Phàm trầm giọng nói, tiền bối là đem tiến giai hy vọng, ký thác vào thánh linh nội đan phía trên A. Từ kim bào lão giả bề ngoài suy đoán tuổi của hắn, lại căn cứ lời hắn nói, Tiêu Phàm ẩn ẩn suy đoán ra. Người này vô cùng có khả năng cùng năm đó Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng, gặp bình cảnh. Chỉ bất quá Âu Dương Minh Nguyệt là kẻ tại hậu kỳ đại tu sĩ đỉnh phong quan khẩu, kim bào lão giả lại là kẻ tại ngộ linh sơ kỳ đỉnh phong quan khẩu. Ngộ linh sơ kỳ tu sĩ trên lý luận thọ nguyên, chỉ ít có 2.000 năm nhiều. Nhưng lại dài thọ nguyên, cũng cuối cùng cũng có hao hết một ngày, muốn trường sinh bất tử, liền nhất định phải không ngừng tiến giai. Cho tới nay đều thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều sớm đã mất đi hứng thú. Kim bào lão giả nghe xong lời ấy, lại là nhẹ nhàng chấn động, sắc mặt biến hóa, phần đục trong đôi mắt, bỗng nhiên bắn ra hai đạo nhiếp tâm hồn người lãnh điện. Bỗng nhiên tiếp cận Tiêu Phàm, khí tức trên thân nháy mắt đại thịnh. Tiêu Phàm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không sợ hãi chút nào chi ý. Càng không có nửa điểm lùi bước, chốc lát, kim bào lão giả uy áp vừa thu lại. Lại khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ nói, Tiêu đạo hữu cảm thấy lão phu cái này tưởng niệm rất buồn cười a. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không dám, tiền bối là ngộ linh kỳ cao nhân, tại hạ không dám vọng nghị. Nếu quả thật có thánh linh nội đan chí bảo như thế, mà lại thật là kim xí đại bằng còn sót lại, có lẽ thật có thể trợ tiền bối đột phá bình cảnh, cũng chưa biết. Kim bào lão giả khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói Tiêu đạo hữu ngược lại là thành thật. Đạo hữu lúc trước cách làm thời điểm, thúc đẩy món kia bảo đỉnh, tựa hồ rất là bất phàm, không biết đạo hữu có thể lại triệu hoán đi ra, để lão phu cẩn thận phân biệt một chút. Tiêu Phàm thầm kinh hãi, người này vậy mà coi trọng hắn, càn khôn đỉnh. Bất quá kim bào lão giả thần thái thản nhiên, tựa hồ cũng không cho là mình yêu cầu này rất mức phân, cũng không có lộ ra tham lam chi ý, giống như liền là muốn quan sát một chút mà thôi. Tiêu Phàm chỉ hơi một do dự, liền là nâng tay khẽ vẫy, càn khôn đỉnh, nổi lên, tại trước ngực hắn xoay chậm chậm, phóng xạ ra nhàn nhạt trừ hào quang màu đỏ. Bảo đỉnh theo hắn nhiều năm, lẫn nhau ở giữa sớm đã tâm thần tương thông, tại khoảng cách xa như vậy bên trên, kim bào lão giả tu vi lại cao, cũng rất khó giơ tay ở giữa liền đem bảo đỉnh cướp đi. Nếu kim bào lão giả ỷ lại cường ngạnh đoạt, vậy liền đại chiến một trận là xong. Từ kim bào lão giả hai người hiện thân, Tiêu Phàm trong lòng cảnh giác liền không có một khắc buông lỏng qua. Mặc dù đối thoại không mang mảy may khói lửa, lẫn nhau tướng là địch nước quan hệ, lại mảy may đều chưa từng cải biến. Đối Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, kim bào lão giả lại không chút nào để ý, hai mắt sáng ngời, tinh quang đại phóng, chỉ là tiếp cận, càn khôn đỉnh, tinh tế xem, khe rãnh tung hoành trên mặt dày. Lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên là càn khôn đỉnh. Chấm ngoặc kép, tiền bối cũng biết, càn khôn đỉnh, a. Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi, nhưng trong lòng sớm đã kinh ngạc không hiểu. Người này thế nhưng là từ huyền ta giới mà đến, cũng không phải là trung thổ giới cùng toa ma giới nhân sĩ. Vô cực môn chỉ ở toa ma giới cùng trung thổ giới khai tông lập phái, tựa hồ vẫn chưa đem thế lực mở rộng đến huyền ta giới đi. Không ngờ vị này kim bằng lão tổ, mới mở miệng liền kêu lên. Càn khôn đỉnh, đại danh, quả thực khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Kim bào lão giả cười cười, nói, không gian chí bảo, mọi người cùng đề cử, càn khôn đỉnh, vì thứ nhất, thậm chí có người nói, càn khôn đỉnh, không phải thông huyền linh bảo, mà là tạo hóa chi bảo, chỉ bất quá lưu lạc đến chúng ta dạng này dưới cùng giao diện. Không phát huy ra bao nhiêu uy lực mà thôi. Cổ tịch ghi chép, năm đó vô cực thiên tôn cầm này bảo tung hoành các giới, không gian thần thông quét ngang hết thảy đối thủ, không đâu địch nổi. Kiện bảo bối này, không chỉ có riêng tại trong các người thổ giới đại danh đỉnh đỉnh. Tạo hóa chi bảo, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng sửng sốt một chút,
Đây là hắn lần đầu nghe tới người khác đánh giá như thế, Càn Khôn đỉnh, mà lại không phải người bình thường, mà là một tên đến từ dị giới ngộ linh kỳ đại năng. Xem ra, Càn Khôn đỉnh, còn có không ít bí mật, chờ lấy hắn cái chủ nhân này đi khai quật. Chương 1333, Kinh dị chi địa. Như thế nói đến, Tiêu đạo hữu là vô cực truyền nhân rồi. Kim bào lão giả lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, nhiều hứng thú dáng vẻ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới tại huyền ta giới, cũng có quan hệ với vô cực thiên tôn cùng vô cực môn ghi chép. Kim bào lão giả nói, cái này hiển nhiên. Năm đó vô cực thiên tôn lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, lắng lại toàn bộ giao diện đại chiến, có thể xưng công đức vô lượng. Có quan hệ sự tích của hắn, tại chúng ta huyền ta giới cũng là truyền kỳ. Không ít trong cổ tịch đều ghi chép có. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, Tiêu đạo hữu đã có, Càn Khôn đỉnh, dạng này không gian chí bảo, mở ra cái không gian này pháp trận, hẳn không phải là vấn đề. Cái này liền mời Tiêu đạo hữu thi pháp đi, Kim bào lão giả mỉm cười nói. Tiền bối có phải là hiểu lầm, tại hạ nhưng cũng không có hứa hẹn qua, muốn mở ra cái không gian này pháp trận. Dù coi như Tiêu Phàm ngay từ đầu đúng là muốn mở ra không gian pháp trận, bây giờ tình hình rõ ràng xảy ra biến hóa, kế hoạch tự nhiên cũng muốn tiến hành cải biến. Kim bào lão giả ánh mắt lập tức híp mắt khâu lại, ánh mắt sắc bén như đao, nhẹ nói, Tiêu đạo hữu là người biết chuyện, chúng ta tốt nhất là hợp tác vui vẻ, có mấy lời liền không cần phải phu nói đến quá lộ triệt đi. Tiêu Phàm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, đứng hầu một bên nam tử trung niên lạnh lùng nói, Tiêu đạo hữu, lão tổ có thể dạng này thông tình đạt lý, người hẳn là cảm giác sâu sắc may mắn mới đúng. Nếu không, giết ta Kim bằng tộc nhân mối thù, luôn luôn muốn báo. Dù coi như ngươi mình có thể đi thẳng một mạch, đồng môn của ngươi đệ tử, nhưng chưa chắc từng cái có ngươi tu vi như vậy cảnh giới. Những ngày này, ngươi đi nơi nào, cùng những người nào gặp mặt, chúng ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Khó trách Tiêu Phàm rời đi Thái Bình Dương hòn đảo nhỏ kia thời điểm, luôn có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Hắc Lân khẽ nói, liền tính chúng ta bây giờ hợp tác với các ngươi, ai biết các ngươi về sau có thể hay không trở mặt. Kim bào lão giả ánh mắt hướng Hắc Lân trên mặt quét qua. Từ Tốn nói, vậy sẽ phải đánh cược một keo. Lão phu hiện tại coi như cho các ngươi hứa hẹn, nghĩ đến tiểu hữu cũng là khẳng định không tin. Con đường tu chân, vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở. Không có người nào có thể trốn ở nhà ấm bên trong, chứng đạo vĩnh sinh. Một điểm phong hiểm đều không bốc lên, tiểu hữu chắc hẳn cũng đến không được hôm nay hóa hình cảnh giới. Vị này Kim bằng lão tổ tựa hồ kiên nhẫn không tồi. Đối Tiêu Phàm linh sủng, đều nói cái này rất nhiều lời. Bất quá những lời này, tự nhiên đều là nói cho Tiêu Phàm nghe. Tốt, vậy ta liền cùng tiền bối hợp tác một lần, nhìn xem vận khí như thế nào. Tiêu Phàm lập tức làm ra quyết định, lạnh nhạt nói. Kim bào lão giả liền cười, nói Tiêu đạo hữu quả nhiên cơ trí. Lão phu không có nhìn lầm người. Tiêu Phàm nói, muốn khởi động cái không gian này pháp trận, cần 4 người đồng thời phát lực, ta trước đem yếu điểm nói rõ một chút. Chấm ngoặc kép, kỳ thật có, Càn Khôn đỉnh, nơi tay, lại hiểu rõ pho tượng phía trên phù văn hàm nghĩa, Tiêu Phàm một người là đủ mở ra truyền tống trận. Chỉ bất quá dưới mắt, đương nhiên phải cho cái này hai tên kim bằng tộc cao giai đại năng tìm một chút chuyện làm, bớt đến bọn hắn quá nhàn. Quan trọng trước mắt cho Tiêu Phàm gây sự. Được, Tiêu đạo hữu cứ việc phân công, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức phối hợp. Cũng không biết có phải hay không tin tưởng Tiêu Phàm, hoặc là không nghĩ lại phức tạp, Kim bào lão giả một ngụm liền đáp ứng, không chần chờ chút nào do dự. Mặc kệ Kim bào lão giả đối Tiêu Phàm chân thực cảm nhận đến cùng như thế nào, lúc này đều mạnh hơn tự kiềm chế. Tìm tới Kim Sí Đại Bằng nội đan, mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tin tưởng có viên nội đan kia, bối rối mình nhiều năm bình cảnh vấn đề, lập tức liền sẽ giải quyết dễ dàng, nhất cử bước vào cảnh giới càng cao hơn, truy tìm chân chính vĩnh sinh chi đạo. Về phần Tiêu Phàm cuối cùng muốn xử trí như thế nào, bất quá là việc rất nhỏ, mảy may cũng không để tại Kim bào trong lòng ông lão. Có thể tiện tay xử trí rơi kia là tốt nhất, vạn nhất để hắn trượt, cũng không khẩn yếu. Lập tức 4 người tại 4 phía đại điện vào chỗ, dựa theo Tiêu Phàm chỉ điểm, riêng phần mình thi pháp. Đem hùng hậu đến cực điểm chân nguyên pháp lực rót vào không gian pháp trận trận cước bên trong, Tiêu Phàm thì tế ra, Càn Khôn đỉnh, miệng lẩm bẩm, chốc lát, bảo đỉnh hào quang tỏa sáng, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án phun ra ngoài, hướng trong đại điện tâm, lôi chấn tử, pho tượng dũng mãnh lao tới. Một khắc đồng hồ về sau, cả tòa đại điện đều, ong ong, làm vang lên, cao tới mấy trượng lôi chấn tử pho tượng, kịch liệt lắc lư, đại điện mặt đất từng đợt chấn động, bạch sắc quang mang từ mặt đất phun ra. Cự hình không gian pháp trận toàn diện khởi động,
Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa truyền thống trận, mà là một cái không gian pháp trận. Cái không gian này pháp trận tác dụng, là tại một đầu đã có không gian thông đạo phía trên mở ra một cái lỗ hổng, có thể cung cấp người ra vào. Mà truyền tống trận mỗi khởi động một lần, đều muốn hao phí không ít linh thạch. Đối với những cái kia cấp bậc không cao truyền tống trận, mỗi lần khởi động về sau, đều muốn nghỉ ngơi mấy tháng, mới có thể một lần nữa xúc tích lực lượng, tiến hành xuống một lần khởi động. Bất quá từ cái không gian này pháp trận quy mô đến xem, nó liên thông cũng là một đầu cỡ lớn không gian thông đạo. Trung thổ giới nguyên bản là các loại không gian thông đạo giao hội chỗ. Tiêu Phàm đã sớm từng điều tra, không gian pháp trận liên thông không gian thông đạo, vẫn tương đối ổn định, tiến vào nhập không gian thông đạo về sau, thậm chí đều không cần mượn nhờ, càn khôn đỉnh, lực lượng đến bảo vệ mình, chỉ cần cậy vào không gian của hắn chi thuật liền có thể bảo đảm không ngại. Chân chính ổn định không gian thông đạo, là có thể đại quy mô truyền tống nhân viên. Ầm ầm tiếng vang bên trong, pho tượng chậm rãi chìm xuống dưới. Một cỗ chói mắt hào quang màu nhũ bạch dâng lên mà ra, nháy mắt che kín cả tòa đại điện, quang hoa lấp lánh, phù văn phi vũ, nguyên bản cổ phác giạt rào cung điện dưới đất, bỗng nhiên trở nên tràn ngập, ma huyễn sắc thái. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, đem càn khôn đỉnh thu hồi lại khẽ vươn tay, đem hắc lân thu tiến vào linh thú điểm, dưới chân trượt đi, liền tiến vào không gian pháp trận lối vào. Kim bào lão giả cùng trung niên nhân liếc nhau, cũng gấp đi theo sát. Tại không gian thông đạo bên trong, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng sẽ gặp phải tập kích. Tiêu Phàm vững vàng hướng về phía trước, bỗng nhiên song mi nhẹ nhàng dương lên. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy không gian thông đạo bên ngoài, từng khỏa quen thuộc hành tinh chính đang nhanh chóng đi xa. Kia là hắn từng tại địa lý trên sách học cùng trên TV thấy qua Thái Dương hệ hành tinh. Thổ tinh to lớn quang điểm, hết sức rõ ràng tỏ rõ lấy thân phận của nó. Bất quá ngẫm lại Nam Châu đại lục rộng lớn, Tiêu Phàm trong lòng vẻ kinh ngạc cũng lập tức thoải mái. Trung thổ giới nếu là một cái có thể cùng toa ma giới, thất dạ giới cùng huyền ta giới cùng đánh đồng giao diện, như vậy nó rộng lớn cũng là tất nhiên. Vẻn vẹn một viên địa cầu, nhưng không đảm đương nổi trung thổ giới cái tên này. Vô cực môn sơn môn sở tại địa đô Lương Thành, cơ hồ liền có hơn phân nửa địa cầu lớn như vậy. Rất nhanh, những cái kia quen thuộc hành tinh liền phi tốc co lại nhỏ, nhìn không thấy, không gian thông đạo trực tiếp tiến vào vô tận hư không bên trong. Chính là bởi vì trung thổ giới nhưng thật ra là các loại không gian thông đạo giao hội chỗ, cho nên cấu thành cùng giới diện khác đều khác nhau rất lớn, là từng khỏa tinh cầu phân bố tại vô tận hư giữa không trung, lại không giống giới diện khác như thế. Là vô biên vô hạn rộng lớn biển cả cùng lục địa. Cũng không biết bao nhiêu thời gian quá khứ, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy không gian thông đạo lối ra. Rời đi không gian thông đạo nháy mắt, Tiêu Phàm liền đã xem vảy rồng giáp tế ra đến, bao khỏa toàn thân, đồng thời dưới chân gia tốc. Hướng một bên kích bắn đi, tận lực cùng kim bào lão giả hai người kéo dài khoảng cách. Đối mặt một tên đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ cảnh giới đại thành tu sĩ cấp cao cùng một tên công lực thâm hậu cùng giai tu sĩ. Hay là cẩn thận một chút phi diệu, mà lại là đến một cái hoàn toàn xa lạ chỗ. Kim bào lão giả cùng trung niên nhân lập tức cũng từ không gian thông đạo bên trong ghé qua mà ra, đối Tiêu Phàm như lâm đại địch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đổi chỗ mà xử. Bọn hắn sẽ chỉ so Tiêu Phàm càng căng thẳng hơn. Thấy hai người cũng không có trở mặt chi ý, Tiêu Phàm lúc này mới bắt đầu dò xét tình hình chung quanh. Loạn, đây là Tiêu Phàm đối với chỗ này cái thứ nhất cảm nhận. Không phải phương diện khác loạn, mà là không gian chi lực rất loạn. Trên trời cao, không gian loạn lưu tứ ngược, đại đại không gian nho nhỏ vòng xoáy, khắp nơi có thể thấy được. Cơ hồ muốn vượt qua không linh đảo vạn kiếm cốc, bất quá luận trình độ hung hiểm. Nơi này nhưng lại xa xa không thể cùng vạn kiếm cốc đánh đồng. Nguyên nhân rất đơn giản, những này tứ ngược không gian loạn lưu cùng không gian vòng xoáy, đều tại cực cao thiên khung, cũng không có tới gần mặt đất. Chỉ cần không lung tung hướng không trung xông loạn, ngoan ngoãn đợi tại tầng trời thấp. An toàn vẫn rất có bảo hộ. Hoang vu, đây là Tiêu Phàm cái thứ hai cảm nhận, cũng cùng vạn kiếm cốc đồng dạng, hoang vu đến cực điểm, dõi mắt chỗ đến, chỉ thấy được vùng đất bằng phẳng hoang nguyên. Khắp nơi đều là trần trụi tảng đá, không nhìn thấy một cái vật sống, cũng không gặp được một vòng lục sắc. Vậy mà cùng vạn kiếm cốc tình hình cực kỳ tương tự. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là không gian phong bạo kiệt tác. Năm đó, nơi đây hẳn là một chỗ không gian thông đạo giao hội chỗ, về sau không gian thông đạo sụp đổ, dẫn đến nơi đây phát sinh không gian thật lớn phong bạo, cuồng bạo không gian chi lực, đem nơi đây hết thảy đều san thành bình địa. Không có bất kỳ cái gì vật sống có thể tại dạng này tứ ngược không gian phong bạo dưới kiên trì,
không phải bị không gian loạn lưu phá tan thành từng mảnh, chính là bị không gian phong bạo cuốn đi, không biết đi bao nhiêu ngoài ức vạn dặm địa phương. Có lẽ ngay từ đầu, còn có không ít sinh linh có thể tránh né những này không gian chi lực, nhưng chỉ cần không gian dị thường thời gian tiếp tục phải đủ dài, như vậy nhất định nhưng lại biến thành hiện tại cái dạng này. Chỉ cần không thể rời đi nơi đây, tất cả vật sống hoặc là thọ nguyên hao hết, hoặc là bị không gian loạn lưu xé nát, không có con đường thứ ba có thể đi. Tiêu Phàm hiện tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, năm đó nơi này là loại nào bộ dáng. Kinh dị, đây là Tiêu Phàm cái thứ ba cảm nhận. Đúng vậy, chính là kinh dị. Cứ việc bốn phía hoàn toàn hoang lương, không có thấy đến bất kỳ còn sống sinh linh, thậm chí quỷ ảnh đều không nhìn thấy một con, Tiêu Phàm lại hào không lý do cảm thấy trong lòng bất an, không phải bình thường bất an, mà là vô cùng bất an. Tựa hồ có một loại nào đó không thể dự báo nguy hiểm, giấu ở hắn không thể nhận ra cảm giác chỗ tối, vận rủi bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Dạng này không hề có đạo lý kinh dị cảm giác, Tiêu Phàm còn rất ít cảm thụ qua. Thuần túy là một loại trực giác, Tiêu Phàm kìm lòng không đặng hướng Na bên cạnh nhìn qua. Chỉ thấy hai tên kim bằng người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, trung niên nhân giống như hắn, rõ ràng cảm thấy có chút bất an, song mi chăm chú nhau. Kim bằng lão tổ lại hai mắt khép hờ, sắc mặt ngây ngô, tựa hồ ngay tại tinh tế, phẩm vị, nơi đây không giống bình thường, mảy may cũng nhìn không ra đến, hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng làm cảm tưởng gì. Chương 1334, Mê Hồn Đảo. Sư tôn, loại cảm giác này, tựa hồ có điểm giống là cổ tịch ghi chép bên trong Mê Hồn Đảo. Chấm ngoặc kép, mắt thấy kim bào lão giả chậm chạp không có động tĩnh, nam tử trung niên liền chần chờ nói, ngữ khí rất không nhất định. Trong truyền thuyết, Mê Hồn Đảo chính là rất nhiều không gian thông đạo điểm tụ một trong, cùng tình hình nơi này có chút tương tự. Chấm ngoặc kép, kim bằng lão tổ rốt cục khẽ gật đầu một cái. Nơi này xác thực chính là Mê Hồn Đảo. Nam tử trung niên lập tức liền hưng phấn lên, nói, đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Kim bằng lão tổ lần nữa khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giáp trụ tươi sáng, ngưng thần đề phòng Tiêu Phàm, lạnh nhạt nói, Tiêu đạo hữu, đi thôi. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, tiền bối như là đã đến mục đích, tại hạ nhiệm vụ liền xem như hoàn thành đi. Kim bằng lão tổ nói, thứ nhất, ta cũng không thể khẳng định nơi này có phải là mục đích. Mặc dù cổ tịch ghi chép, Mê Hồn Đảo xác thực có thể là tiên tổ phân thân ẩn cư chỗ, nhưng không có cuối cùng nghiệm chứng trước đó, ai cũng không thể xác định. Thứ hai, nếu như nơi này không phải ta muốn tìm địa phương, như vậy liền còn có muốn tiếp tục nhờ Tiêu đạo hữu địa phương. Mặc kệ đạo hữu có phải là tin được, lão phu đều có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần tìm được thánh linh nội đan, lão phu coi như Tiêu đạo hữu là ta kim bằng tộc bằng hữu, chẳng những ngươi diệt sát trọng không sợ ân oán có thể sơ lược, đạo hữu lại có yêu cầu gì, lão phu cũng có thể thỏa mãn. Được, Tiêu Phàm không có nhiều lời nửa chữ, lập tức đồng ý. Vô luận kim bằng lão tổ có thủ tín hay không, Tiêu Phàm hiện tại đều nhất định phải cùng hắn tiếp tục hợp tác. Coi là thật chọc giận người này, hậu quả cực kỳ đáng lo. Chính hắn có lẽ có thể đi thẳng một mạch, liệu tất kim bằng lão tổ lẻ loi một mình, cũng không dám tiến về Nam Châu Đại Lục nghìn dặm đuổi giết hắn, lại cho Tiêu Thiên bọn người rước lấy đại phiền toái. Lại trước nhìn kỹ hắn nói, mà lại, đối cái kia trong truyền thuyết kim xí đại bằng nội đan. Tiêu Phàm nội tâm cũng giống vậy tràn đầy ý tò mò. Nửa viên ngân dực lôi bằng nội đan, đã để hắn được ích lợi không nhỏ, nếu là một viên hoàn chỉnh kim xí đại bằng nội đan, lại nên làm như thế nào? Tiền bối, nơi đây vì sao gọi là Mê Hồn Đảo? Cùng hai tên kim bào người duy trì khoảng cách nhất định, Tiêu Phàm lần đầu tiên hỏi. Thời gian dài như vậy quá khứ, loại kia kinh dị cảm giác vẫn luôn chưa từng tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng là mãnh liệt. Đôi này Tiêu Phàm đến nói, thật chính là vô cùng hiếm thấy. Cái này hai tên kim bằng người tựa hồ đối với nơi đây có hiểu biết, đương nhiên phải hỏi một chút. Kim bằng lão tổ cũng không quay đầu lại, đáp, bởi vì thời kỳ thượng cổ, nơi này có trồng đại lượng mê cốc thụ, còn có không ít hồn hương mộc. Tiêu Phàm giật mình, mê cốc thụ lớn nhất công hiệu, chính là mê hồn, nghe nói mê cốc thụ đóa hoa, trái cây thậm chí lá cây, vỏ cây, rễ cây đều lại phát ra mãnh liệt mê hồn khí tức, thường nhân vừa nghe phía dưới. Lập tức liền sẽ sinh ra mãnh liệt ảo giác, mê cốc thụ sinh trưởng niên đại càng lâu xa, đến huyễn công hiệu liền càng mãnh liệt. Mê cốc thụ mật hoa cùng trái cây, là không ít đến huyễn thuốc thiết yếu tài liệu luyện chế. Đối tăng tiến vào thần niệm chi lực, cũng có rất mạnh công hiệu. Tiêu Phàm một mực ăn, thái thanh hoa linh đan, bên trong. Liền có mê cốc trái cây thành phân, bất quá lượng thuốc phải nghiêm khắc khống chế, một khi quá lượng. Chẳng những vô ích, còn có lớn hại.
tu luyện thần niệm chi lực xảy ra sự cố, là tu sĩ kiêng kỵ lớn nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điên so chết càng khó chịu hơn. Thần kỳ là, mê cốc thụ cùng hồn hương mộc là thế mà xen lẫn quan hệ. Có mê cốc lâm địa phương, liền có hồn hương mộc. Chỉ bất quá, mê cốc thụ cực kỳ cao lớn, thường thường có thể dài đến mấy chục mấy trăm trượng chi cự, mà hồn hương mộc lại 10 điểm kiều nhỏ, sinh trưởng ở mê cốc thụ rễ cây bên cạnh, hào không thấy được. Sinh trưởng 10.000 năm, mới khó khăn lắm mọc ra 2-3 xích mà thôi. Không cẩn thận, liền sẽ bị người coi nhẹ, xem như cỏ dại. Nhưng hồn hương mộc lại thật sự là cây, không phải cỏ dại, cũng không phải dây leo. Mà lại không biết muốn bao nhiêu gốc mê cốc thụ ở giữa, mới có thể ngẫu nhiên mọc ra một gốc hồn hương mộc tới. Hồn hương mộc tại tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh, một đoạn nhỏ mấy ngàn năm hồn hương mộc, thường thường liền có thể đổi được một số lớn linh thạch, so mê cốc thụ trái cây đáng tiền được nhiều. Nam Châu đại lục Đông Phương Thất Long biển sâu chỗ, liền có một cái mê cốc núi, chính là Đông Phương Ất Mộc thần tính toán nơi phát nguyên. Tại mê cốc trên núi nghiên cứu bói toán chi thuật, thật đúng là rất trí nhớ khuấy động. Nơi đây nếu như sinh trưởng ra đại lượng mê cốc thụ cùng hồn hương mộc, như vậy được xưng là mê hồn đảo, liền không có chút nào khiến người bất ngờ. Thế nhưng, nơi đây vì sao xưng đảo, nhưng không thấy biển sâu đại dương? Kim Bằng lão tổ nói, đây vốn chính là trong hư không một hòn đảo, trên không chạm trời dưới không chạm đất, mà là bị rất nhiều không gian thông đạo cố định ở đây, làm vì không gian thông đạo điểm tụ. Tiêu Phàm gật đầu nói phải, trước mắt bọn hắn đều chỉ có thể tại tầng trời thấp phi độn, tốc độ cũng không nhanh, rất khó thăm dò ở đây toàn cảnh, nhưng Tiêu Phàm bằng trực giác liền biết, tòa này, hòn đảo tuyệt sẽ không so địa cầu nhỏ, chỉ có càng càng rộng lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này hẳn là một khỏa tinh cầu, hoặc là từ đại lục ở bên trên thoát ly một khối to lớn mảnh vỡ. Dưới mắt, khắp nơi đều là bằng phẳng đồng hồ, mê cốc thụ cùng hồn hương mộc bóng dáng không gặp. Sớm đã bị không gian chi lực san thành bình địa. Nhìn qua, nơi nào đều là giống nhau địa hình địa vật. Kim Bằng lão tổ hai người lại tựa hồ như mục tiêu minh xác, tốc độ bay mặc dù không nhanh, nhưng thủy chung là hướng phía tây bắc hướng, một mực chưa từng thay đổi qua. Không thể nghi ngờ, bọn hắn có một loại phương pháp đặc thù đến tiến hành định vị. Mà Tiêu Phàm trong lòng kinh dị cảm giác lại càng ngày càng là mãnh liệt, bất quá tại mãnh liệt này kinh dị cảm giác phía dưới. Nhưng cũng xen lẫn một tia không hiểu thấu, chỉ dẫn, giống như cũng là đến từ phương hướng Tây Bắc. Tiêu Phàm cảm giác được, loại này, chỉ dẫn, tựa hồ là cùng hắn trong đan điền ngân dực lôi bằng nội đan có cộng minh nào đó. Chẳng lẽ kim sĩ đại bằng nội đan thật tại cái này mê hồn ở trên đảo? Ngay tại phương hướng Tây Bắc, một đầu, đại hạp gốc xuất hiện tại ba người trước mặt. Cái này cái gọi là đại hạp gốc, kỳ thật chỉ là một chỗ hướng xuống lõm sơn cốc. Có lẽ là bởi vì chỗ này sơn cốc nguyên bản liền thấp hơn đồng hồ, bởi vậy tại không gian chi lực quét ngang qua đi, hay là bảo lưu lấy một điểm hẻm núi bộ dáng. Kim Bằng lão tổ bỗng nhiên đè lại độn quang, đứng tại chỗ này hẻm núi lối vào chỗ, ánh mắt sáng ngời, không ngừng đang trong hạp cốc tìm kiếm. Chỗ này hẻm núi hình dạng mặt đất, xác thực cùng bọn hắn một đi ngang qua đến nhìn thấy, bình nguyên, hình dạng mặt đất có chỗ khác biệt, tại bị cắt qua đi đồng hồ nham thạch ở giữa, vậy mà có thể nhìn thấy gốc cây vết tích. Rất hiển nhiên, nhiều năm trước không gian phong bạo, đem nơi đây rừng rậm đều phá hủy hầu như không còn, bởi vì địa thế quan hệ, lại còn bảo lưu lại một ít cây cọc, chỉ là đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt. Tiền bối, nơi đây có chút hung hiểm, nhất định phải từ nơi này đi qua a. Tiêu Phàm song mi nhau, đứng tại hẻm núi lối vào, trong lòng của hắn kinh dị cảm giác, đã mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Lấy hắn vượt xa cùng giai tu sĩ thần niệm chi lực, còn như vậy, nơi đây hung hiểm. Có thể thấy được chút ít. Kim Bằng lão tổ liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nói Tiêu đạo hữu thật mạnh thần niệm chi lực, đây là vô cực truyền thừa đặc điểm a. Tiêu Phàm cười cười, cũng không đáp lời. Đi thôi, một mực tránh né cũng không phải là cách pháp. Kim Bằng lão tổ nhẹ khẽ hít một cái khí, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng trong khe núi lớn bay đi, bất quá tốc độ bay rõ ràng so vừa rồi chậm dần rất nhiều. Nam tử trung niên như trước vẫn là theo sát phía sau. Tiêu Phàm lạc hậu bọn hắn hơn 10 trượng, ba người hướng phía tây bắc mà đi. Bỗng nhiên ở giữa, hoắc xuy, một trận vang lớn, cùng Tiêu Phàm gần trong gang tấc địa phương, không gian vặn vẹo ba động, một bóng người bỗng nhiên nổi lên, trong tay kim sắc lôi chùy lập lòe phát sáng, hồ quang điện lượn lờ, một tiếng nhe răng cười, vào đầu liền hướng Tiêu Phàm bổ xuống, khí thế cực kỳ khinh người. Huệ Thiên Hào, dù là Tiêu Phàm nhất quán trấn định, giờ phút này cũng quá sợ hãi. Bỗng nhiên bước đến hắn phụ cận người này, vậy mà là Huệ Thiên Hào.
Thế nhưng là, Tiêu Phàm rõ ràng nhớ được, Huệ Thiên Hào đã sớm tại Long Thần Đảo bị huyết quang thiếu niên diệt sát đi, khi lấy bọn hắn cái này rất nhiều người trước mặt, cắt lấy Huệ Thiên Hào đầu lâu, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nhưng mà, Huệ Thiên Hào chợt xuất hiện ở đây, đồng thời khí thế hùng hổ hướng bị giết tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là âm hồn quấy phá? Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bắn ra, tiếng sét đánh âm thanh, hồ quang điện lập lòe, liền hướng Huệ Thiên Hào nghênh kích đi lên. Ầm ầm nổ vang, Huệ Thiên Hào lôi chùy trùng điệp đánh vào lôi quang tháp phía trên, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Lôi quang tháp vậy mà tại trong khoảnh khắc liền bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Không có khả năng, dù coi như là Huệ Thiên Hào chuyển thế trùng sinh, hắn cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Cần biết hiện tại Tiêu Phàm, cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi cao cường, không chút nào tại Huệ Thiên Hào phía dưới. Ngang tay đối đầu, Huệ Thiên Hào hơn phân nửa không phải địch thủ của hắn. Mà giờ khắc này, Huệ Thiên Hào lại cơ hồ liền ép đến Tiêu Phàm đỉnh đầu. Giận tím mặt, liền muốn lần nữa hướng lôi quang tháp bên trong quán chú chân nguyên pháp lực Tiêu Phàm, trong đầu mãnh linh quang lóe lên, trong chớp nhoáng hiểu rõ ra. Đây không phải Huệ Thiên Hào, đây là tâm ma, hắn tâm ma của mình. Trong chốc lát hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân, trong đầu một trận thanh minh, gần ngay trước mắt Huệ Thiên Hào lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm lắc đầu, nâng tay khẽ vẫy, thu hồi lôi quang tháp, bận bịu tức hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Kim Bằng lão tổ còn bình chân như vậy, hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó, nam tử trung niên lại đã sớm sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt tròn cả, miệng lẩm bẩm, trong tay pháp bảo quang mang bắn ra bốn phía, rất rõ ràng đang cùng một cái cũng không tồn tại địch nhân tác chiến, cùng Tiêu Phàm vừa rồi gặp phải tình hình giống nhau như đúc. Chỉ bất quá Tiêu Phàm trước một bước giải thoát ra, mắt thấy Tiêu Phàm nháy mắt linh đài thanh minh, đem tâm ma của mình đuổi đi, tu vi tựa hồ so hắn càng ra thân hơn sau nam tử trung niên, lại còn vẫn như cũ bị mộng má lúng đồng tiền, Kim Bằng lão tổ trong mắt lại là tinh quang lóe lên. Vô cực truyền thừa, quả thật không phải tầm thường, cùng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, Tiêu Phàm đã thuận lợi thoát khỏi huyễn cảnh, bên trong nam tử nhưng như cũ giới hạn trong, khổ chiến, bên trong, cái này thần niệm chi lực cường đại, chỉ ít tại đồng bậc tu sĩ bên trong, có thể coi là siêu quần bạt tụy. Kim Bằng lão tổ cứ như vậy im ắng lơ lửng tại một bên, tuyệt không xuất thủ can thiệp. Cùng tâm ma của mình đối kháng, mặc dù 10 phần nguy hiểm, đồng thời nhưng cũng là một sự rèn luyện. Muốn nâng cao một bước, loại này tâm ma lịch luyện, luôn luôn phải thừa nhận ở, ai cũng không thể đi đường tắt. Lại sau một lúc lâu, nam tử trung niên bỗng nhiên rên lên một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt nháy mắt trở nên thanh minh, lại là rốt cục thành công từ ác mộng bên trong đi tới. Chương 1335, không gian yêu linh. Nơi đây mặc dù bị không gian chi lực san bằng, nhưng mê cốc lâm oán khí, nhưng thủy chung chưa từng tiêu tán, nhiều năm qua đi, sớm đã hóa thành tâm ma. Sau đó cần phải bảo vệ chặt linh đài, không muốn bị ma vật có thời cơ lợi dụng. Kim Bằng lão tổ mắt nhìn nam tử trung niên, trầm giọng nói. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vết mồ hôi, thở hổn hển không thôi, cho thấy phải vừa rồi cùng tâm ma nhất chiến, hao phí hắn quá nhiều thần niệm chi lực, nghe sư phụ nói như vậy, bận bịu tức khom người xác nhận, nghĩ nghĩ, hỏi, sư tôn, cái này mê cốc thụ chỉ là vô tri vô biết xuẩn vật, có thể nào trầm tích oán khí, hóa thành tâm ma. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có sống sờ sờ có máu có thịt có linh hồn sinh linh, sau khi chết mới có oán khí tích tụ, hóa thành, oan quỷ lệ phách, loại hình, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói thực vật cũng là phát sinh loại tình hình này. Kim Bằng lão tổ hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, thiên địa vạn vật đều có linh khí, đều có hồn phách, chỉ là ngươi trước kia không biết mà thôi. Mê cốc thụ đã là sinh linh, há có thể không có linh khí hồn phách. Quả thật là tử vật, làm sao lấy làm thuốc? Vâng, sư tôn, đệ tử minh bạch, nam tử trung niên kính cẩn thụ giáo. Người này dù nhưng đã khó khăn lắm đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, tại sư phụ trước mặt, nhưng thủy chung cung kính có thừa, không dám có chút vô lễ đi quá giới hạn. Tiêu Phàm không rên một tiếng, móc ra một viên thuốc, đưa tiến vào miệng bên trong. Mặc dù hắn thành công đem tâm ma loại trừ, nhưng trong lòng kinh dị cảm giác, lại không chút nào từng biến mất. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, Thái Thanh Hoa Linh Đan, tăng tiến vào thần niệm chi lực cố nhiên có phần có hiệu quả, nhưng ẩn chứa trong đó hai lá tham gia. Mê cốc quả cùng dược vật, đều có cực kỳ mãnh liệt đến huyễn hiệu quả, ngày bình thường nó hại không hiện, đến cái này mê hồn ở trên đảo, chỉ sợ sẽ gấp bội bạo phát đi ra. Ba người tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà cái này đại hạp cốc quả nhiên là từng bước khó đi, thỉnh thoảng đều sẽ bị quấy nhiễu,
bất quá lấy ba người cường đại tu vi, chỉ cần có phòng bị. Lại có đối phó tâm ma kinh nghiệm, mặc dù tâm ma quấy rầy đại đại kéo chậm bọn hắn trước tiến vào tốc độ, lại rất khó lại cho bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại đang không ngừng đánh giằng co bên trong, Tiêu Phàm cảm thấy tâm tính đang nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến hai tên kim bằng người cũng là như thế. Duy nhất để Tiêu Phàm không dám xem thường chính là, trong lòng kinh dị bất an. Vậy mà càng ngày càng là mãnh liệt, tựa hồ kia không biết to lớn nguy hiểm, chính đang từng bước hướng hắn tới gần, mà hắn lại từng bước một đi tiến vào đối phương đã sớm thiết kế tốt lồng giam. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, bọn hắn đã tiến vào đại hạp cốc chỗ sâu. Địa thế càng ngày càng thấp, mà hẻm núi thì trở nên càng ngày càng rộng lớn, dần dần biến thành một chỗ cực kỳ rộng lớn bồn địa. Thỉnh thoảng có không gian loạn lưu thổi qua, thậm chí còn tao ngộ nhiều lần cỡ nhỏ vết nứt không gian. Lấy Tiêu Phàm không gian tạo nghệ, hắn dưới mắt lo lắng nhất chính là hai loại tình hình, loại thứ nhất là cực kỳ bão táp không gian cuồng bạo, loại thứ hai chính là xuất quỷ nhập thần vết nứt không gian, dù có càn khôn đỉnh, hộ thân. Cũng khó có thể làm được vạn vô nhất thất, kỳ thật cỡ nhỏ vết nứt không gian, vẫn luôn là Tiêu Phàm nghiên cứu đối tượng. Hắn đã sớm ý thức được, vết nứt không gian xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình. Nếu như có thể trưởng khống thậm chí tạo ra vết nứt không gian, kia là không cùng luân so đại sát khí. Đối với không tinh thông không gian chi đạo hoặc là không có không gian pháp bảo hộ thân đối thủ mà nói. Vết nứt không gian chính là trung cực ác mộng, dù coi như là cấp bậc cao hơn hắn được nhiều đại năng tu sĩ, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng có khả năng mắc lừa. Chỉ tiếc, nghiên cứu đến nay, còn không có sở đến vây cánh gì. Nghịch thiên như vậy đòn sát thủ, nếu là dễ dàng như vậy trưởng khống, nơi nào còn có người khác đường sống. Tiêu Phàm chính trong đầu vuốt vuốt những năm gần đây nghiên cứu vết nứt không gian quỹ tích, bỗng nhiên bên tai nghe tới một trận cực kỳ thanh thúy tiếng cười, như là chuông bạc rung động lòng người. Thiên thiên, trong chốc lát, Tiêu Phàm cơ hồ ngây người, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiếng cười kia thật sự rõ ràng, chính là Uyển Thiên Thiên thanh âm. Không biết bao nhiêu lần, ra hiện tại hắn trong mộng. Bây giờ Tân Lâm, Cơ Khinh Sa, Trần Dương, Azelena đều đã tìm tới, duy chỉ có Thiên Thiên, tung tích không rõ, cũng là Tiêu Phàm nhất lo lắng. Đương nhiên, đồng dạng để Tiêu Phàm lo lắng, hay là lại một lần nữa tách rời Thiên Diệu Tiên Tử. Bất quá trở lại trung thổ giới về sau, Tiêu Phàm đã loáng thoáng cảm ứng được nàng bản mệnh ấn ký, trong lòng an tâm một chút. Tiêu Phàm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại ở đây nghe tới Thiên Thiên tiếng cười, vẫn là như vậy thanh thúy, đẹp đẽ như vậy, như thế bay dương nhảy thoát, thanh xuân sức sống vô hạn. Là ta a, chấm ngoặc kép, tiếng cười nhẹ bên trong, Tiêu Phàm bóng người trước mắt chớp động, đầy người váy đỏ như lửa Uyển Thiên Thiên, xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe mắt mỉm cười, trên hai gò má, tràn đầy hoạt bát cùng vẻ mừng rỡ. Tiêu Phàm, nhiều năm như vậy không gặp, người muốn ta sao? Trong chớp nhoáng, Uyển Thiên Thiên liền đến hắn phụ cận, chỗ sâu như bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ, muốn vuốt ve gương mặt của hắn. Tiêu Phàm yên lặng đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn nàng, như là si. Uyển Thiên Thiên trên mặt ý cười càng đậm, hai tròng mắt tuyệt đẹp bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, lôi quang tháp lượn vòng mà ra, hồ quang điện lập lòe, một đạo thô to lôi trụ, hướng về Uyển Thiên Thiên vào đầu mãnh kích mà hạ. Hi hi, chấm ngoặc kép, lôi điện chi lực, chính giữa Uyển Thiên Thiên đầu lâu, lại chỉ nghe một tiếng hoạt bát cười khẽ, hồng mang lóe lên, Uyển Thiên Thiên liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không gì không phá thần thông sấm sét, tựa hồ đối với nàng vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng chút nào. Một trận gợn nước ba động, Uyển Thiên Thiên hồng sắc thân ảnh tại mấy trượng bên ngoài nổi lên, mếu máo trừng mắt, một bức sinh khí tiểu bộ dáng. Tốt, ngươi đánh ta, ta liền biết ngươi thay lòng, ngươi không còn thích ta đúng hay không? Ta hận ngươi, xinh xắn dáng vẻ, coi là thật để người vừa yêu vừa thương, thích đến tận xương tủy đầu. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân, như là một thùng nước đá vào đầu dội xuống, linh đài lập tức thanh minh, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, nháy mắt liền thấy rõ kia, váy đỏ Uyển Thiên Thiên, diện mục chân thật, chỉ thấy một cái màu ngà sữa trùng sáng, tại ngoài mấy trượng không ngừng lấp lánh, giống như có miệng mũi, chỉ là không thành hình người. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, đây không phải tâm ma vô hình vô thể, chỉ cần hắn linh đài thanh minh, tâm ma không có cơ hội có thể thừa dịp, tự nhiên biến mất. Thứ này lại hữu hình có thể, toàn thân trên dưới đều lộ ra cực kỳ mãnh liệt không gian ba động, quang đoàn chỗ sâu tựa hồ còn có hai con mắt, đang mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Yêu nghiệt, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích,
hướng đỉnh đầu lôi quang tháp một điểm, một cỗ hùng hậu pháp lực mãnh liệt mà vào, lôi quang tháp điện mang đại thịnh, nháy mắt liền đến kia màu ngà sữa quang đoàn đỉnh đầu, phích lịch một tiếng, vô tận hồ quang điện chút xuống, tạo thành một cái dày đặc lôi võng, liền muốn đem kia quang đoàn bao phủ nó hạ. Hi hi, đánh không chúng đánh không chúng, uổng phí tâm cơ, chấm ngoặc kép, rõ ràng nhìn thấy lôi võng đem kia màu trắng quang đoàn hoàn toàn bao phủ, Tiêu Phàm bên tai lại lập tức lại vang lên kia vui cười thanh âm. Hào quang màu nhũ bạch lóe lên, quang đoàn lại tại một phương hướng khác hiện thân mà ra, không ngừng vặn vẹo cuồn cuộn, tựa hồ có chút hưng phấn. Không gian thần thông, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm hai mắt có chút híp mắt khâu lại, thấp giọng nói. Mà lại cực kỳ cao minh, xa không tầm thường không gian thần thông có thể so sánh, dù coi như là Tiêu Phàm, tinh nhiên không gian thuật nhiều năm, còn có càn khôn đỉnh, nơi tay, cũng thi triển không ra dạng này xuất quỷ nhập thần thuấn di thuật. Ngươi đến cùng là cái gì? Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, đem lôi quang tháp thu hồi lại, ánh mắt sáng ngời, tiếp cận kia màu ngà sữa quang đoàn, trầm giọng hỏi. Ta chính là ta a, ngươi không biết ta sao? Ta chính là ngươi thích nhất người. Chấm ngoặc kép, kia màu ngà sữa quang đoàn bên trong phát ra cười khanh khách âm thanh, vẫn như cũ như chuông bạc dễ nghe, lại không còn là uyển thiên thiên thanh âm. Vật này có thể huyễn hóa ra uyển thiên thiên bộ dáng cùng thanh âm, bất quá là tâm ma huyễn hóa mà thành, đánh Tiêu Phàm trở tay không kịp. Bây giờ Tiêu Phàm linh đài thanh minh, bảo vệ chặt thần thức biển, cái này yêu vật liền không có bắt đầu chỗ, tự nhiên rốt cuộc huyễn hóa không ra uyển thiên thiên thanh âm. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên liền có rõ ràng mạch lạc. Nơi đây danh xưng Mê Cốc Lâm, lại có hay không tận không gian chi lực, cho nên sinh ra như thế cái quái vật, đã có tâm ma chi lực, lại tinh thông không gian thần thông. Đây là một loại mới sinh linh, trước đó, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không nổi đạt được. Quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. À, ngươi thật giống như biết ta là ai, lừa gạt không đến ngươi. Chấm ngoặc kép, kia màu ngà sữa quang đoàn bên trong, phát ra thanh âm kinh ngạc, tựa hồ đối với Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, 10 điểm hiểu rõ. Tâm ma lực, quả thật không thể coi thường, Tiêu Phàm càng thêm cảnh giác lên, mặc kệ hắn cỡ nào rộng rãi. Đối mặt dạng này một cái tùy thời đều có thể hiểu rõ ý nghĩ của mình, yêu nghiệt cũng không thể không cảnh giác gấp trăm lần. Đây cũng không phải là bình thường yêu vật, một khi để nó có cơ hội để lợi dụng được, làm hại chi liệt, xa không phải bình thường có thể so sánh. Cùng những địch nhân khác đối đầu, thất bại còn có cơ hội đào tẩu, cùng loại này yêu nghiệt tác chiến, một khi thất bại, liền vô cùng có khả năng bị hắn tước tổ chấm chiếm, đem mình biến thành một bộ cái xác không hồn. Các hạ không gian thần thông coi như không tệ. Nhưng tâm ma chi thuật, hắc hắc, kia còn kém xa lắm. Dựa vào như thế điểm tu vi, liền nghĩ muốn làm gì thì làm, kia còn rất sớm. Tiêu Phàm cười lạnh, nói, hừ, ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu lợi hại sao? Quả nhiên không ra Tiêu Phàm sở liệu, cái này yêu vật nghe xong Tiêu Phàm khinh thường với hắn, lập tức liền đại vi sinh khí, âm thanh kêu to lên. Màu ngà sữa quang đoàn mặt ngoài, nháy mắt gạt ra một khuôn mặt, mơ hồ giống như là một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài. Tức giận tiếp cận Tiêu Phàm, phảng phất cực không phục. Tiêu Phàm hai mắt bốn phía quét qua, lại phát hiện Kim Bằng lão tổ cùng nam tử trung niên đã không thấy bóng dáng, tại hắn mới vừa rồi cùng yêu vật giao thủ thời điểm, tựa hồ liền đã hoàn thành không gian đổi thành. Lấy không gian của hắn tạo nghệ, cái này yêu vật lại có thể giữa bất chi bất giác đem hắn chuyển qua nơi khác, không gian thần thông mạnh, còn tại Tiêu Phàm ngoài ý liệu. Có bản lĩnh, ngươi đến bắt ta a. Quang đoàn mặt ngoài tấm kia tiểu nam hài mặt nâng lên miệng, thở phì phò kêu lên, mặt mũi tràn đầy khiêu chiến biểu lộ. Tiêu Phàm khóe miệng kéo một cái, cố ý giả ra một cái rất nụ cười khinh thường, khinh miệt nói, ta nếu là bắt lại ngươi, thì thế nào? Tiểu nam hài sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ đối với Tiêu Phàm vấn đề này có chút không tưởng được, chốc lát, mới lên tiếng, ngươi phải bắt được ta liền nghe lời ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt, một lời đã định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1336, cầm nã. Hi hi, người đến bắt ta đi. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài giống như thập phần vui vẻ dáng vẻ, màu ngà sữa quang đoàn lóe lên, liền bỗng nhiên tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng một dương, dưới chân độn quang cùng một chỗ, cũng gấp nhanh hướng bên cạnh vọt tới. Một khe hở không gian vô thanh vô tức tại hắn vừa mới đứng chỗ đứng cuồn cuộn cắt qua, nếu không phải, càn khôn đỉnh, sớm dự cảnh. Chỉ sợ lần này Tiêu Phàm liền muốn chịu thiệt thòi lớn. Mặc dù nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng tu vi, bị chặt đứt một cái cánh tay hoặc là đùi, cũng không làm đại sự, có thể trong thời gian cực ngắn trùng sinh,
nhưng mà dù sao sẽ tổn thất tinh huyết, cũng áp chế động nhuệ khí. Ngoài mấy trượng quang mang lóe lên, màu ngà sữa quang đoàn nổi lên. Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng bước chân, rất không vui nói, người không tuân quy củ. Màu ngà sữa quang đoàn một trận cuồn cuộn, tiểu nam hài khuôn mặt lại nổi lên, kinh ngạc nói, ta làm sao không tuân quy củ rồi. Nói xong là ta đến bắt ngươi, kết quả ngươi lại dùng ám tiễn đả thương người, vậy ta còn làm sao bắt ngươi? Tiêu Phàm hầm hừ nói, ngữ khí có chút bất mãn. Tiểu nam hài lại chố mắt một chút, song nghi cũng nhào lên, phảng phất đang rất chân thành tự hỏi Tiêu Phàm nói ra vấn đề. Tiêu Phàm thầm kêu hổ thẹn, cái này thật đúng là lừa gạt tiểu hài tử chơi. Chỉ là, nếu không dùng chút tâm cơ, chỉ sợ Tiêu chân nhân ngày hôm nay còn thật sự có khả năng tại lật thuyền trong mương. Cái này yêu vật thế nhưng là nơi này địa chủ, đối xung quanh không gian chi lực, xa so Tiêu Phàm quen thuộc được nhiều, giống như lại có thể khống chế vết nứt không gian để bản thân sử dụng. Ta không phải cố ý muốn như vậy, ta có khi cũng khống chế không nổi, bọn chúng sẽ tới chỗ tán loạn. Chấm ngoặc kép, chốc lát, tiểu nam hài nói, ngữ khí hơi có chút ủy khuất. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, nghe thuyết pháp này, đứa bé trai này thật có thể khống chế vết nứt không gian, mặc dù còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng đã đầy đủ kinh người, tóm lại chính là ngươi không tuân quy củ. Tiêu chân nhân lần đầu dạng này, vô sỉ. Tiểu nam hài lập tức hạ quyết tâm, nói tốt, vậy ta liền không trốn đến vết nứt không gian bên trong đi, nhưng chính bọn chúng sẽ tới chỗ tán loạn, cũng không nên trách ta, ngươi phải cẩn thận chút. Ngược lại quan tâm tới Tiêu Phàm tới. Gia hỏa này nếu là vừa lên đến liền quải điệu, vậy liền không ai cùng hắn chơi. Tốt, ta sẽ cẩn thận, ngươi chạy đi, ta đến bắt ngươi. Tiêu Phàm gật đầu nói, hi hi, ta chạy. Tiểu nam hài lập tức rất là vui vẻ, màu ngà sữa quang đoàn nhoáng một cái, lần nữa tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Bất quá lần này, Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông toàn bộ triển khai. Lại có thể loáng thoáng nhìn thấy một tia dấu vết, dù sao hắn không tá trợ nơi đây xuất quỷ nhập thần vết nứt không gian đến thuấn di, chỉ là sử dụng bản thân không gian thần thông, đối đồng dạng tinh thông không gian thuật Tiêu Phàm mà nói, liền xem như có dấu vết mà lần theo. Tiêu Phàm thân thể một trận vặn vẹo, cũng tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn ngay tại mấy trượng bên ngoài hiện thân mà ra, kia màu ngà sữa quang đoàn cơ hồ trực tiếp đụng vào trước mặt hắn, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy cách đó không xa Tiêu Phàm, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kêu lên, tốt, nguyên lai người cũng sẽ không gian pháp thuật. Vậy quá tốt, chúng ta có thể hảo hảo chơi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm không nói hai lời, bàn tay tìm tòi, huyễn hóa ra một con lớn gần trượng cự trưởng. Hướng nam màu ngà sữa quang đoàn vào đầu bắt xuống dưới. Hắc hắc, cái này ta không sợ. Màu ngà sữa quang đoàn bên trong truyền đến tiểu nam hài cười hì hì thanh âm, quang đoàn lập tức uốn éo, liền dễ dàng né tránh kia huyễn hóa ra đến đại thủ, tại ngoài mấy trượng lộ ra gương mặt, mỉm cười tiếp cận Tiêu Phàm, hào hứng tăng vọt. Hừ, ta liền không tin bắt không được ngươi. Tiêu Phàm sầm mặt lại, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng tề xuất, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Hai cỗ như bài sơn đảo hải kinh lực tuôn trào mà ra, hợp hai là một, hóa thành cuồn cuộn chiều dâng, hướng màu ngà sữa quang đoàn càn quét mà đi. Vô dụng, cái này căn bản bắt không được ta. Tiểu nam hài kêu to, đối cuốn tới cuồng bạo kinh lực, không thèm để ý chút nào, không tránh không né. Trong nháy mắt, liền bị cỗ này kinh lực xé nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay múa. Cùng cuồng phong quá khứ, sữa hào quang màu trắng lại lần nữa cùng tiến tới, hóa thành màu ngà sữa quang đoàn. Lộ ra tiểu nam hải dương dương đắc ý gương mặt. Bất quá ngay tại Tiêu Phàm song trưởng tề xuất đồng thời, một đạo hắc mang đã sớm từ hắn linh thú điểm bên trong bắn ra, đảo mắt liền biến mất ở trong hư không. Thật sao, ta nhất định có thể bắt lại ngươi. Tiêu Phàm không tức giận chút nào nói, tế ra mấy kiện pháp bảo, tại không trung vừa đi vừa về bay múa, huyễn hóa ra vô tận thần thông, nhào nhào hướng tiểu nam hải bao phủ xuống. Đẹp mắt, thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Tiểu nam hài đối này càng là không sợ chút nào, chỉ là cười đùa, lớn tiếng gọi tốt. Hắc Lân dù nhưng đã có thể nói là trận pháp tông sư, nhưng bố trí một cái mang không gian chi lực tinh xảo pháp trận, hay là cần một chút thời gian, Tiêu Phàm phải vì nàng tranh thủ thời gian này. Đối Tiêu Phàm cái tiểu động tác này, tiểu nam hài vẫn chưa phát giác. Hắn mặc dù thần thông quảng đại, cũng rất ít cùng người đã từng quen biết, đối người tu chân đủ loại thủ đoạn, tự nhiên hoàn toàn không biết gì. Thậm chí hắn mở miệng nói chuyện, đều chỉ là Tiêu Phàm trong đầu cảm ứng, trên thực tế, cái này màu ngà sữa quang đoàn vẫn chưa phát ra bất kỳ thanh âm tới. Đây là một cái hiểu được không gian thần thông cùng tâm ma chi thuật tân sinh linh. Chú ý, ta lúc này thật muốn tới bắt ngươi,
người cẩn thận chút. Tiêu Phàm bỗng nhiên kêu lên, thân thể nhoáng một cái, liền hướng màu ngà sữa quang đoàn đánh tới, đồng thời tay trái bấm quyết, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án phun ra ngoài, hóa thành một cái lưới lớn, hướng màu ngà sữa quang đoàn vào đầu đâu hạ xuống. A, à, không gian cấm chế. Lần này, Tiểu Nam Hài lấy làm kinh hãi, lại không là trước lúc trước cái loại này chẳng hề để ý ngữ khí. Càn Khôn đỉnh, vốn chính là không gian chí bảo. Suy, một tiếng vang nhỏ, màu ngà sữa quang đoàn lại lần nữa tại nguyên chỗ mất tích, hóa thành một tia chớp, phía bên phải phía trước kích xạ mà đi. Cứ việc không tá trợ vết nứt không gian, cái này yêu linh thuấn di thuật cũng là không như bình thường, đảo mắt liền thoát ra trừ tấm võng lớn màu đỏ bao phủ phạm trù. Bất quá Tiêu Phàm vốn là không có trông cậy vào vừa ra tay liền chế trụ hắn, nếu không cũng không cần phải dạng này lớn phí chắc trở. Hắn bện ra tấm kia trừ tấm võng lớn màu đỏ, vốn là ở bên phải lưu lại một đường vết rách. Yêu linh hoàn toàn không có tâm cơ, quả nhiên không hề nghĩ ngợi, liền phía bên phải phía trước kích bắn đi. Mà phải phía trước, chính là Hắc Lân bố trí xong huyễn trận. À, đây là địa phương nào? Thật kỳ quái, chấm ngoặc kép. Màu ngà sữa quang đoàn thoát ra hơn 10 trượng bên ngoài, liền bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu Nam Hài khuôn mặt nổi lên, hướng bốn phía tò mò bắt đầu đánh giá, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Hiển nhiên trong huyễn trận nhìn thấy hết thảy, cùng hắn ngày bình thường chứng kiến hết thảy khác nhau rất lớn, trong lúc nhất thời, để hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, cũng tiến vào huyễn trận, lập tức ống tay áo lắc một cái, một đoạn dài hơn 2 thước đen nhánh đầu gỗ nổi lên. Tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm khí tức, chính là không ít tu sĩ cấp cao đều tha thiết ước mơ hồn hương mộc, từ cái này đoạn hồn hương mộc chiều dài đến xem, chỉ ít có vạn năm trở lên dược linh. Nó chân quý có thể nghĩ, ai ngờ Tiêu Phàm lại đem cái này đoạn hồn hương mộc đặt ở trong hai tay, nhẹ nhàng một túm, tinh viêm chi lực lướt qua, không biết giá trị bao nhiêu linh thạch 10.000 năm hồn hương mộc, lập tức liền hóa thành hư không. Cùng lúc đó, từng sợi tản ra mùi thơm khói xanh, lại chậm rãi hướng huyễn trong trận tràn ngập mà đi. 10.000 năm hồn hương mộc, an hồn định phách, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cái này yêu linh nếu là hấp thu mê cốc trái cây tinh hoa huyễn hóa mà thành, lấy 10.000 năm hồn hương mộc tới đối phó. Lại là 10 điểm phù hợp. Tất cả đây hết thảy, yêu linh hoàn toàn không biết gì. Thời khắc này yêu linh, sớm đã tại huyễn trong trận tràn đầy phấn khởi khắp nơi tán loạn. Cái này yêu linh rất rõ ràng là phi thường, lạc quan, tính cách, vừa một lâm vào khốn cảnh. Liền có thể tự ngu tự nhạc. Vậy mà đem huyễn trận xem như một loại nào đó, mê cung, dự định muốn bằng sức một mình, đem cái này, mê cung, phá vỡ. Bất quá cái này tự nhiên không phải phổ thông huyễn trận, dựa theo Tiêu Phàm chỉ lệnh, Hắc Lân sớm đã tại huyễn trong trận chôn xuống 8 tấm không gian cấm chế phù lục. May mà Tiêu Phàm luyện chế cái này phù lục rất nhiều, tồn kho, phong phú, nếu không thật sự chính là dùng đến đau lòng. À, nơi này cũng có không gian cấm chế. Không bao lâu. Yêu linh liền xúc động tờ thứ nhất không gian cấm chế phù lục. Thân là không gian yêu linh, Tiểu Nam Hài đối đồng loại thần thông lộ ra phi thường mẫn cảm, màu ngà sữa quang đoàn lóe lên, lập tức liền từ nơi đây lui ra ngoài, cực nhanh xông tiến vào huyễn trận khác một tầng trong cấm chế. À, nơi này cũng có. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Tiểu Nam Hài thanh âm kinh ngạc, liền thỉnh thoảng vang lên. Bất quá dựa vào lấy thuấn di thần thông cao minh, mỗi lần một phát hiện không đúng. Yêu linh liền lập tức né tránh mà đi. Hắn tự nhiên không biết, ngay tại huyễn trận chủ điều khiển trận nhãn chỗ, Tiêu Phàm ngay tại thôi động, càn khôn đỉnh, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, hướng huyễn trong trận liên tục không ngừng thả bắn vào. Dần dần, toàn bộ huyễn trận đều bị nhuộm thành chữ màu đỏ, hỗn độn đồ án không ngừng lấp lánh, lộ ra thần bí dị thường. Ta minh bạch, đây không phải mê cung, đây là một cái bẫy, người nghĩ tại trong cạm bẫy bắt lấy ta. Chấm ngoặc kép, đột nhiên trung tâm ảo trận vang lên Tiểu Nam Hài tiếng kêu sợ hãi, không còn có vừa rồi nhẹ nhàng như thường, lộ ra kinh hoàng chi ý. Nghĩ phải bắt được ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, nhìn sự lợi hại của ta. Nha, đây là cái gì, đau đầu quá. Chấm ngoặc kép, đang lúc Tiểu Nam Hài vừa sợ vừa giận, chuẩn bị thi triển lợi hại thần thông thời điểm, 10.000 năm hồn hương mộc tác dụng đúng lúc này phát huy ra, quả nhiên đối tâm ma lực là cực lớn khắc chế. Không, ngươi đừng muốn tóm lấy ta. Tiểu Nam Hài vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng kêu lên, kiệt lực muốn thoát khỏi 10.000 năm hồn hương mộc đối với hắn, đầu não, khống chế. Hắn là hấp thu vô tận mê cốc thụ, oán khí, huyễn hóa mà thành, cùng hồn hương mộc đã là xen lẫn quan hệ, lại là tử địch, muốn thoát khỏi 10.000 năm hồn hương mộc khống chế, coi là thật nói nghe thì dễ. Lúc này, hắn quanh người hư giữa không trung,
bỗng nhiên hiện ra một chương chữ tấm võng lớn màu đỏ, từ trên xuống dưới, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Trên đỉnh đầu, ong ong, rung động, càn khôn đỉnh, hiện thân mà ra, sớm đã hóa thành vài thước lớn nhỏ, không gian cấm chế chi lực từ bảo trong đỉnh liên tục không ngừng phóng xạ ra đến, chữ tấm võng lớn màu đỏ dần dần hướng trung ương nắm chặt. Không tốt, chấm ngoặc kép, đây là vật gì, thật là lợi hại, ngẩng đầu nhìn đến, càn khôn đỉnh, tiểu nam hài rốt cục quá sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Phàm trầm mặt, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo hùng hậu pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong, bảo đỉnh càng là quang hoa đại phóng, một đạo chữ màu đỏ không gian vòng xoáy tại lưới lớn phía trên hiển hiện. Không, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài một tiếng tuyệt vọng kêu to, liền thân bất do kỷ bị, càn khôn đỉnh thu vào. Tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng. Chương 1337, Hải Thị Thận Lâu. Uy, đây là địa phương nào a? Mau thả ta ra ngoài. Chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, càn khôn đỉnh, bên trong bỗng nhiên lại truyền ra tiểu nam hài thanh âm, lại là kinh hoàng lại là ủy khuất, cơ hồ liền muốn rơi lệ cảm giác. Tiêu Phàm mỉm cười nói, yên tâm tốt, ngươi trong này không có gặp nguy hiểm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không quấy rối, có lẽ còn sẽ có một trận tạo hóa. Lời này Tiêu Phàm cũng không phải lắc lư hắn. Càn khôn đỉnh, là không gian chí bảo, Tiêu Phàm đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, đa số đều là từ, càn khôn đỉnh, vách trong khắc lên được đến, đứa bé trai này nếu là không gian yêu linh, tại càn khôn đỉnh, bên trong có lẽ thật có thể đạt được một trận lớn tạo hóa. Về phần yêu linh quấy rối, có thể hay không đối, càn khôn đỉnh, tạo thành tổn hại, lại là hoàn toàn không tại Tiêu Phàm lo lắng phạm vi bên trong. Càn khôn đỉnh, chính là công nhận thông huyền linh bảo chính phẩm, thậm chí có người nhận định nó là tạo hóa chi bảo. Loại này đẳng cấp bảo vật, cũng sẽ ở trong phạm vi nhất định hình thành mình một phương độc lập thiên địa, có quy tắc của mình, tuyệt không phải tùy tiện có thể bị rào loạn. Mà lại Tiêu Phàm cùng cái này yêu linh tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, lại có thể phát giác được cái này yêu linh ngây thơ chưa mẫn, tính cách thuần lương, không giống như là loại kia đại gian đại ác yêu vật. Dù coi như đối với mình đánh lén, cũng vẻn vẹn đang tìm người chơi đùa mà thôi, cũng không có cái gì ác ý. Đem hắn tạm thời, giam giữ, tại càn khôn đỉnh bên trong, không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đối yêu linh không có nguy hiểm, càn khôn đỉnh cũng không có nguy hiểm gì. Trên thực tế, yêu linh tại bảo trong đỉnh la to, yêu cầu thả hắn ra ngoài, liền đã rất nói rõ vấn đề, càn khôn đỉnh đủ để cầm cố lại hắn. Vậy ngươi về sau có thể hay không thả ta ra ngoài? Ngươi dự định vĩnh viễn thanh ta quan trong này sao? Tiểu nam hài thanh âm lại khẩn cấp hỏi. Sẽ không? Chờ ta thanh chuyện nơi đây xong xuôi, liền sẽ thả ngươi ra. Ngươi lại không phải người xấu, ta tại sao phải bắt giam ngươi? Tiểu nam hài lập tức liền cao hứng trở lại, kêu lên tốt, ta liền biết ngươi cũng là người tốt, không là người xấu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cười cười, còn nói thêm, thế nhưng là, ngươi không là nói qua, chỉ cần ta bắt lại ngươi, ngươi liền nghe ta. Ngươi có phải hay không quên rồi? Không có, ta chưa quên, ngươi bắt được ta sẽ nghe lời ngươi. Chỉ cần ngươi về sau không thanh ta quan ở đây là được. Tiểu nam hài vội vàng nói, giọng nói vô cùng nó nghiêm túc, giống như là tại trịnh trọng hướng Tiêu Phàm hứa hẹn như. Tốt, vậy ngươi trước hảo hảo đợi đi, không cho phép lại quấy rối. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, đem càn khôn đỉnh, thu vào, lúc này mới bắt đầu tìm khắp tứ phía kim bằng lão tổ sư đồ hai người hạ lạc. Theo lý đem dạng này một cái không thể nắm lấy yêu linh thu tiến vào, càn khôn đỉnh bên trong. Tiêu Phàm hẳn là lập tức tiến vào trong đỉnh đi điều tra một chút đến tột cùng. Nhưng cho tới nay, hắn vẫn như cũ chỉ có nguyên thần xuất khiếu, mới có thể tiến nhập trong đỉnh. Kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên liền ở lân cận, cường địch đảo mắt, Tiêu Phàm dũng khí lại tráng. Cũng không dám liền tương mình như vậy nhục thân ném tại bên ngoài. Chỉ chốc lát, Tiêu Phàm liền cảm ứng được kim bằng lão tổ hai người chỗ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng na cái phương hướng kích bắn đi. Cùng Tiêu Phàm cảm thấy thời điểm, thoảng qua lấy làm kinh hãi. Kim bằng lão tổ hai người tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, hai người khí tức cũng khác nhau trình độ có chỗ suy yếu. Nhất là kim bằng lão tổ, Tiêu Phàm gần như có thể 10 phân rõ ràng cảm ứng được hắn thần niệm chi lực hao tổn, cực kỳ nghiêm trọng. Ngược lại là nam tử trung niên tình hình muốn hơi tốt một chút. Xem ra tâm ma yêu vật lần này là lấy kim bằng lão tổ làm chủ yếu đối tượng công kích. Thấy Tiêu Phàm một bộ thần hoàn khí túc dáng vẻ, kim bằng lão tổ song trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung lệ. Lập tức liền khôi phục chấn định, bình thản nói, đi thôi. Nam tử trung niên chần chờ một chút, rốt cục vẫn là không nói gì. Rất rõ ràng, hắn là muốn nhắc nhở sư phụ điều tức một chút,
nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt, lời này cuối cùng nói không nên lời. Thực tế không nghĩ tới mê hồn đảo như thế hung hiểm, ngay cả Ngộ Linh Kỳ lão tổ đều kém chút gây ra rủi ro. Sau đó lịch trình, cũng là hào không thoải mái, một đường ác chiến hướng về phía trước, chiến bại vô số tâm ma, chỉ bất quá đẩy tiến vào tốc độ tự nhiên lớn thụ ảnh hưởng. Cũng may Kim Bằng lão tổ sư đồ các loại đan dược chuẩn bị mạo xưng phân, trong lúc nguy cấp, tổng là có thể kịp thời được bổ sung. Về phần Tiêu Phàm, càng là không cần phải nói, chữ vật vòng tay bên trong các loại chân quý linh dược cơ hồ liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trọn vẹn lớn thời gian nửa năm quá khứ, rốt cục xa xa nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Ba người lấy làm kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thần sắc nghi hoặc. Từ khi bọn hắn đạp lên cái này mê hồn đảo về sau, dõi mắt chỗ đến, đều là hoàn toàn hoang lương, nhiều nhất liền là gặp qua một chút không còn hình dáng mê cốc thụ gốc cây tử, mà lại đều đã chết héo, vô sinh cơ. Lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh như thế thanh thúy tươi tốt rừng cây, sao không làm cho lòng người bên trong hoài nghi. Chẳng lẽ Hải thị thận lâu, nam tử trung niên nhìn không được thấp giọng nói. Phải, cũng không phải. Chốc lát, Kim Bằng lão tổ tử tốn nói. Sư tôn, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên liền nhìn qua. Kim Bằng lão tổ lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nói, đây là không gian huyễn tượng, cánh rừng cây này xác thực tồn tại, nhưng là muốn đi vào, còn phải hướng phá mất bên ngoài tầng này không gian bình chướng. Nam tử trung niên cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mảnh này xanh tươi tốt rừng cây chẳng những thật tồn tại, mà lại liền tại bọn hắn thấy được vị trí kia, nhưng mà bên ngoài có một tầng không gian bình chướng một mực bảo vệ. Cũng may mà như thế, mảnh này sau cùng mê cốc lâm mới rốt cục có thể bảo tồn lại, không có cùng địa phương khác mê cốc lâm đồng dạng, bị không gian chi lực quét sạch sành xanh. Khó trách, khả năng này là mê hồn ở trên đảo sau cùng một mảnh mê cốc lâm. Nam tử trung niên híp mắt lại nhìn xem phía trước rừng cây, trầm giọng nói. Tiêu đạo hữu, xem ra lại muốn mượn nặng không gian của ngươi thần thông. Kim Bằng lão tổ chậm rãi nói. Tiêu Phàm nhíu mày nói, tiền bối xác thực định thứ muốn tìm ngay tại trong rừng cây kia a. Không gian bình chướng này nhìn qua rất không thấy được, lại ở chỗ này tồn tại hơn ngàn năm lâu, lại cuồng bạo không gian chi lực, đối này cũng không thể tránh được. Muốn phá giải không gian bình chướng này, lấy tại hạ lực lượng cá nhân, chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Tiêu Phàm đây cũng là ăn ngay nói thật, lấy không gian của hắn tạo nghệ, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, không gian kia bình chướng không giống bình thường. Kim Bằng lão tổ nói, căn cứ điển tịch ghi chép, mê hồn đảo có thể là bảo tàng chỗ. Đã đến nơi đây, vô luận như thế nào đều muốn đi vào xem một chút, không phải có thể nào cam tâm. Về phần nói đến phá giải chi đạo, nhưng cũng có rất nhiều loại phương pháp khác nhau. Như là Tiêu đạo hữu lời nói, muốn hoàn toàn phá giải cái không gian này bình chướng, kia đúng là phi thường khó khăn. Nhưng nếu như, chúng ta chỉ là muốn mượn nói đâu. Mượn đường, không sai, có, càn khôn đỉnh. Dạng này không gian trí bảo nơi tay, chỉ là muốn tại không gian bình chướng này bên trên mở ra một đầu lâm thời thông đạo đến, hẳn là cũng không phải là khó khăn như vậy đi. Kim Bằng lão tổ bình tĩnh nói, cho thấy phải đối không gian chi đạo cũng rất có biết. Cái này còn cần lại chống đỡ xem gần xem xét mới có thể xác định. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, từ tốn nói. Cái này hiển nhiên, cũng đừng Tiêu đạo hữu một mình phấn chiến, lão phu cùng tiểu đồ đều sẽ ra tay trợ đạo hữu một chút sức lực. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, lại không mở miệng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng na phiến rừng cây kích bắn đi. Kim Bằng lão tổ sư đồ hai người tự nhiên theo sát ở phía sau. Nhắc tới cũng kỳ, đến kể bên này, trước kia thỉnh thoảng sẽ hiện ra tới quấy rối tâm ma, lại cứ thế biến mất không gặp, phảng phất bị cái gì lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài. Mà lại trải qua nghiệm chứng, tâm ma cũng giống như vậy có thể diệt sát. Tiêu Phàm bọn hắn trên đường đi cũng rất ít đụng phải cùng một con tâm ma nhiều lần quấy rầy tình huống. Đã cũng là sinh linh một loại, có thể bị diệt sát, cũng là hợp tình lý. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, mảnh rừng cây kia xem ra gần ngay trước mắt, ba người phi độn 30 phút sau quang cảnh, nhưng như cũng chỉ có thể là thấy ở xa xa, từ đầu đến cuối không cách nào chống đỡ xem gần xem xét. Hừ, xem ra thật đúng là như đồng đạo bạn lời nói, nơi này không gian chi lực có chút cổ quái. Kim Bằng lão tổ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ống tay áo lắc một cái, một đạo sán lạn ngân quang hiện lên, một con thoi trạng pháp bảo, trong chớp nhoáng bay ra, hướng về phía trước kích bắn đi. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, lập tức thấy rõ ràng. Chỉ thấy cái này mai con thoi trạng pháp bảo, dài ước chừng hơn một xích, toàn thân tản ra trắng lóa quang trạch,
một cỗ cường đại không gian chi lực, phun ra ngoài. Mặc dù cái này không gian chi lực kém xa, càn khôn đỉnh, như vậy hùng hậu kéo dài, lại có khác một loại khí tức bá đạo. Ngân toa những nơi đi qua, phát ra, suy suy, nhẹ vang lên, từng đợt không gian vặn vẹo như là gợn nước dập dờn lái đi, nguyên bản một mực cùng bọn hắn như gần như xa thanh thúy tươi tốt rừng cây, bỗng nhiên liền lộ ra rõ ràng rất nhiều, cũng chân thực rất nhiều. Cái này ngân toa thình lình cũng là một kiện cấp bậc không thấp không gian pháp bảo. Kim bằng lão tổ đã chuyên vì tầm bảo mà đến, lại biết rõ muốn tại hai cái khác biệt giao diện ở giữa xuyên qua, đương nhiên phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lấy hắn đường đường ngộ linh kỳ lão tổ thân phận, có một kiện cao giai không gian pháp bảo, không chút nào hiếm lạ. Lúc này, kim bằng lão tổ tận lực tại Tiêu Phàm trước mặt triển lộ không gian của mình pháp bảo, chỉ sợ cũng có ý cảnh cáo, ngươi không muốn dở trò gian, coi như không có phối hợp của ngươi, chính ta cũng có biện pháp phá trận mà vào. Bất quá ngươi nếu là không phối hợp, cùng việc này qua đi, ta khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiêu Phàm lại không để ý tới kim bằng lão tổ trong lòng đến cùng làm cảm tưởng gì, chỉ là gấp nhìn chằm chằm viên kia bay vụt qua lại ngân toa, con mắt đều không nháy mắt một chút. Được rồi, bỗng nhiên, Tiêu Phàm trầm giọng quát, cổ tay rung lên, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bay ra, theo sát tại ngân toa về sau, ầm vang vỡ ra, một trận liên tục không ngừng xé vải thanh âm phát ra, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn không gian chung quanh bình chướng. Lập tức liền bị xé nứt, mảnh rừng cây kia rốt cục cực kỳ rõ ràng triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Rất tốt, lần này phối hợp phi thường ăn ý. Kim bằng lão tổ nâng tay khẽ vẫy, đem ngân toa thu hồi lại, mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng biểu lộ. Cũng coi là một lần diễn tập đi, Tiêu Phàm lại cũng không để ý tới hắn, trực tiếp hướng na rừng cây thẳng bay qua, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, bắt đầu từ mảnh quan sát, song mi lập tức chăm chú nhíu lên. Không gian bình chướng này bên ngoài chi lực, tự nhiên hoàn toàn không thể cùng khu vực hạch tâm đánh đồng. Muốn tại cái này hùng hậu vô so hạch tâm bình chướng bên trên mở ra một cái thông đạo đến, coi là thật nói nghe thì dễ. Chương 1338, mê cốc trong rừng. Tiền bối, cái không gian này bình chướng 10 điểm dày đặc, từ không cần phải nói, đặc điểm lớn nhất, chính là đang không ngừng lưu chuyển biến hóa bên trong, vô một khắc bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhíu mày nói. Ngược lại là cùng bọn hắn đại tuyết sơn chỗ sâu trong cổ miếu nhìn thấy cái kia huyễn trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kim bằng lão tổ lại mặt mang mỉm cười, nói, như thế nói đến, ngược lại là so với chúng ta trong tưởng tượng muốn đơn giản chút. Đạo hữu lấy, càn khôn đỉnh, cố định bình phong này một khắc, lão phu lại lấy linh hư toa một kích toàn lực, có lẽ liền có thể tại không gian bình chướng này bên trên mở ra một cái thông đạo tới. Tiêu Phàm trong lòng ám cảm giác kinh ngạc. Đây chính là kế hoạch của hắn. Xem ra kim bằng lão tổ tại không gian thuật bên trên tạo nghệ, cực kỳ cao minh, chỉ là không có càn khôn đỉnh, như thế chí bảo mà thôi. Bất quá hắn cái kia ngân toa, lại là kiện không tầm thường không gian pháp bảo, Tiêu Phàm từ đó cảm nhận được không thể coi thường linh áp ba động, chỉ là kia linh áp ba động có chút không hoàn chỉnh, tựa hồ không có luyện chế hoàn toàn, vẫn chỉ là một kiện bán thành phẩm. Lại hoặc là, căn bản chính là cái nào đó chí bảo tàn phiến luyện chế mà thành. Pháp bảo như thế, Tiêu Phàm trên thân liền có. Hắn dùng để cất giữ thổ ma ngẫu không gian giới chỉ, chính là cái nào đó không gian chí bảo tàn phiến luyện chế. Bởi vậy Tiêu Phàm đối loại này không hoàn chỉnh linh áp ba động, hết sức quen thuộc. Chỉ bất quá, nếu như linh hư toa quả thật là cái nào đó không gian pháp bảo tàn phiến luyện thành, liền đã có cường đại như thế uy năng, kia nó bản tôn, thật không biết ra sao cùng nghịch thiên chi vật. Được, muốn cố định bình phong này, hay là cần bày trận. Lại muốn xin tiền bối tương trợ một chút sức lực. Cái này hiển nhiên, nhưng có chỗ mệnh, vô không tuân theo. Lập tức Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, liền là bắt đầu cẩn thận nghiệm coi như. Bố trí không gian pháp trận, xa so bố trí phổ thông pháp trận muốn phức tạp được nhiều, cũng khốn khó hơn nhiều. Cần đi qua nhiều lần suy tính, mới có thể có ra chính xác nhất số liệu. Lần này bày trận thời gian dài dằng dặc, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, vậy mà trọn vẹn tốn hao một tháng lâu. Một cái tiểu xảo tinh xảo không gian pháp trận mới rốt cục xây thành, lóng lánh chữ ánh sáng màu đỏ. Thiếp đang không ngừng lưu chuyển không gian bình chướng phía trên. Thậm chí lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy, bị trừ hào quang màu đỏ bao phủ địa phương, bình chướng bên trong không gian chi lực lưu chuyển, ngay tại một chút xíu trở nên chậm chạp. Kim bằng lão tổ tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc, mỉm cười nói, Tiêu đạo hữu không gian chi thuật, quả nhiên thần kỳ, khiến người nhìn mà than thở. Tiêu Phàm cười cười, cũng không khách khí,
chỉ nói là nói, xin tiền bối lưu ý, chỉ cần chờ chúng nó dừng lại, liền lập tức xuất thủ. Tốt, lão phu hiểu được, Kim Bằng lão tổ nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Bình thức tính khí, một mực tiếp cận không gian bình chướng nội bộ biến hóa. Gần nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết hướng trước ngực cách đó không xa, Càn Khôn đỉnh kích bắn đi. Miệng bên trong một tiếng quát lớn, định, Càn Khôn đỉnh, nháy mắt hào quang tỏa sáng, toàn bộ không gian pháp trận đều toàn lực vận chuyển lại. Đem không gian bình chướng cái này một khối nhỏ hoàn toàn nhuộm thành chữ màu đỏ, hỗn độn đồ án chiếu sáng rạng rỡ. Tiền bối, ngay tại lúc này, kỳ thật không đợi Tiêu Phàm phân phó, Kim Bằng lão tổ sớm đã hết sức chăm chú. Linh hư toa cũng đã nắm trong tay. Tật, Kim Bằng lão tổ cũng là một tiếng gào to. Nguyên bản liền lấy kích động linh hư toa, cũng giống vậy ngân quang đại phóng, siêu, một tiếng, hướng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án chính giữa, bay đi. Kia linh hư toa quả nhiên không hổ là cường lực không gian pháp bảo, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, không gian bình chướng lên tiếng trả lời mà ra, không có chút nào trở ngại. Chỉ bất quá không gian bình chướng này độ dày, lại vượt qua dự liệu của bọn hắn, linh hư toa tốc độ, cực nhanh suy giảm, biến chậm. Tiêu Phàm vội vàng thêm đại pháp lực, Càn Khôn đỉnh, uy năng tăng nhiều, Kim Bằng lão tổ cũng kiệt lực thôi động linh hư toa, mới rốt cục đem không gian bình chướng nhất cử đánh xuyên, xé mở một vài xích lớn nhỏ lỗ hổng. Kim Bằng lão tổ không nói hai lời, thân thể nhoáng một cái, liền từ vết nứt bên trong bắn thẳng đến đi vào, nam tử trung niên theo sát phía sau. Tiêu Phàm lại trì hoãn một hồi, lần nữa đem cái này vết nứt ra cố, biến thành một đầu chân chính cỡ nhỏ thông đạo, lúc này mới đi vào theo. Con đường phía trước suy gian, mọi thứ đều phải cẩn thận chút, vì chính mình lưu lại một con đường lùi, luôn luôn cần thiết. Nếu thật là trở mặt động thủ, đầu này cỡ nhỏ thông đạo, vô cùng có khả năng thành vì chính mình thoát hiểm chuẩn bị ở sau. Bằng không mà nói, sống chết trước mắt, dù coi như hắn có, Càn Khôn đỉnh, nơi tay, chỉ sợ cũng không đủ thời gian đến thi pháp, thoát đi cái này lồng giam không gian. Một xuyên qua thông đạo, Tiêu Phàm lập tức cảm thấy lòng dạ vì đó một sướng. Kìm lòng không đặng hít một hơi thật sâu. Thật là tinh thuần thiên địa linh khí. Nơi đây có thể nguyên trạng lưu giữ lại, chí ít cũng mệt mỏi tích hơn ngàn năm linh khí. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy từng cây đại thụ che trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đủ có mấy chục trượng chi cao, tán cây mở rộng, bao trùm cực lớn. Cao lớn tán cây phía trên, từng đóa to bằng cái bát tô hoa hồng, mở sán lạn đến cực điểm. Mê cốc thụ, mê cốc hoa, mê cốc lâm. Tiêu Phàm cơ hồ là vô ý thức hướng mê cốc thụ gốc rễ nhìn lại. Hắn đang tìm kiếm hồn hương mộc, mặc dù tại Nam Cực Tiên Ông Linh Dược vườn bên trong, hắn có trồng 3 cây hồn hương mộc, mỗi một gốc đều có vạn năm trở lên dược linh, nhưng đã đến truyền thuyết này bên trong, đầy khắp núi đồi, đều là mê cốc lâm địa phương, đương nhiên phải tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được vài đoạn 10.000 năm hồn hương mộc. Nhân chi tham lam, cổ là như thế. Sau đó, Tiêu Phàm liền nhìn thấy mấy gốc hồn hương mộc liền sinh trưởng tại mê cốc thụ rễ cây chỗ, bất quá cao mấy thước thấp, cùng cao tới mấy chục trượng mê cốc thụ tương đối mà nói, quả thực tựa như là từng cây không chút nào thu hút cỏ nhỏ, ô trầm trầm, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Bất quá Tiêu Phàm trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ thất vọng. Những này hồn hương mộc dược linh đều không quá dài, chỉ ở ba khoảng chừng 5.000 năm, để ở phòng ngoài, cố nhiên cũng đã là khó gặp linh dược, có thể bán cái rất cao giá tiền, tại Tiêu Phàm trong mắt. Lại vẻn vẹn chỉ là chưa thành thục, tiểu mầm non mà thôi. Hồn hương mộc không so các linh dược khác, không ít linh dược, dược linh phương diện đều là có hạn chế, cũng không phải là dược linh càng dài càng tốt, nếu như vượt qua thành thục kỳ, sau đó dược hiệu ngược lại không tốt. Hồn hương mộc lại không giống, dược linh càng dài, hiệu quả liền càng tốt. Nhưng Tiêu Phàm chi hơi chần chờ, liền xuất thủ đem vài cọng mấy ngàn năm dược linh hồn hương mộc ngắt lấy, thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Tại Kim Bằng lão tổ trước mặt, hắn cũng không muốn lộ ra quá thổ hào. Mấy ngàn năm dược linh hồn hương mộc, người mắt cũng không nhìn thẳng một chút, đó chỉ có thể nói một vấn đề, người có quá nhiều so cái này tốt hơn nhiều hồn hương mộc. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, hay là không muốn gây nên cái này sư đồ hai người ngấp nghé vi diệu. Mặc dù nói, hắn người mang, Càn Khôn đỉnh, như vậy trọng bảo, đã đầy đủ gây nên người khác, giết người đoạt bảo, chi tâm. Thiếu một cái dẫn dụ tổng so thêm một cái dẫn dụ muốn tốt. Kim Bằng lão tổ sư đồ cũng giống như hắn, xuất thủ hái không ít hồn hương mộc, mừng khấp khởi bỏ vào trong túi. Cùng thu thập được đủ nhiều hồn hương mộc, ba người mới rốt cục định thần lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đến mê cốc lâm trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh vô tận biển hoa,
màu hồng phấn cùng tươi đóa hoa màu đỏ, nộ phóng nở rộ, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Hương hoa trận trận xông vào mũi, dù là ba người định lực cực cao, cũng không chịu được lòng dạ vì đó một choáng, Kim Bằng lão tổ thậm chí sắc mặt biến hóa, nhẹ, hừ, một tiếng. Tiêu Phàm trong lòng hơi động một chút, Kim Bằng lão tổ cái này hình thái, nhưng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Xem ra, vị này huyền ta giới ngộ linh kỳ lão tổ, tại cùng tâm ma tác chiến thời điểm, thần niệm chi lực xác thực nhận trọng thương. Về phần tại sao là tu vi cao nhất người bị thương nặng nhất, trong lúc nhất thời, nơi nào nghĩ được rõ ràng. Cái này thần hồn sự tình, dù sao cùng cái khác nhau rất lớn, cường đại hơn nữa tu sĩ, cũng vô pháp hoàn toàn suy nghĩ thấu. Có lẽ Kim Bằng lão tổ nhiều năm qua, một mực kẹt tại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, từ đầu đến cuối khó mà đột phá, vốn là để thần hồn chi lực gặp khó, tại cái này mê hồn đảo càng là lọt vào cường đại tâm ma ngay cả điểm công kích, vô ý phía dưới, thần hồn bị thương nặng, cũng hợp tình hợp lý. Tại mê cốc lâm chỗ sâu, ẩn ẩn nhìn thấy kim sáng lóng lánh. Chỉ là cách xa, nhìn không rõ ràng, Tiêu Phàm lại có thể cảm ứng được, nơi đây không gian hoàn cảnh, cũng không phải 10 điểm ổn định, ẩn ẩn có không gian loạn lưu tràn ngập trong đó. Quan sát một lát, Kim Bằng lão tổ nhấn một cái độn quang, lại về vào trong rừng cây, không nói một lời, hướng mê cốc lâm chỗ sâu xuất phát. Tiêu Phàm cũng không có đưa ra dị nghị, mặc dù trực tiếp từ rừng cây trên không bay qua, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng mê cốc thụ tươi hoa đua nở, hương hoa là hướng lên phiêu tán, đến huyễn chi lực cũng là rừng cây phía trên cường đại hơn nhiều. Kim Bằng lão tổ hiển nhiên không muốn bốc lên dạng này phong hiểm, Tiêu Phàm cũng không muốn mạo hiểm. Tâm ma lực, ai cũng không dám đánh cược nói mình nhất định đối kháng được. Từ trong rừng cây đi, tốc độ chậm một chút, lại muốn an toàn được nhiều. Mà lại, không lâu sau đó bọn hắn liền có kinh hỉ. Càng đi mê cốc lâm chỗ sâu xuất phát, hồn hương mộc dược linh liền càng dài, dần dần bắt đầu xuất hiện dược linh 6-7 ngàn năm lâu hồn hương mộc, ngay cả Tiêu Phàm đều có chút động tâm, thu thập không ít. Tại một mảnh trên vách núi, Tiêu Phàm thậm chí còn thu thập được một viên 10.000 năm dược linh định gió quả. Đây là cường liệt nhất trấn tĩnh thuốc, tại rất nhiều đan dược và phương thuốc bên trong, đều là chủ dược, giá cả chi cao, mảy may cũng không tại 10.000 năm hồn hương mộc phía dưới. Định gió quả tại Tiêu Phàm linh dược vườn bên trong, cũng có trồng, nhưng 10.000 năm dược linh định gió quả, vẫn như cũ là cực kỳ vật khó được. Mảnh này mê cốc lâm đã nhiều năm chưa từng bị người quấy rầy qua, các trồng linh dược sinh trưởng rất nhiều, trong đó có mấy loại là Tiêu Phàm linh dược vườn bên trong đều chưa từng có, lại là có đại thu hoạch. Trước mắt Tiêu Phàm đã thu tập được hơn 3,000 loại gian ngoài hiếm thấy linh thảo linh quả linh dược, Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn bên trong sớm đã trồng đầy, nhất định phải thay phiên trồng. Kim Bằng lão tổ sư đồ hai người mặc dù cũng có chút y đạo tri thức, nhưng đối linh dược linh thảo nhận biết, lại chỗ nào có thể cùng Tiêu Y Thánh đánh đồng. Không ít linh dược hai người cũng không nhận ra, tự nhiên là tiện nghi Tiêu Phàm, cái này lại, đố kỵ, không được. Cũng may hai người chuyến này cũng không phải vì thu thập linh dược mà đến. Cái này rất nhiều chân quý hồn hương mộc cùng mê cốc trái cây, chỉ là ngoài định mức thu hoạch. Duy nhất để Tiêu Phàm cảm thấy bất an là, tiến vào mê cốc lâm về sau, trong lòng kinh dị cảm giác, cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Sau một ngày, ba người đã tiến vào mê cốc lâm nơi cực sâu. Tiêu đạo hữu, nhưng có cái gì cảm ứng a? Một mực đi ở phía trước Kim Bằng lão tổ bỗng nhiên dừng chân lại, cũng không quay đầu lại, chậm rãi hỏi, ngữ khí trầm thấp. Chương 1339, Tế Điện. Tiêu Phàm trên mặt bất động thanh sắc, hỏi ngược lại, tiền bối cái này là ý gì? Kim Bằng lão tổ song mi nhăn lại, nói, đạo hữu không có cảm ứng a? Nói như vậy, chẳng lẽ là ta cảm ứng ra sai rồi? Trên người đạo hữu thánh linh khí tức, là mãnh liệt như thế, mà lại cũng là trời giống chim thánh linh huyết mạch, ta còn tưởng rằng, đạo hữu hẳn là cũng cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hãi nhiên, hắn xác thực cảm ứng được. Mà lại là rất rõ ràng thánh linh khí tức, tựa hồ cùng trên người hắn ngân dực lôi bằng nội đan khí tức cực kỳ tương tự. Kim Bằng lão tổ cũng cảm ứng được cái này khí tức. Như thế nói đến, nơi đây vô cùng có khả năng chính là kim sĩ đại bằng điểu nội đan tồn tại địa. Thuận lợi như vậy liền tìm được, Tiêu Phàm có chút trợn tròn mắt, nghĩ nghĩ bọn hắn năm đó tìm kiếm thiên hương ngọc lộ, tụ họp ngũ hành thần toán, 9 tên hậu kỳ đại tu sĩ, hao phí mấy chục năm công phu, từ toa ma giới tìm tới thất dạ giới. Cuối cùng tại Long trên đảo thần cũng chưa có xác định kia đến cùng phải hay không thiên hương ngọc lộ, lại ném mấy cái tính mạng, còn có mấy vị tung tích không rõ. Kết cục có thể xưng thảm liệt, tìm kiếm thánh linh nội đan, liền thuận lợi như vậy. Cũng khó trách Tiêu Phàm ngoài ý muốn,
nhưng mà chuyện trên đời này, thật đúng là nói không chính xác, liền giảng cứu cái, duyên phân. Kim Bằng lão tổ miệng bên trong là nói như vậy, dưới chân lại là không ngừng chút nào, tại rừng rậm ở giữa, hướng về phía trước kích bắn đi. Thậm chí đối với dưới chân những cái kia lần lượt xuất hiện 10.000 năm dược linh hồn hương mộc cũng làm như không thấy, chỉ có Tiêu Phàm trong lúc cấp bách vẫn không quên thu thập một chút. Bỗng nhiên ở giữa, kim quang lóa mắt, ba người không hẹn mà cùng đè lại độn quang, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không biết lúc nào, bọn hắn đã ra rừng rậm, nơi xa là một cái cao lớn trăm trượng hoàng kim tượng nặn, cùng bọn hắn tại núi tuyết miếu cổ dưới mặt đất trong điện đường nhìn thấy tòa kia lôi chấn tử pho tượng cực kỳ tương tự, toàn thân quang mang lấp lánh. Kim Bích Huy Hoàng, một cỗ uy lăng thiên hạ bá khí, phồng lên mà ra. Dù coi như Tiêu Phàm đã tiến giai đến đại tu sĩ tiêu chuẩn, cũng không chịu được trong lòng lật lật. Thánh linh, cơ hồ là lập tức, Tiêu Phàm liền ở trong lòng có dạng này trực tiếp nhất phản ứng. Tại Long Thần Đảo, đối mặt huyết quang thiếu niên cùng cỗ kia kén máu, Tiêu Phàm cũng từng cảm ứng được loại kia bế nghệ thiên hạ bá khí. Mà lại đồng dạng ngang ngược, trong cơ thể hắn ngân dực lôi bằng huyết mạch, cũng có rõ ràng cảm ứng. Chỉ bất quá, dựa theo cổ tịch ghi chép, kim sĩ đại bằng điều tại thượng giới thánh linh bên trong, thanh danh cũng không ngang ngược tà ác, là một loại rất có vương giả chi khí thánh linh. Như thật luận thủ đoạn thần thông, ngân dực lôi bằng chưa hẳn ngay tại kim sĩ đại bằng điều phía dưới. Kim sĩ đại bằng sở dĩ xếp hạng tại ngân dực lôi bằng trước đó, hơn phân nửa hay là bởi vì loại này thánh linh vương giả chi khí, ngân dực lôi bằng quá mức bá đạo chút, xếp hạng phản thấp. Tại mê hồn đảo chỗ sâu, duy nhất may mắn còn sống sót mê cốc trong rừng. Xuất hiện dạng này một cái cao tới trăm trượng lôi chấn tử pho tượng, cảm ứng được như thế nồng đậm thánh linh khí tức, xem ra vô cùng có khả năng thánh linh nội đan liền giấu ở chỗ này. Điều kiện tiên quyết là Kim Bằng người ghi chép không sai, thật sự có thánh linh nội đan được đưa tới hạ giới. Sau một khắc, Tiêu Phàm liền đề cao 12 phân cảnh giác, nếu như nơi này chính là Kim Bằng lão tổ muốn tìm mục đích, như vậy tình cảnh của hắn liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Kim Bằng lão tổ vô cùng có khả năng trước hướng hắn xuất thủ. Bất quá chí ít tại dưới mắt, Kim Bằng lão tổ ép căn bản không hề ý nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Tiêu Phàm một chút, sư đồ hai người toàn bộ tinh lực, đều để ở đó cái pho tượng phía trên. Sư tôn, hẳn là nơi này, mê hồn đảo vốn là có khả năng nhất địa điểm một trong. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên thấp giọng nói, dù nhưng đã tại hết sức che giấu, nhưng vẫn là khó mà khống chế lại mình kích động trong lòng chi ý. Mặc dù nói, coi như thuận lợi tìm tới thánh linh nội đan, đó cũng là Kim Bằng lão tổ hưởng dụng, cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, mà lại chỉ cần thật tìm được thánh linh hóa thân chỗ, ai nói liền nhất định chỉ có thánh linh nội đan loại này bảo vật. Thánh linh nội đan cố nhiên về lão tổ, những bảo vật khác, hắn liền có phần. Kim Bằng lão tổ híp lại hai mắt, khẽ vuốt cằm, nhưng không có vội vã tới gần cái kia kim sắc điêu khắc. Tiêu đạo hữu, lấy người ý kiến. Nơi đây không gian pháp trận như thế nào? Chốc lát, Kim Bằng lão tổ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên Tiêu Phàm. Trong bất chi bất giác, Tiêu Phàm khoảng cách cùng bọn họ đã kéo ra đến hơn 10 trượng xa, dù coi như là Kim Bằng lão tổ thân tự xuất thủ, cũng rất khó thoáng qua ở giữa liền đánh lén đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói chỉ sợ nơi đây có thể may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì cái không gian này pháp trận. Lấy không gian của hắn tạo nghệ, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, nơi này cấu trúc một cái siêu cấp không gian pháp trận, chính bởi vì cái này pháp trận, mới ở đây chống lên một vùng không gian, đem nơi này cuồng bạo không gian chi lực đều cản tại bên ngoài, để cái này một mảnh mê cốc lâm cuối cùng được lấy may mắn còn sống sót. Cái kia kim sắc pho tượng, chính là cái này tòa siêu cấp không gian pháp trận chủ điều khiển trận nhãn chỗ, liên tục không ngừng linh lực, cũng là từ pho tượng trên thân lộ ra, chống đỡ lấy cả tòa đại trận vận chuyển. Từ linh lực cường đại tinh thuần trình độ để phán đoán, Tiêu Phàm có thể khẳng định, tòa này pháp trận là lấy địa mạch linh khí làm căn cơ, không phải dùng linh thạch, nếu không căn bản là trèo trống không thời gian lâu như vậy. Cái này tòa không gian pháp trận cấu trúc cực kỳ tinh diệu, tựa hồ là đến từ huyền linh thượng giới thủ bút. Mà lại nơi đây không gian chi lực cùng nơi khác khác biệt, một khi pháp trận bị phá hủy, chỉ sợ sẽ lần nữa dẫn phát trong lúc đó không gian thông đạo phát sinh lớn sụp đổ. Thật vất vả mới dần dần khôi phục không gian cân bằng, lại sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Kim Bằng lão tổ cười nhạt một tiếng, nói Tiêu đạo hữu không cần dự vì đó chỗ. Lão phu lần này là tầm bảo mà đến, chỉ muốn đạo hữu nhận biết tiến thối, lão phu cũng chưa chắc phải nhất định sẽ làm khó ngươi. Nhưng giọng nói chuyện đã kinh biến đến mức khác biệt, kia cao cao tại thượng,
nhìn ta tâm tình có được hay không, thần thái, đã sôi nổi mà ra, mang theo hết sức rõ ràng uy hiếp đe dọa chi ý. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh nhạt nói, tiền bối có thể xác định, nơi này chính là tiền bối muốn tìm địa phương a. Xem ra trong lòng người này đã nhận định, nơi này chính là mục đích, nếu không lấy người này đa mưu túc trí, khi không đến mức nhanh như vậy liền lộ ra bản tướng. Bất quá như là đã đến nơi này, Tiêu Phàm nhưng cũng không có ý định cứ như vậy lui bước. Thánh linh nội đan đối với hắn lực hấp dẫn, chưa hẳn liền so kim bằng lão tổ tiểu. Cần biết trong cơ thể của hắn vốn là có lấy nửa viên thánh linh nội đan, mà lại đã ẩn ẩn có cùng nhục thể của hắn hòa làm một thể chi ý. 8-9 phần 10 đi. Hắc hắc, xem ra đạo hữu đối cái này thánh linh nội đan cũng có ngấp nghé chi ý. Tốt, vậy liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Kim bằng lão tổ lần nữa trên dưới dò xét Tiêu Phàm vài lần, cười hắc hắc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng na kim sắc điêu khắc kích bắn đi. Nam tử trung niên lại đứng tại chỗ không động, ánh mắt lạnh lùng, tiếp cận Tiêu Phàm, tự nhiên là tại đề phòng hắn. Mặc dù có kim bằng lão tổ tại, chỉ là một tên nguyên anh tu sĩ, mảy may cũng không để vào mắt, thế nhưng là tại cái này thánh linh chi địa, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Cũng không thể để cái này nhân tộc tiểu tử hỏng đại sự. Chiếu hắn tâm tư, tự nhiên là trước đem cái này nhân tộc tiểu tử giết an toàn nhất, tránh khỏi quan trọng trước mắt, gia hỏa này gây sự. Lão tổ không chịu trước giải quyết Tiêu Phàm, tự nhiên cũng có hắn suy tính. Mặc dù bọn hắn có 7-8 phần nắm chắc, xác định nơi này chính là bọn hắn muốn tìm mục đích, nhưng vạn nhất phạm sai lầm, kia Tiêu Phàm liền còn có giá trị lợi dụng. Dù coi như giết hắn, có thể đem càn khôn đỉnh cướp đến tay bên trong, nhưng mà trong thời gian ngắn có thể hay không tìm hiểu thấu đáo cái này không gian trí bảo thúc đẩy phương pháp, thế nhưng là ai đều chuyện không có nắm chắc. Tại cái này không gian chi lực tứ ngược tung hoành chỗ, một khi xuất hiện sai lầm, đây tuyệt đối là không có đỉnh tai ương. Tiêu Phàm nhìn nam tử trung niên một chút, bình thản nói, đạo hữu không cần khẩn trương, chỉ cần có chỗ tốt, tại hạ cũng không nghĩ vạch mặt. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi nhân tộc, có phải là đều thích phô trương thanh thế? Người tuổi còn trẻ, chỉ sợ cũng liền là vừa vặn vững chắc cảnh giới đi. Vạch mặt, hừ hừ, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cũng không để ý tới hắn khinh miệt, dưới chân khẽ động, liền hướng về phía trước bay đi. Đối thủ càng là khinh thường hắn, đối với hắn mà nói, thì càng có lợi. Nam tử trung niên đi sát đằng sau ở phía sau, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì hơn 10 trượng khoảng cách, ba người trình hình tam giác mà đứng. Đi tới pho tượng trước đó, ngửa đầu hướng lên. Càng thêm có thể cảm thấy pho tượng kia to lớn vĩ ngạn, chạm trổ sự tinh tế, ở xa miếu cổ dưới mặt đất điện đường kia một cái điêu khắc phía trên người thượng cổ phù văn không ngừng lấp lánh, thần bí phi phàm. Kim bằng lão tổ thân thể chậm chậm mà lên, vây quanh điêu khắc, chậm rãi chuyển lên một vòng đến, thân sắc cực kỳ nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm, tựa hồ ngay tại mặc niệm những cái kia phù văn, từ ánh mắt của hắn đến xem, đối với mấy cái này thượng cổ phù văn có chút quen thuộc. Tiêu Phàm cũng không để ý tới nam tử trung niên dám thị đối với hắn, đáy mắt lục mang lấp lánh, đồng dạng tại cẩn thận đọc những cái kia thượng cổ phù văn. Muốn tìm kiếm thánh linh nội đan bí mật, nhất định phải biết rõ ràng bản này phù văn ý tứ. Ngay cả nam tử trung niên lực chú ý, đều rất nhanh bị bản này thượng cổ phù văn hấp dẫn. Sau nửa canh giờ, kim bằng lão tổ đã bay đến pho tượng trên cùng, lẳng lặng lơ lửng tại pho tượng ngay phía trước, cùng pho tượng ưng miệng cùng hai mắt tương đối, cảm giác bên trên. Hắn không phải tại cùng một bộ pho tượng đối mặt, mà là cùng cả người cao trăm trượng chân nhân đang nhìn nhau. Giữa hai người, thậm chí còn thông qua ánh mắt tại lẫn nhau giao lưu. Bỗng nhiên, kim bằng lão tổ đưa tay phải ra, chập ngón tay lại như dao, tại mình cổ tay trái bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi lập tức tuôn ra, lập tức tay phải năm ngón tay gảy nhẹ, một chuỗi huyết châu bắn ra, chính chính vẩy vào kim sắc pho tượng hai mắt ở giữa, ấn đường phía trên. Một cỗ đỏ tươi huyết quang phóng xạ ra đến. Vô luận kim quang như thế nào lóa mắt, cũng không che giấu được cỗ này diễm lệ huyết quang. Rõ ràng chỉ là mấy giọt máu tươi, trong nháy mắt, pho tượng đầu lợi dụng huyết hồng một mảnh, tựa hồ toàn bộ đầu đều bị máu tươi bao trùm, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Kim bằng lão tổ phi thân mà xuống, đứng ở pho tượng chính diện, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, một chuỗi dài cổ phát tối nghĩa văn tự, từ trong miệng hắn phát ra. Rất nhanh. Pho tượng đầu máu tươi liền bắt đầu hướng phía dưới chảy xuôi, phảng phất một đạo huyết sắc thác nước, từ cao trăm trượng không chút xuống, chỉ là tốc độ kém xa tít tắp chân chính thác nước nhanh như vậy. Nhưng mà huyết sắc thác nước những nơi đi qua, kim quang lập tức chôn vùi, thay vào đó, là chói mắt huyết quang. Không hề nghi ngờ,
Kim Bằng lão tổ chính đang thi triển một loại nào đó cổ lão tế thuật. Mà tế phẩm, liền là hắn tinh huyết của mình. Lấy Kim Bằng tộc tộc trưởng đương nhiệm thân phận, triệu hoán Kim Sĩ Đại Bằng viễn cổ phân thân, thật là lẽ phải. Chương 1340, Tôn giả đại nhân. Kim sắc điêu khắc cao tới trăm trượng, huyết dịch một chút xíu chảy xuống trôi, thời gian cũng một chút xíu trôi qua. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, điêu khắc cuối cùng một tia kim quang chôn vùi, toàn bộ pho tượng huyết quang nhấp nháy, nguyên bản uy nghiêm khí quyển lôi chấn tử, trong chớp nhoáng biến thành hình dạng dữ tợn huyết ma quái, mùi tanh xông vào mũi, tựa hồ toàn bộ trong rừng cây đều trở nên quỷ dị. Đốt, Kim Bằng lão tổ bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt lớn trừng, lắc một cái ống tay áo, một đoàn huyết quang hướng lên bắn ra, đảo mắt hóa làm một con dương cánh bay lượn chim bằng, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, hướng về pho tượng đầu bay bắn xuyên qua. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, nguyên bản đóng chặt pho tượng ưng miệng, bỗng nhiên mở ra, hướng na đầu huyết sắc chim bằng dùng sức khẽ hấp, nhìn như thần tuấn phi phàm huyết sắc chim bằng lần nữa một tiếng huýt dài, một lần nữa hóa thành một đoàn huyết quang, hướng pho tượng ưng miệng bắn tới. Trong chớp nhoáng này, kim sắc điêu khắc như cùng sống tới, cho người ta cảm giác cực độ quỷ dị. Mặc dù ba người đều 10 điểm xác định, điêu khắc vẫn là tử vật, nhưng mỗi người đều cảm giác, giờ khắc này pho tượng, xác thực cùng lúc trước có chút khác biệt. Là ai, tỉnh lại bản tôn người. Đột nhiên, một thanh âm ầm vang vang vọng, như là 9 ngày lôi âm, cuồn cuộn mà xuống, chấn động đến ba người màng nhĩ đều, ong ong, rung động. Tiêu Phàm bọn người không khỏi hãi nhiên, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, vậy mà lại xuất hiện tình hình như vậy, thực tế có chút ngoài ý muốn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cái thanh âm chủ nhân, khả năng tu vi so với bọn hắn muốn cao hơn nhiều. Vừa dứt lời, huyết quang lấp lóe, một bóng người từ pho tượng đỉnh đầu nổi lên. Đạo nhân ảnh này vừa mới xuất hiện thời điểm, toàn thân máu lóng lánh, tựa như một cái huyết nhân, nhưng rất nhanh, huyết sắc liền bắt đầu tiêu tán, kim quang lóa mắt. Ba người thấy rõ ràng, kim quang bên trong, là một vị miệng chim nhân thân thần chỉ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân kim quang lưu truyền, cùng điêu khắc ngoại hình giống nhau như đúc, mắt ưng như điện. Quan sát mà xuống, một cỗ khó tả bá khí, phồng lên mà ra. Đệ tử Trọng Lăng, bái kiến tôn giả đại nhân, Kim Bằng lão tổ không chút do dự, cung cung kính kính bái xuống dưới, đầu dạp xuống đất. Nam tử trung niên cũng liên tục không ngừng theo sát quỳ gối, đại lễ lễ bái. Trong lúc này, tự nhiên là không lo được giám thị Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai mắt sáng ngời, thấy được rõ ràng, đạo nhân ảnh này nhìn như dày đặc, kỳ thực hay là một đạo linh thân, chỉ bất quá khí thế khinh người. Mảy may cũng không tại huyết quang thiếu niên phía dưới. Nhưng mặc kệ hắn là thực thể hay là linh thân, để Tiêu Phàm đối một cái ngoại tộc người quỳ lại, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Các ngươi là ta bản tộc người. Tôn giả khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, đệ tử may mắn bái kiến tôn giả, hạnh thế nào chi. Kim Bằng lão tổ lại bái về sau, thẳng tắp thân thể, cao giọng nói, đều đứng lên đi, tôn giả chậm rãi nói, ngữ khí có chút hòa ái. Là, đa tạ tôn giả đại nhân. Kim Bằng lão tổ lại cung cung kính kính xá một cái, lúc này mới đứng dậy. Đứng xuôi tay, thần thái cực kỳ kính cẩn. Ngươi là cái nào giao diện Kim Bằng tộc nhân? Hẳn là huyền ta giới a. Tôn giả ở trên cao nhìn xuống, đánh giá Kim Bằng lão tổ cùng nam tử trung niên, không chậm không nhanh mà hỏi thăm. Vâng, tôn giả đại nhân mắt sáng như đuốc, đệ tử chính là huyền ta giới Kim Bằng tộc nhân. Kim Bằng lão tổ bận bịu tức đáp, từ tôn giả này trên thân, hắn cảm ứng được cực kỳ thuần chính Kim Bằng khí tức. Không hề nghi ngờ, vị tôn giả này đại nhân chính là Kim Bằng tộc tiền bối. Loại bản năng này cảm ứng, kia là làm không được giả. Nam tử trung niên không chịu được hỏi, xin hỏi tôn giả đại nhân, tại giới diện khác cũng có chúng ta Kim Bằng tộc nhân tụ cư a? Tôn giả liếc hắn một cái, nói cái này hiển nhiên. Cái này tới gần mấy cái giao diện, đều có Kim Bằng tộc nhân tụ cư. Bất quá vẫn là huyền ta giới tộc nhân nhất là hưng thịnh. Hai người các ngươi tu vi không yếu. Nhìn đến đã nhiều năm như vậy, huyền ta giới Kim Bằng tộc hay là chưa từng suy bại xuống dưới. Đa tạ tôn giả khích lệ, ta Kim Bằng tộc tại huyền ta giới mặc dù chưa nói tới là đại tộc, những năm gần đây nhưng cũng nhân khẩu thịnh vượng, trong tộc các đệ tử coi như không chịu thua kém, mỗi một thời đại đều có người có thể bốc lên đòn rông. Ngữ khí kính cẩn, bất quá trong câu chữ vẫn là không nhịn được lộ ra kiêu ngạo tới. Những năm gần đây, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Kim Bằng tộc càng là có nhảy vọt phát triển. Như cùng hắn mình lời nói, riêng lấy nhân khẩu mà nói, Kim Bằng tộc xác thực tính không được huyền ta giới đại tộc, nhưng mà trong tộc cao thủ không ít, còn có hắn dạng này ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn, luận chân thực chiến lực,
lại so Hứa Đa nhân khẩu đông đảo đại tộc còn cường hãn hơn mấy phân, tại huyền ta giới địa vị cũng rất không thấp. Ngô, người đã đột phá đến ngộ linh kỳ, như thế nói đến, người hẳn là bản tộc thế hệ này tộc trưởng rồi. Kim Bằng lão tổ khom người đáp, cực khổ tôn giả đại nhân xin hỏi, đệ tử thẹn trưởng Kim Bằng nhất tộc đã 800 năm. 800 năm, nói như vậy, ngươi là gặp được bình cảnh rồi. Ta nói vì cái gì đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến tỉnh lại bản tôn người, lại nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Tôn giả này quả nhiên cơ trí, mặc dù chỉ là một bộ linh thân, lại một lần liền đoán được Kim Bằng lão tổ lần này ý đồ đến. Tôn giả như thế ngay thẳng, Kim Bằng lão tổ khó được mặt mo đỏ ửng, cúi đầu đáp, tôn giả đại nhân trách cứ phải là, đệ tử đều không có sớm ngày đến đây tỉnh lại đại nhân, đúng là đệ tử đám người khuyết điểm. Chỉ là cái này không gian thông đạo tại hơn ngàn năm trước bỗng nhiên xuất hiện dị biến, đại bộ phận phân không gian thông đạo sụp đổ, gần đây mới lại lần lượt khôi phục. Trước đó, đệ tử tiền bối tộc nhân, đã từng trăm phương ngàn kế tìm kiếm tôn giả đại nhân thanh tu chỗ, nhưng không gian thông đạo sụp đổ, lại là không cách nào đi tới cái này mê hồn đảo. Chấm ngoặc kép, tìm kiếm thánh linh nội đan, cũng không phải từ thế hệ này Kim Bằng tộc trưởng bắt đầu, lịch đại Kim Bằng tộc tiên tổ, liền từng làm qua đủ loại cố gắng. Chỉ là vẫn luôn chưa từng tìm tới địa điểm chính xác. Nếu không phải có những này tiên tổ, tầm bảo ghi chép, Kim Bằng lão tổ lại có thể nào thuận lợi như vậy tìm đến nơi đây, đồng thời tỉnh lại vị tôn giả này đại nhân. Hừ, người không vì mình thiên chu địa diệt, tu chân giới, loại tình hình này rất phổ biến, ta cũng không trách ngươi. Vâng, đa tạ tôn giả đại nhân thông cảm, tôn giả đại nhân gật gật đầu, lại quan sát tỉ mỉ hắn một trận, bỗng nhiên nhíu mày nói a, thần hồn của ngươi chi lực. Bị thương rất nặng, là chuyện gì xảy ra? Trước khi tới đây, trải qua ác chiến a. Kim Bằng lão tổ vội vàng đáp, tôn giả đại nhân mắt sáng như đuốc, nơi đây tâm ma lực cường đại, đệ tử tới đây thời điểm, xác thực cùng tâm ma giao thủ qua, thần hồn chi lực có chỗ tổn thương. Tôn giả cổ tay khẽ đảo, một viên đen nhánh đan dược nổi lên, tản ra nhàn nhạt hồn hương mộc mùi thơm khí tức, ngón tay búng một cái, dược hoàn hướng Kim Bằng lão tổ bay đi, nói, nơi này có một viên thuốc. Là năm đó ta ở chỗ này thu thập mấy chục ngàn năm hồn hương mộc tinh hoa luyện chế mà thành, đối với tầm bổ thần hồn rất có hiệu quả trị liệu, vốn là cho chính ta lưu lại, bây giờ ta là không dùng được, cho ngươi đi. Kim Bằng lão tổ vội vàng nâng tay khẽ vẫy, đem viên đan dược kia nắm ở trong tay, khom người nói, đa tạ tôn giả đại nhân ban thuốc, đệ tử vô cùng cảm kích. Đan dược một đưa tới tay, hắn liền có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó thần hồn mạnh mẽ chi lực. Tôn giả nói rõ là lấy mấy chục ngàn năm dược linh hồn hương mộc tinh hoa luyện chế mà thành, dược hiệu tự nhiên cực kỳ mãnh liệt. Ngươi lập tức ăn vào đi, đối chữa trị thần hồn của ngươi chi lực, hẳn là rất có hiệu quả. Vâng, cần tuân tôn giả đại nhân chỉ lệnh, Kim Bằng lão tổ vội vàng khom người vái chào, lập tức ngửa cổ một cái, đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vừa liều thuốc dưới, lập tức liền cảm giác được một cỗ nhu hòa lực đạo tuôn ra tiến vào thần trí của mình trong biển. Bị thương rất nặng thần hồn lập tức một trận nhẹ nhõm, nói không nên lời dễ chịu hưởng thụ. Kim Bằng lão tổ trong lòng không khỏi đại hỉ, quả nhiên không hổ là huyền linh thượng giới đan phương, huyền diệu vô so, xa không phải hạ giới đan dược có thể so sánh. Viên thuốc này dược hiệu mạnh mẽ, người nắm chắc thời gian luyện hóa dược lực đi. Tôn giả nói, vâng, đệ tử tuân mệnh, mặc dù nói, tại tôn giả trước mặt đà tọa thổ nạp, rất là vô lễ, nhưng tôn giả đại nhân đã nói như vậy. Kim Bằng lão tổ cũng không tốt trái lệnh, lúc này khẽ khom người, liền ngồi xếp bằng, hai tay bấm quyết, bắt đầu thổ nạp điều tức, luyện hóa dược lực. Tôn giả ánh mắt tại nam tử trung niên trên thân khẽ quét mà qua, thần sắc không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên nam tử trung niên tu vi cảnh giới quá thấp, dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, a, tôn giả song mi, bỗng nhiên một dương, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức liền nhiều hứng thú quan sát Tiêu Phàm tới. Tiêu Phàm hai tay ôm quyền, có chút khom người, lạnh nhạt nói, vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Hắn sớm đã thần niệm chi lực từng điều tra, lại phát hiện căn bản liền không phát hiện được cái này linh thân cảnh giới sâu cạn. Mặc dù Tiêu Phàm cũng biết, ngộ linh kỳ đã là dưới cùng giao diện cực hạn, sau ngộ linh kỳ cao hơn hóa hư kỳ cảnh giới, căn bản liền không khả năng tại hạ cùng giao diện xuất hiện, giao diện cường đại áp lực, sẽ tự động bài xích hóa hư kỳ trở lên siêu cấp đại năng. Cái này cũng vì là thiên đạo chi lực vì giữ gìn giao diện cơ bản cân bằng mà tự động làm ra lựa chọn. Nhưng tôn giả này nếu thật là từ huyền linh thượng giới xuống tới, vậy hắn lúc đầu tu vi, liền vô cùng có khả năng không chỉ là ngộ linh kỳ cảnh giới. Hạ giới về sau, pháp lực thần thông nhận giao diện chi lực áp chế,
không cách nào phát huy ra vượt qua ngộ linh kỳ tiêu chuẩn, nhưng mà tâm tính cảnh giới, tầm mắt kiến thức, lại không phải ngộ linh kỳ tu sĩ có thể chịu được so sánh. Tranh đấu thời điểm, đây cũng là không thể khinh thường một điểm. Tỷ như Tiêu Phàm hiện tại, coi như đem tu vi của mình áp chế đến kim đan kỳ, chân chính động thủ, cùng giai tu sĩ cơ vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Kỳ quái, người rõ ràng là thuần chính tu sĩ nhân tộc, làm sao thể nội nhưng lại có cái này rất nhiều chỗ khác nhau thánh linh huyết mạch. Tôn giả dò xét Tiêu Phàm thần sắc, càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả Tiêu Phàm mình nghe lời này, đều có chút không nghĩ ra. Cái gì gọi là, cái này rất nhiều chỗ khác nhau thánh linh huyết mạch. Chẳng lẽ không nên chỉ có ngân dực lôi bằng cái này một loại A? Còn có cái gì thánh linh huyết mạch tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn? Ngân dực lôi bằng, thanh toan nghê, ly hôn, thế mà còn có. Kim cương cự viên, hắc hắc, huyết mạch này thật đúng là đủ loạn. Kỳ quái là, tu sĩ tầm thường thể nội, nếu là có nhiều như vậy khác biệt thánh linh huyết mạch, đã sớm không chịu nổi, bạo thể mà chết. Ngươi đến bây giờ còn sinh long hoạt hổ, thật đúng là để ta có chút không hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, tôn giả một mực tiếp cận Tiêu Phàm, giống như là tự lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, ngươi là hỗn độn linh thể, ngươi cũng họ Tiêu, hẳn là, ngươi là Tiêu vô cực tại cái này một giới hậu nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1340.